livestream bán cái gì đấy, nhiều hàng quá mọi người ơi. Cuối tháng banh nóc nhà. Mặc cái áo, à đúng rồi, cái này xong rồi mặc với cái áo này là nó lẩn luôn này. Áo này này, u là trời ơi, định cao luôn. Không biết giờ này có ai xem không á. Hôm nay là 31 hết tháng mọi người ạ. Ngày mai là mùng 1 tháng 11 rồi. Thế nên là hôm nay là thôi banh nóc nhà đi các tình yêu ơi. Thấy em chưa các chị ơi. Định của chóp là định của chóp. Đẹp nhỉ. Quần em đang mặc đã về hàng thêm rồi. Trời ơi, thông báo cho các chị một tin. Lúc sáng anh bảo em là bốt là bao nhiêu đôi nhỉ? 700 mấy nhỉ? 700 bao nhiêu? 750 mấy đôi rồi á. Thì giờ phút này phải 800 đôi bốt rồi. Trời ơi, kinh khủng khiếp mọi người ạ. Em đúng thật là thật sự mà nói là vập vào cái con đường bán bốt này là kinh khủng luôn mọi người ơi. Tối ngày hôm qua mở điện thoại ra nhá, xem giao dịch đến bây giờ là đến mấy trăm cái giao dịch, có nghĩa là cái giao dịch ngân hàng chuyển khoản cọc bốt ấy, u là trời, nó nhiều ấy là nhiều luôn á. Thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em, đẩy view lên cho em nhá. À, hôm qua chốt bốt trong livestream, nhân viên không nhắn tin để cọc đơn là chị. Ôi dồi ôi, muốn mua thì tự cọc đi em, nhắn tin gì nữa em. Hello chị xin cảm ơn, hello ngóng chị mãi rồi. Bắt đầu mọi người có nhu cầu muốn mua thì mọi người chủ động đi mà cọc đi, chứ lại còn hỏi là chờ nhân viên nhắn tin hỏi cọc nữa ạ. Em nói thật mọi người, chờ bên em thì bên em hết rồi. Nhận đồ nhà chị Linh chưa bao giờ làm em thất vọng, yêu quá trời quá đất. Cảm ơn Hương Trang rất là nhiều. Giày NI đẹp xuất sắc chị ạ. Cảm ơn em đây. Cái giày NI nhà em có 98.000 đây. 98.000 mà khách khen đẹp xuất sắc đó mọi người. À, đang xem điện thoại thấy chị Linh like là vô xem liền. Cảm ơn em này. Áo xẻ ngực đúng rồi, áo xẻ ngực có màu mới. Rồi mọi người bắt đầu đẩy view lên cho em, đẩy view lên ít nhất là 1.500-2.000 người coi nhá. Cái quần em đang mặc về hàng thêm này, quần này là hôm nay là về chuyến cuối, em sẽ tặng nốt cho khách luôn, hôm nay sẽ là chuyến cuối nha mọi người nha. Em nói luôn với mọi người là cái đơn bốt ý, bây giờ nhà em đã lên đến 700 mấy chục đôi rồi, gần 800 đôi rồi mà em chỉ có sẵn có 400 thôi. Nên là tất cả các chị mà muốn gì ạ, muốn có bốt ý thì chủ động nhắn tin rồi chủ động cọc đi. Chứ còn hỏi em là nhân viên bên chị không nhắn tin để báo cọc này kia thì nói thật có cái nịt thôi. Và bây giờ hôm nay em nhận áo xẻ ngực chất dày bịch đẹp luôn, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Hôm nay mình nhận đồ thiếu chân váy bò, shop check tin nhắn giúp mình. Ba lô da đẹp xỉu chị ơi, cảm ơn Nguyễn Thảo My. Nhận đồ mọi người lưu ý này, nếu như mà bị thiếu cái gì đó thì các chị phải gửi được video các chị kiểm hàng nhé, còn nếu không là bên em không xử lý đâu. Em nói rất nhiều lần trên livestream rồi nha, mọi người phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu mọi người không kiểm mà hàng thiếu á thì phải có video lúc bóc hàng, còn nếu không kiểm cũng như không có video thì hàng thiếu các chị phải chịu, shop sẽ không xử lý. Em trả lời luôn trên livestream là như vậy, bởi vì em nói rất nhiều lần trên live rồi các chị ơi. Được chưa nào, đẩy view lên cho em ít nhất là 1.500 người coi đi ạ. 1.500 người coi đi các chị ơi. Đẹp chưa, trời ơi, cái quần em đang mặc này, quần này em bán tặng nốt đầu livestream. Quần này bản thân em Linh vẫn bán là bao nhiêu ạ? Bản thân em Linh vẫn bán là 138.000 và 142.000. Là em bao giá rẻ nhất Facebook cho các chị rồi. Bây giờ hôm nay này, về chuyến cuối cùng, sáng nay về thêm chuyến cuối cùng nha. Sáng nay về, nếu như chị gửi rồi thì tí nữa chị gọi hotline báo nhân viên vào check nhá. Chứ chỉ gửi tin nhắn không thì không có người check đâu. Sao cứ đứng ở 1.100 người thế mọi người, đẩy view lên cho em nào. Đẩy view lên cho em 1.200-1.500 đi mọi người. Sao cứ đứng ở 1.100 người xem nhỉ? Đúng không? Anh với em kiểu không hợp vía anh nhỉ. Được chưa? Cho em xem cận chất quần. Được chưa nào? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em, bật cho em cái điều hòa đấy. Mã này sẽ gọi cho em, chỗ anh không bí à? Cửa không mở, điều hòa không bật chứ mà chịu được cái tải thật. Quần này sẽ là gì nhỉ? Q40 à? Q40. Em chốt trong line này cho các chị hôm nay 132.000 đồng. Mua ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Em chỉ hôm nay và sáng nay về chuyến cuối cùng 132.000 đồng Q40 kèm màu và kèm số điện thoại. Q40 màu em đang mặc sẽ là màu bò. Q40 màu này sẽ là màu ghi. Q40 màu này sẽ là màu đen. Q40 màu này sẽ là màu nâu. Và Q40 màu này sẽ là màu kem. Q40 em chốt trong livestream cho các chị. Thứ 7 chốt mà hôm nay đã nhận được hàng rồi. Nay nhận N2 đẹp xuất sắc chị ơi, chất yêu. Đây N2 là con này, chị đang mặc N2 đúng không? Ngày hôm trước chị bán được 1.000 con em ạ. Ngày hôm trước chị bán được 1.000 con cho nên là biết đẳng cấp hàng nhà em là đẹp hay không đẹp rồi. Nhận hàng cứ kiểm hàng, kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền, đó là phương châm khi mua hàng shop Linh Dinh nha các chị nha. Bắt đầu nhìn thấy em rồi thì thả tim thả like và chấm bài cho em với nha.
thả tim thả like và chấm bài đẩy view lên ít nhất 1.500 bán cho nó khí thế hừng hực các chị ơi. Q40 màu em đang mặc sẽ là màu bò, màu này siêu hot luôn, được chưa? Em chốt trong like cho các chị hôm nay là 132, giá cũ em bán là 138, nói sai mất dọc luôn, được chưa? Ghi em bán này sẽ là Q40 và đừng quên chất này của em nó là chất nỉ hai da, cái chất nỉ hot nhất năm nay luôn đó mọi người. Nỉ hai da là cái chất nỉ hot nhất năm nay này, mặt trong màu trắng này. Dù bên ngoài màu gì mặt trong cũng là màu trắng, chỉ trừ màu đen ra thôi. Sục nhà máy đang bắt đầu giả hàng rồi, mọi người cứ bình tĩnh 3-4 ngày nữa em giả đơn, mọi người nhìn em này. Nói chung là em đang có sắp rất rất là nhiều hàng hot mà hàng không ai có trên thị trường luôn. Riêng cái đôi bốt ngày hôm qua em nhận đơn đến giờ phút này là gần khách đặt trên livestream là gần 800 đôi rồi các chị ơi, gần 800 đôi bốt mà hàng gần 500.000 một đôi bốt, thì các chị hiểu độ uy tín của em Linh Zin chưa? Riêng em nói luôn này, ai kiểu như là không uy tín và không đông khách, không bao giờ có cửa một buổi tối mà bán gần 800 đôi bốt với cái hàng gần 500.000 đâu ạ. Khi người ta bỏ gần 500.000 ra mua bốt nhà em thì người ta phải có cho em một cái niềm tin rất là lớn. Em nói thật là như vậy. Chứ còn bình thường các chị đi mua ngoài thị trường, ví dụ như mua online, các chị chỉ mua đến 2x, 3x là kịch sản. Chẳng bao giờ các chị mua online mà kiểu như là còn là phải cọc trước, phải chuyển khoản trước mà gần 500.000 mà mua nhiều như vậy á mọi người. Được chưa? Quần này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Q40 màu em đang mặc sẽ là màu bò. Q40 màu này sẽ là màu ghi. Q40 màu này sẽ là màu đen. Q40 màu này sẽ là màu gì ạ? Màu nâu. Và Q40 màu này cho em sẽ là màu kem. Em chốt trong live stream này cho các chị nốt hôm nay là 132.000. Màu mới về thêm ấy, 132.000, chị nhờ Hồng Nhung Phạm ơi lên số điện thoại giúp em nhé. Còn áo em đang mặc là N2. Khách vừa comment là nhận được hàng N2 đẹp lắm đây này, mọi người chia sẻ đây ơi. Khách vừa comment là nhận hàng N2 đẹp lắm, cho cốc nước đi. Khi em mã này sẽ gọi cho em là N2, màu em đang mặc sẽ là màu đen. Đúng rồi, bốt 1 là chuyển khoản trước mà 2 là cọc. Bên em không ship code đâu nha. 1 là cọc, 2 là chuyển khoản trước. Cọc thì cọc ít nhất là 200.000, 100.000 bên em cũng không nhận đơn đâu, ít nhất là 200.000. Và tất cả những ai đặt bốt giờ phút này thì phải chờ hàng về tiếp cho vào 15 đến 20 ngày nữa. Chứ bây giờ hàng có sẵn là hết sạch rồi. Em không bao giờ phải chém gió đâu. Em tín em cho mọi người xem tối ngày hôm qua là bắt đầu mới lôi ra kiểm. Đến 3 giờ sáng mới xong đó mọi người, vất lắm luôn á. N2 kèm màu kèm số điện thoại, màu này sẽ là màu kem. N2 màu này sẽ là màu rêu. N2 này ngày hôm trước em bán được 1.000 con nhá. Hôm trước mua một đôi loại hàng 2 giá 390k, giờ thấy chị bán em tiếc quá. Dạ, hôm trước em mua một đôi hàng loại 2 giá 390k. Đây em ơi, hàng loại 2 đây. Chị cho em coi hàng loại 2 đây này. Đây là hàng loại 2 nhá. Hàng loại 2 này nếu mà chị bán, chị chỉ bán 200 mấy chục nghìn thôi. Đây, em có cả hàng loại 2 mà loại 2 nó cũng có lót bông luôn nhá, chứ không phải là chỉ có loại 1 mới có lót bông đâu. Nhưng đây là hàng loại 2 này. Em đã nhập thử về cho các chị rồi. Và em test và em bảo nỉ chữ R chất đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị nhá. Cho nên là em không thể bán cái hàng này được. Nếu như hàng 2x này thì tốt nhất là mọi người đi ra tiệm mua. Mấy cái tiệm bán giày rất là nhiều, chứ mua của em làm gì, em có chuyên giày dép đâu. Nhưng cái mà em mang về cho các chị, em muốn cho mọi người trải nghiệm một cái đôi bốt mà hàng đỉnh luôn, hàng đẳng cấp. Bản thân em Linh đã đi đến năm nay là năm thứ 3 mà nó vẫn như mới. Cho nên các chị cứ xác định mua đôi này, các chị đi ít nhất là 5 năm, ít nhất là 5 năm. Và bây giờ mọi người cọc là 15-20 ngày để em giả đơn và phải cọc trước. Chứ còn riêng đối với bốt không có cái chuyện ship đến cho các chị xem hàng đâu, em nói thẳng luôn là như vậy. Một đôi bốt gần 500.000, tiền ship đi ship về mất bố nó 60.000 rồi. Cho nên là cứ chuyển khoản trước thì bắt đầu bên em nhận đơn. Còn tất cả những cái đôi mà hàng có sẵn là em chỉ nhập sẵn một lô đầu tiên là 405 đó, đôi đó thôi. Còn từ bây giờ trở đi là nhận order. Em không có lấy sẵn cho các chị lấy nữa đâu. Bây giờ là phải order. Và bây giờ bên kia cũng đang dịch giã rất là nhiều, cho nên là phải tranh thủ đặt sớm với mọi người nha. Đây này, đây là hàng loại 2 này, còn hàng loại 1 nha em, đây này, nó mới là đẳng cấp này. Nó mới là đẳng cấp này, các chị này, nhìn hàng nhà em này. Em đố chị nào mua được ở cái đất Việt Nam này đôi sục này dưới 700.000 luôn. Em đố các chị luôn đấy. Đúng hàng này, đúng hàng Mizili này, đúng hàng em đang bán ở đây nha các chị nha. Túi mua dùng quan cật các kiểu vẫn cứ là ok, em đã nói rồi. Em Linh mà đã bán một đôi bốt gần 500.000 thì các chị cứ hình dung cho em là nó phải tương đương với hàng 800.000 ngoài thị trường. Khẳng định luôn một điều là như vậy. Em đi đôi này năm nay là năm thứ 3 rồi. Năm nay là năm thứ 3 nhá. Thế hôm nào hàng về tiếp, chứ giờ đặt thì cũng chưa có hàng, vẫn phải chờ. Chị ơi, hàng về tiếp làm gì đến lượt chị? Em nói như thế này các chị có hiểu ý em không? Các chị có hiểu không? Bạn chị bảo là không phải làm gì đến lượt những khách ngày hôm đó, tại vì là bây giờ các chị đặt, bên em mới bắt đầu lên số lượng và báo với Trung Quốc sản xuất rồi đi đơn về. Đơn về thì em mới giả cho những đơn cọc, khách cọc, chứ những khách không cọc thì lấy đâu ra nữa mà mọi người. Nói thật, hàng loại 2 không ra gì đâu mọi người, ỏng à ỏng ẻo đấy mọi người thấy chưa? Hàng loại 2 em thừa sức nhập được cho các chị. Em bảo là phải cọc trước, xong rồi một chị bảo thế thì để hôm nào hàng về rồi đặt, chứ bây giờ cọc đặt cũng làm gì có hàng. Em nói này, ví dụ chị A đặt một đôi 35 màu nâu, chị B đặt một đôi 36 màu đen, chị C đặt đó, xong bên em sẽ tổng lại và bắt đầu đặt Trung Quốc sản xuất.
sau khi đặt trung chốt sản xuất xong thì hàng sẽ về, hàng về thì em sẽ chia cho tất cả những chị chuyển khoản trước, còn những chị không chuyển khoản đấy lúc đấy làm gì có hàng mà đòi về sẵn à. Em chỉ nhập sẵn một lô đầu tiên thôi, chứ hàng này đắt lắm, em bỏ gần 200 triệu ra để em nhập về sẵn cho các chị, em chỉ nhập một chuyến thôi, làm gì có chuyện mà em nhập thêm một chuyến sẵn 500 đôi, nó không có đâu các chị ơi. Lãi lời thì trả được bao nhiêu, một đôi có mấy chục nghìn mà đến khi nó tồn thì các chị nghĩ xem em bán bao nhiêu đôi nó mới lại được cái tiền bốt đó, đúng không ạ? Anh mở cho em cái ảnh camera tối của anh Phước chụp, em kiểm hàng cho các chị xem. Hàng em hàng có sẵn nhưng mà hết rồi, chỉ sẵn được đợt đầu thôi. Đợt sau mọi người phải đặt, và từ bây giờ trở đi là các chị phải đặt hết, không có hàng có sẵn nữa đâu ạ. Ê, khách bảo là hàng loại 2 chán lắm, ọp ào ọp ẹp, em cho các chị xem này, tối ngày hôm qua này. Đây, tối ngày hôm qua em kiểm hàng đây này, em đang đứng ở góc lù lù này, mọi người thấy chưa? Hàng em có sẵn, em đang đứng giơ điện thoại chụp ảnh này, các chị thấy chưa? Hàng gần 500 nghìn mà con Linh nó dám nhập sẵn hơn 400 đôi thì các chị phải hiểu rằng là nó rất là gì ạ? Nó rất là gì ạ? Đúng rồi, bán order, đúng rồi, đúng, bán order, chính xác thì em có nói là bán order mà, còn bây giờ hàng có sẵn là tối qua khách lấy hết rồi. Đây này, cho các chị xem này, đây con Linh đây này, mặc cái áo phông đây này, búi tóc đây này, đứng chụp ảnh này, các chị thấy chưa? Tối qua mới bắt đầu lôi ra kiểm đến 3 giờ sáng mới xong. Kiểm đến 3 giờ sáng mới xong đó mọi người, hàng gần 500 nghìn mà em nhập sẵn hơn 400 đôi. Em nói mọi người, những nhà bán, những nhà chuyên giày dép chưa chắc đã nhập hàng này đâu, người ta nhập hàng rẻ hơn. Ghi em áo này sẽ gọi cho em là N2, áo này sẽ ghi giúp em là N2, em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? 124.000 bao giá thị trường Facebook, 124.000, 1.700 người xem, em tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng luôn, không phải nói nhiều. Tặng luôn cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng nha mọi người. Cho nên là những người mà em nói thật nhá, sau khi tối qua em tắt livestream xong, em mở cái giao dịch ngân hàng của em ra, hơn 200 giao dịch ngân hàng. Mọi người tự động vào chuyển khoản hết, mà toàn chuyển đủ thôi chứ không có cọc luôn ấy. Pha thêm cái kia cho em nha mọi người. Đi sai nào lấy sai đó, bốt là chuẩn sai, chuyển khoản trước cọc trước bên em đi đơn, không có chuyện ship đến chọn rồi đổi sai lằng nhằng đâu. Nếu như ai cảm thấy không tin tưởng và không tự tin thì thôi, các chị hãy mua quần áo của em thôi, đừng có mua bốt nha các chị nha, được chưa? Không pha vào gốc này luôn anh. Ví dụ em mã này sẽ gọi là N2, màu này sẽ là màu kem. N2 màu này cho em sẽ là màu rêu, nó đẹp kinh hồn luôn, mọi người nhìn thấy chưa? Và N2 màu này sẽ là màu nâu. Hôm trước riêng mã N2 này một buổi tối và một buổi chiều em bán được 1.000 con N2 nhá. 124.000 bao giá thị trường Facebook cho các chị. Riêng livestream ngày hôm qua nhà em Linh bán gần 4.000 đơn các chị ơi. Thì các chị phải hiểu rằng là cái số lượng đơn hàng nhà em nó như thế nào, và riêng cái đôi bốt nhé, riêng cái đôi bốt đã là gần 700 đôi. À, gần 753 anh. Cho đến bây giờ là gần 800 đôi bốt, nhận gần 800 đôi bốt mà chỉ có sẵn có 400. Thì có nghĩa là các chị 400 còn lại là các chị phải chờ thôi, đúng không ạ? Cho nên là thế, nên là 1 giờ sáng khách vẫn chuyển khoản cọc bốt. Quần này ghi giúp em là Q40 màu bò, áo em đang mặc sẽ là N2 màu đen, màu này sẽ là N2 màu kem, màu này sẽ là N2 màu rêu, và màu này cho em sẽ là N2 màu nâu. 127.000 chia sẻ livestream nhanh ơi. Mua đâu bằng em cho các chị hoàn hàng lại, nhớ phải kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Sục ra chưa có, lúc nào hàng về bên em sẽ giả đơn nha các chị ơi. Sục ra là nhà máy bắt đầu báo phát hàng từ ngày hôm qua, thì tính từ ngày hôm qua sẽ tầm 4 đến ngày 5 ngày nữa là em sẽ giả đơn. Thì đối với cái sục ra thì hàng nó không đắt lắm, nó chỉ 200 mấy, nên là bên em không có bắt khách chuyển khoản trước và không bắt cọc nha các chị nha. Còn đối với một cái đôi bốt mà gần 500 nghìn thì các chị phải cọc. Còn nếu như các chị không tin tưởng em thì tốt nhất là các chị không nên mua bốt nhà em. Em nói thẳng luôn trên live là như vậy, chỉ nên mua quần áo thôi. Bởi vì quần áo nhà em các chị được kiểm hàng, được sờ chất, được thoải mái. Còn đối với bốt chắc chắn lấy hàng, mới đặt hàng rồi phải cọc, cọc rồi chắc chắn phải lấy, hủy đơn mất cọc, được chưa? Nói rõ luôn trên live stream là như vậy. Màu em đang mặc sẽ là N2 màu đen, màu này cho em sẽ là N2 màu kem, màu này cho em sẽ là M2 N2 màu rêu, và màu này cho em sẽ là N2 màu nâu. N2 kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 124.000 đồng bao giá thị trường cho các chị. Anh bây giờ em nói qua cho các chị cái đôi bốt nhà em này. Nhiều chị là mới vào là chưa biết đây này. Khi các chị nhận được hàng nó sẽ nguyên hộp như này. Và hàng này nhà em đi nguyên hộp từ Trung Quốc về đây. Đi nguyên hộp từ Trung Quốc về đây được tính vào hàng dễ vỡ, và cước nó cao hơn rất là nhiều so với đối với cái hàng quần áo. Khi các chị nhận một cái đôi bốt này, cái hộp này, cái hộp cũ của em hiện tại em đang để ở đây và kê cái máy tính này luôn. Cái bốt này bản thân em Linh đã mua cách đây 3 năm, tức là đi năm nay năm thứ 3 rồi. Em bóc cho các chị xem một đôi này, nó ở một cái tầm đẳng cấp luôn. Đừng so sánh với hàng 2X, 2X và 3XX ngoài thị trường, nó không cùng đẳng cấp đâu ạ. Mọi người nhìn giúp em này, đấy. Cái hàng này là hàng của công ty Mizili, tí nữa em sẽ cho mọi người xem tin nhắn của em làm việc với bên đấy luôn. Đấy các chị nhìn giúp em này. Em đang cầm ở đây là một đôi màu đen, và em có hai màu đen nâu, có cả màu kem, nhưng mà màu kem là hiện tại em nhận order em có sẵn màu kem ở đây. Anh bóc, anh lấy cho em cái hộp màu kem ra đi. Hôm qua là vì chưa kiểm kịp hàng, thành ra là chưa lôi được cái đôi màu kem ra cho các chị. Đây các chị nhận hàng nó phải đẳng cấp như này, nhớ chưa? Lưu ý giúp em nhé. Cho nên là
khi mà em đã bán đến 472.000 nó đều có lý do hết. Có phải một kem đây không? Không phải là tự nhiên mà em bán đến cao như vậy đâu. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Đây anh cầm hộ em cả. Cầm của em cái đôi bên dưới đi, nặng quá. Đây. Màu kem này, màu kem này hiện tại chỉ có sẵn có một ri thôi. Còn lại là order, bởi vì màu kem này em sợ kén người mua cho nên là em không có nhập sẵn. Màu đen, màu nâu thì có nhập sẵn nhiều hơn. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đây. Màu kem này đỉnh chưa? Còn riêng cái nó thật chứ cái màu kem hàng rẻ các chị đi vào nhìn phèn lắm luôn. Mọi người nhìn giúp em một cái đôi màu kem này, được chưa? Màu này sẽ là màu kem. Và em có những size gì? 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Thật ra là Trung Quốc nó có từ size 34 đến size 42 cơ. Nhưng mà những cái size đấy thì Việt Nam mình không có thông dụng, cho nên là em chỉ nhận đơn từ 35 đến 39 cho nó chắc cốp. Em không nhận đơn 34 với cả 40 với cả 41, 42 đâu. Mọi người nhìn giúp em này. Lan Hoàng ơi, quên, nếu như mà chỉ mới chưa cọc tiền thì đổi màu được. Cọc tiền rồi không đổi màu được đâu các chị ơi. Chốt rồi là chốt chứ không phải là hôm nay chốt màu này rồi mai đổi màu khác, là em bên em không đổi đâu. Hàng là hàng order. Bây giờ nó sẽ thuộc diện hàng order rồi, hàng có sẵn, tất cả khách tối hôm qua đã chốt hết rồi. Và tối ngày hôm qua chỉ được một nửa số khách là được có hàng luôn thôi. Còn một nửa nữa tức là những ai chuyển khoản trước, ví dụ như những người chuyển khoản lúc 9 giờ tối thì sẽ được đi đơn trước những người chuyển khoản lúc 10 giờ tối đến 12 giờ đêm, được chưa nào? Cho nên là mọi người nhớ nhá, cho nên là bây giờ nó sẽ thuộc diện hàng order, không đi chung với quần áo và không gì ạ, không ship code, phải cọc hoặc chuyển khoản trước giúp em. Nói chung là bốt này thì em cũng bán kèm thôi, nhưng em không nghĩ là có thể đắt hàng như vậy luôn á. Thôi em qua mẫu luôn ở đây nhá. Em đọc cho em mọi người này, màu em đang mặc sẽ là N2 màu đen. Màu em đang mặc sẽ là N2 màu đen, màu này sẽ là N2 màu kem, màu này sẽ là N2 màu rêu và màu này sẽ là N2 màu nâu. Bốt kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, màu kem, màu nâu và màu đen, 35 đến 39, 472.000 đồng. Mua đâu quăng tiền cho hoàn hàng lại, được chưa ạ? Em giới thiệu lại quần em đang mặc một lần nữa để em qua mẫu nhé. Quần em đang mặc sẽ ghi giúp em là Q40, chất liệu nỉ 2 da. Em chốt trong live stream này cho các chị là 100 bao nhiêu ạ? 132.000 bao giá thị trường. Quần em đang mặc màu em cho em sẽ là Q40 màu bò. Màu này cho em sẽ là Q40 màu kem. Màu này cho em sẽ là Q40 màu nâu. Màu này cho em sẽ là Q40 màu ghi. Và màu này cho em sẽ là Q40 màu đen. Rồi anh cắt cho em luôn, em qua mẫu luôn. Túi chị đeo mã bao nhiêu vậy, ok chưa? Cho nên là nó ở một cái tầm đẳng cấp đây, em cho mọi người coi. Đây là cái bốt mà em Linh đã đi của cái công ty này, của chuẩn cái nhà máy này, và em đi năm nay năm thứ 3. Mà mỗi một cái line nào mà năm nào mà em đi, bắt đầu đến mùa đông mà em phối đồ với cái bốt này là khách đều hỏi: Linh ơi, Linh có nhận order không? Linh nhận order đi, Linh bán đi chứ chị tìm hàng này trên thị trường không có. Hàng này trên thị trường không bao giờ có cửa dưới 800.000, bởi vì người ta bán một đôi người ta phải lãi ít nhất là 200-300 thì mới bỏ cái công. Chứ người ta không lãi mấy chục nghìn như em. Nhưng mà đối với cái số lượng mà một buổi tối bán gần 800 đôi bốt ấy thì không phải là ai cũng bán được đâu ạ. Còn đây là hàng rẻ này, em cho các chị xem hàng rẻ. Nếu các chị thích hàng 2XX thì các chị mua hàng này, nhưng hàng này thì các chị mua ngoài thị trường chứ em không có bán. Em không bán hàng này. Các chị nhìn này, đấy. Thấy khác nhau chưa? Đây này, cũng là hàng lót lông luôn, nhưng nó là loại 2 là loại 2 mà loại 1 là loại 1 các chị ơi. Q40 đỉnh luôn. Cảm ơn Nhung An rất là nhiều. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Lên cho mọi người mã này. Mã này là một cái mã mà bắt mọi người chờ bao lâu rồi bây giờ mới có hàng. Bây giờ em sẽ lên luôn. Bây giờ mới về được bù hàng, hình như là 3 tuần rồi. 3 tuần rồi mới về được bù hàng đó mọi người. Ôi, váy điệu 55 cân mặc size gì? Mặc size M hoặc size L nhá. Tại vì cái cân nặng đấy của chị là nó nằm ở quãng giữa này. Anh treo cả màu đen luôn này. Rồi chị nào lấy quần này nó chốt luôn. Em qua mẫu tiếp theo đây ạ. Bốt nha mọi người ơi, bốt kèm màu kèm size. Và gì ạ, sau khi các chị đặt xong, các chị ra ngoài chuyển khoản cọc giúp em ít nhất là 200.000. Hoặc chuyển khoản hết tùy các chị nha, nhưng ít nhất là phải 200. Cọc 200 chứ không phải cọc 50 đâu các chị nhá, được chưa? Đây, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái chân váy này, xong rồi em mặc áo nỉ hoặc là em đi bốt vào nữa cho các chị. Nói rồi, một cái bốt mà đi 3 năm vẫn như mới. Em chỉ lấy có cái giấy vệ sinh em thấm nước xong em lau đi là nó như mới luôn. Mà đi năm nay là năm thứ 3, không hề bị gọi là bục da, sổ da hay là cái gì luôn. Nói chung là hàng ở công ty này đẳng cấp rồi. Và em tin chắc rằng là nhiều chị ở đây chưa bao giờ trải nghiệm cái hàng bốt mà hàng hộp dài này đâu. Bình thường các chị mua hàng bốt chỉ có hàng hộp ngắn thôi, hàng rẻ đó là hàng hộp ngắn. Có cái hàng hộp dài đó là hàng cao cấp các chị ơi, hàng hộp dài đó là hàng cao cấp. Em tin chắc rằng là nhiều chị ở đây chưa mua đâu, bởi vì hàng này ngoài thị trường ít người bán lắm. Các chị phải đi vào những cái shop nào sang chảnh thì mới có cái bốt này thôi. Chứ những cái shop mà giày dép bình thường em nói thật không bao giờ có. Những cái shop mà chỉ bán giày dép bình thường, bình dân là không bao giờ có bốt này luôn. Nên là em bảo rồi, đối với cái hàng rẻ thì các chị mua ở đâu cũng được. Em muốn mọi người trải nghiệm một cái hàng nó đẳng cấp hơn. Cho nên là em mới nhập sẵn. Trời ơi, gần 200 triệu tiền bốt của em đó mọi người. Này nhìn giúp em này, đẹp chưa? Áo này sẽ là gì anh ơi? N1. Bao giá luôn, 150 ấy nhỉ? 152 ấy, xa 151 ấy. 152 thôi, hôm nay hoan hỉ bán luôn 148.000, 2 tuần hàng mới về được. N1 kèm màu và kèm số điện thoại, toàn bộ là chất liệu nỉ 2 da, nhìn phát biết luôn, được chưa? Toàn bộ là chất liệu nỉ 2 da và tay phối. Hôm nay em về được 2 màu em bán được nhiều nhất, đó là màu xanh và màu nâu.
Cú pháp cho em sẽ là N1 màu xanh và N1 màu nâu. Hôm nay chốt cho mọi người 148.000. Mua đâu bằng tiền, em cho Hoàng Hằng lại cho em xin cái sạc. Nhưng phải lấy cho em cái sạc xanh ấy. Cái sạc đen đấy là chỉ có iPhone 12 của em mới nhận, chứ không có một cái, không có một cái máy nào nhận luôn. Còn cái iPhone 14 này là phải cái sạc xanh nó mới nhận. Em ơi, thề luôn, cái sạc đen này có mỗi mình máy 12 của em nhận được. Ủa ơi, chốt N1 nhiều thế. N1 kèm màu và kèm số điện thoại 148.000, mua đâu bằng tiền, Hoàn Hàng lại. Bây giờ em đi cái đôi bốt của em đã mua cách đây 3 năm, cho các chị xem cái đẳng cấp này. Đây, em mua cách đây 3 năm của cái hãng này luôn nhá. Và năm ngoái là em đi lấy lại qua trung gian, là em nhận order là 580.000. Mà cuối cùng về sau phải giả tiền cọc cho bao nhiêu khách. Tại vì là người ta, tức là em đi lấy lại cho nên là em phụ thuộc. Sau khi em báo cho người ta thì người ta lại hết rồi. Tức là năm ngoái là em không làm việc trực tiếp với nhà máy mà em nhập qua trung gian, gọi là order lại đó. Còn năm nay là làm việc với nhà máy luôn. Các chị thấy chưa? Được chưa nào? Đi cái đôi bốt nó đẳng cấp như thế này cơ mà. Đi năm nay năm thứ 3, nói sai mất sạch lọc luôn. Một cái đôi bốt đi đến năm thứ 3 mà nhìn vẫn nét như thế này. Cho nên là em bảo rồi, 400 mấy nhưng mà đi được 5 năm thì còn hơn là mua 200 mấy xong đi 1 năm xong chán, đúng không ạ? N1 kèm màu kèm số điện thoại. Cà tê gắn lông thỏ, ủa anh pha nhiều ngọt thế. Trời ơi, em mới uống cả 2 hôm mà pha hết 1/3 lọ rồi, trời ơi. Bảo sao ngọt thế à, mình gì cơ? Phao rút dây là phao nào chị nhỉ? Dây là cái nào nhỉ? Dây là K12. Bốt mã là gì? K12. Không, K12 mới bán tối qua mà. Bắp chân bạn đi vừa bốt ạ. À, chị là như nào? Bắp chân vừa, bắp chân cái gì cơ? Đây em đang đi ở đây là như này, bắp chân em bình thường. Mọi người nhìn bắp chân em này. Như này được gọi là to hay là bình thường? Em thì em nghĩ là bắp chân em là thuộc dạng to rồi đấy. Đó, thì em đi vừa khít size 37. Quần bom chất dạ là cái gì ta? Ôi, chốt N1 nhiều thế, hết N1 nha các chị nha, em hết N1 nha. N1 cái màu xanh là món em bán được nhiều nhất. N1 cái màu xanh là món em bán được nhiều nhất và hôm nay em mới về bù với mọi người ơi. Không, mình cứ đi size nào lấy size đó thôi, em không biết là bắp chân to đi size gì đâu. Nói chung là cái hàng này là hàng nhà máy của Trung Quốc chứ không phải hàng xưởng nữa đâu ạ, mà nó là nhà máy thuộc dạng công ty nhà máy rồi. Size nó rất là chuẩn, không phải nhảy, không phải lùi, không phải gì hết. Thế nhưng mà mọi người đi size nào mọi người tự lấy size đó. Còn nếu mọi người cứ lang tăn là không biết mình có đi được không thì em khuyên thật lòng là các chị không nên đặt. Bởi vì một cái đốt bôi bốt gần 500.000 thật sự là nó so với hàng trên thị trường là gì ạ? Là hàng cao cấp rồi. Cho nên là nếu như mà mọi người lăn tăn là tốt nhất mọi người không nên đặt bốt của em đâu. Bởi vì hàng nhà em không có, nếu không mà mình cứ lăn tăn là chân mình khó đi hay gì á thì mình cứ đi ra cửa hàng mình đi thử đôi nào đẹp mình mua. Lưu ý giúp em nhé, em nói thật lòng luôn đấy. Khi em mã này sẽ là N1 nâu và màu em đang mặc sẽ là N1 xanh hết hàng. Anh đưa cho em cái sổ kia đây nào. Đưa cho em nhìn cái nào. N1 kèm màu và kèm số điện thoại, bốt mã là bốt thôi. Bốt mã là bốt kèm màu, bốt kèm màu nha mọi người ơi. Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Rồi bây giờ em lên cho mọi người con K100 đi. K100 là chờ bao nhiêu lâu mới về được cái màu nâu á mọi người. K100 sục lúc nào về em sẽ thông báo nhá các chị ơi. Em trả lời đầu like rồi nhiều lắm rồi, được chưa nào? Ghi em mã này sẽ là gì ạ? N1 xanh và N1 gì? Nâu. Hết hàng nha các chị. Hết hàng nha. Nên mã tiếp theo. Rồi chị nào lấy được N1 nó chốt luôn giúp em. N1 túi chị đeo ghi giúp chị là túi nâu em ơi. Túi chị đeo ghi giúp chị là túi nâu. Bốt giá là 472.000 đồng. Anh đưa một cái hộp bốt nâu ra đây em giơ nốt cho khách một lần nữa cho khách nhìn này. Áo dây em đang mặc là 25.000. Hôm qua không xem livestream mà em nói thật là hôm qua tài khoản ngân hàng của em nhảy thêm mấy trăm triệu. Sau khi em tắt live xong tự nhiên nhảy thêm mấy, không phải tự nhiên đâu. Lần đầu tiên thấy có người tư vấn lăn tăn đừng mua không. Cái này là em nói thật lòng đấy, không phải chém gió đâu. Ví dụ như đối với quần áo nhà em, các chị được kiểm hàng và xem form thoải mái. Nếu như hàng ok mọi người mới lấy. Nhưng đối với cái đôi bốt này thật sự là em đã phân tích rất kỹ cho mọi người rồi. Em so sánh cả hàng loại 1, cả hàng loại 2. Và mọi người có thể lên Taobao search pháp là biết cái bốt này trên thị trường nó bán bao nhiêu. Kể cả ở Trung Quốc chị mà mua trên Taobao vẫn cứ đắt hơn em bán lẻ là cái điều chắc chắn. Cho nên là với một cái đôi bốt gần 500.000, nếu mình lăn tăn mình không nên đặt. Em nói thật lòng luôn đấy. Tính em thì có sao nói thế, nhiều chị thấy hơi kỳ đúng không? Téo gì bán hàng vào khách là nếu mà lăn tăn đừng đặt. Em nói thật, lăn tăn thì đừng nên đặt. Mình nên đi ra cửa hàng, mình đi thử, đẹp thì mình mua. Chứ mua online rồi nhiều khi là gần 500.000 về thế này thế kia. Còn nói thật là mọi người cứ nghĩ là một buổi tối em bán gần 800 đôi bốt. Thì các chị hiểu uy tín của em nó ở cỡ nào rồi, đúng không ạ? Đây, màu nâu đây, em bóc một đôi màu nâu đây. Mọi người nhìn nhận hàng này, nó phải như thế này cơ mà. Nó là hàng như thế này, em đang đi như thế này cơ mà, không phải hàng này.
Đây, em so sánh cho mọi người cả hàng loại 2 luôn. Bởi vì bản thân em là phải test chất trước khi mà em gì, trước khi mà em nhập về một cái gì đó là luôn luôn phải test chất lượng. Nhất là đối với những cái hàng đắt đỏ như thế này thì càng phải test. Còn nếu như em chỉ bán một cái đôi này 2 cái thì thôi, các chị mua của em làm gì, và em cũng chẳng bon chen làm gì để cho những người bán bớt người ta bán, giày dép người ta bán chứ em gì, em ham hố làm gì. Nhưng những cái hàng này thì các chị không mua được ngoài thị trường đâu, em nói thật. Các chị chỉ mua được hàng này thôi. Hàng này là tầm 200 mấy chục nghìn. 472 nghìn sục gì à, em xin lỗi, bốt. Bốt kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Sục da em ơi, sục da phải 3 tuần rồi, chứ phải 2 tuần đâu em ơi. Lúc nào hàng về bên chị sẽ thông báo. Đối với sục da không, bên em không bắt cọc, ai cảm thấy không chờ được cứ hủy đơn nhá. Còn đối với hàng bốt này là phải bắt cọc trước hoặc chuyển khoản trước thì bên em mới nhận đơn nhá. Các chị nha, nhìn giúp em này. Đó, các chị nhận hàng này. Còn riêng ví dụ như em gái, chị gái, bạn thân thiết mà chuẩn bị sinh nhật mà tặng cho cái đôi bốt này thì thôi, nói chung là ở cái tầm đẳng cấp luôn, được chưa nào? Thôi không, không tư vấn bốt nữa nha các chị nha. Đây, màu em đang đi ở đây sẽ là bốt nâu nha, và bây giờ em sẽ lên cho mọi người K100. Đây. K100 bây giờ em về bù được hàng rồi nè. Nhưng mà về bù được màu gì ạ? Màu nâu và màu trắng thôi. Màu đen hiện tại vẫn chưa về. K100 này của em là hàng 2 lớp. Trên thị trường người ta chỉ bán hàng 1 lớp thôi. Các chị nhìn giúp em này. Đấy, bốt có màu kem em ơi. Có cả màu kem, nhưng màu kem cho em xin một chiếc màu kem rồi đây anh ơi. Màu kem chỉ có sẵn 1 ri thôi. Ai nhanh tay thì được, còn nếu không là nó sẽ vào hàng order. Đây cho em xin một chiếc màu kem đây. Cho em xin một chiếc là được rồi. Đây màu kem đây. Màu kem này mà nói thật là hàng rẻ các chị đi nhìn phèn lắm. Này, hàng rẻ các chị đi nhìn phèn lắm, các chị nhìn giúp em cái hàng đắt này, màu kem này, nó đỉnh như thế này cơ mà, được chưa? Nhưng mà màu kem này em chỉ nhập đúng sẵn 1 ri thôi, em không nhập nhiều màu kem đâu, tại vì màu kem nó chắc chắn là sẽ không đắt hàng bằng này. Mọi người nhìn này, cái size của nó sẽ nằm ở đây này, đó, một cái bốt này, nó đi nguyên như thế này từ Trung Quốc về, nó không hề bị gập luôn, cho nên là không bao giờ có chuyện là bị mất form bốt hay này kia, nói chung là đỉnh lắm. Bây giờ order chị ơi, hết sạch hàng rồi, được chưa nào? Màu này cho em sẽ là bốt kem, được chưa nào? Rồi em qua mẫu luôn, rồi. Ghi của em mã này sẽ là K100. K100 này em chốt trong live stream cho các chị đúng rồi, váy hot kèm khuy mà. Thế chắc là bị sót à. Này mọi người nhìn giúp em, váy hot là nhà em đi kèm khuy mà. Anh bảo báo nhân viên kiểm tra xem váy hot trên kia có khuy không. Sao khách bảo nhận hàng không có khuy kìa. Cái khuy mấy nghìn của khách đấy. Này mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa. Áo này sẽ ghi giúp em là K100 nâu và K100 trắng. Bình thường em bán 179, hôm nay em tặng các chị luôn 176.000. Đối với hàng 2 lớp mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại 176.000. K100 nâu và K100 trắng, đẹp chưa. Ôi mặc cái chân váy này nó hợp thế. Mặc với cái chân váy này hợp ơi là hợp luôn đó mọi người, thấy chưa. Nói chung là nếu như các chị có nhu cầu tìm một cái đôi bốt xịn sò và sang chảnh đẳng cấp thì mua đôi này nhà em. Còn nếu chỉ có nhu cầu tìm một cái đôi nốt bốt vừa tiền thôi thì các chị đi ra shop, các chị gần nhà, các chị chỗ nào cũng có bán bốt hết. Những cái hàng như thế này này, những cái hàng như này chỉ 2x thôi, các chị mua cái hàng này là hàng rẻ. Nhưng mà em nói thật nhá, nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Và nếu như là em Linh thì em sẽ lựa chọn cái hàng kia em đi. Vì em đi 3 năm mà nó vẫn mới thì tính ra nó vẫn cứ là rẻ, quá rẻ. Hàng này em đố chị nào mua được trên thị trường dưới 700.000, em đố các chị luôn đó mọi người. Mọi người nhìn giúp em này. Không em ơi, bốt là không có đổi size đâu. Ok, size nào lấy size đó, bên em không ship đến cho các chị xem rồi đổi đâu. Nếu em nói rồi, nếu ai lăn tăn tốt nhất không nên mua bốt nhà em, chỉ nên mua quần áo thôi. Bởi vì em không có chuyên bốt, chứ không phải là ship đến đấy các chị bảo ui cho em đổi size này size kia làm gì có mà đổi, hàng order làm gì có mà đổi á các chị ơi. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? K100 nâu và K100 trắng, em chốt trong live này hôm nay cho các chị là 176.000 đồng, ghi giá anh ơi. 176.000 đồng. Nên mọi người nhìn giúp em này, màu em đang mặc sẽ là màu nâu và màu này cho em sẽ là màu trắng. Ai order bốt vui lòng ra ngoài chuyển khoản giúp em ít nhất là 200.000 tiền cọc. Bên em sẽ đóng order vào tối ngày mai. Đến tối ngày mai là sẽ đóng order và báo số lượng cho Trung Quốc. Cho nên là em chỉ nhận đơn từ bây giờ đến tối ngày mai là hết. Sau đó là em không nhận thêm đâu. Nếu không nữa thì nó sẽ là phải một chuyến tiếp theo nữa mọi người nhá. Bởi vì sau khi mình đặt là Trung Quốc là sản xuất, chứ không phải là lắp nhắt là kiểu là ừ cho tao thêm một đôi này size bao nhiêu, không có như vậy đâu. Báo là báo một lần luôn, nó bắt đầu vào chuyển sản xuất. Vào chuyển sản xuất tầm 10 ngày nó sẽ giả hàng em, và từ đi từ nhà máy của nó về đến Việt Nam mình khoảng 5 ngày nữa, tổng là 15 ngày. Được chưa nào? Thì em mã này sẽ gọi cho em là K100 màu nâu, và màu em đang mặc sẽ là K100 cầm sẽ là K100 màu trắng. Toàn bộ K100 là em, nhà em là hàng 2 lớp. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 176.000. Mua đâu bằng tiền, em cho các chị hoàn hàng lại 176.000. K100 kèm màu và kèm số điện thoại, đẹp chưa? Em đang mặc với chân váy CV8. Hôm qua cái mã quần bò này bán được hơn 800 cái đúng không? Anh gần 900 cái. Hôm qua mã này hơn 800
800 chiếc quần bò đỉnh này, nói sai mất sạch lọc luôn. 800 mấy chục chiếc quần bò đỉnh này trong một buổi tối, nói sai mất sạch lọc luôn. Em bảo rồi, em chỉ bán số lượng thôi, em chỉ làm số lượng. Đó là lý do tại sao các chị luôn luôn lấy được giá tốt, luôn luôn được mua giá tốt. Chân váy chia sẻ like giúp em đi tụt view. Các chị ơi, chân váy em đang mặc sẽ gọi là CV8, 131.000 hàng Quảng Châu nhá. 131.000 hàng Quảng Châu nha mọi người nhá. Được chị ơi, đơn chưa được chốt thì gộp được. Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là quần đỉnh. Quần đỉnh ngày hôm qua mặc với cái áo gọi là cái áo em hôm qua em mặc với cái áo gọi là cái áo G5 ấy, trời ơi, nó đẹp thề luôn, là nó đẹp quá đẹp luôn đó mọi người. Ví dụ em mã này sẽ là quần đỉnh nha các chị nha, quần đỉnh nha. Còn áo này sẽ là K100 nâu, em qua mẫu luôn. Quần này là quần bò đỉnh hoặc là gọi là bò đỉnh hay quần đỉnh anh nhỉ? Quần đỉnh chứ nhỉ? Quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, chưa một ai bán trên thị trường, không một ai bán được giá này trên thị trường. Lên luôn nha các chị nha. Em lên luôn nhá. Bây giờ lên mã tiếp theo này. Bây giờ em sẽ mặc quần đỉnh này, em sẽ mặc với cổ tim. Cho em xin con cổ tim anh ơi, tặng luôn cho các chị livestream này. Hôm nay là cuối tháng hoan hỉ, vừa bán vừa tặng, vừa bán vừa tặng. Hôm nay là cuối tháng mọi người ơi. Còn riêng tối ngày hôm qua lại bán tiếp tục. Một buổi tối hơn 500 cái áo giữ nhiệt để nói sai mất lọc luôn. Em không biết là cái con này nó có ma lực gì mà nó có thể bán kinh như vậy. Ô sao tự nhiên lại tụt view nhiều thế à mọi người? Cố gắng tương tác lên cho em nào. Tụt mất của em mấy trăm người xem rồi kìa. Cố gắng tương tác nhiều lên đi ạ. Được chưa nào? Em lên cho mọi người con quần đỉnh để đảm bảo lên view này. Đẹp lắm luôn đấy ạ. Thôi em qua mẫu bốt nha. Mất thời gian bốt quá. Bán đi. Một đôi được có mấy chục nghìn mà trời, order rồi check chuyển khoản rồi các thứ thôi mệt đấy mọi người ơi. Nhưng mà vẫn ham tại vì là khách ủng hộ ấy. Cái đôi giày búp bê mà hôm trước em đi mà mọi người hỏi nhiều á, sáng nay em làm việc được với nhà máy rồi. Nhà máy bắt đầu gọi là em nhà máy gửi mẫu cho em rồi thì là em sẽ đặt luôn, không cần phải xem mẫu vì nhà máy này em đặt mấy mã nào cũng ok hết. Em sẽ đặt về luôn cho các chị nhá. Chắc là phải tầm 10-15 ngày nó sẽ có hàng. Rồi cho em xin cổ tim đen ra đây, em mặc với con quần đỉnh này luôn. Con quần đỉnh này không đẹp cho vào mồm. Rồi, mặc cho mọi người màu đen này. Không phải đỉnh đâu, mà là quá đỉnh. Không phải đỉnh đâu, mà là quá đỉnh mọi người ơi nha. Bốt thì là không lên, tức là bây giờ đơn bốt là không đi đơn với quần áo đâu nhá. Bốt sẽ là riêng và quần áo sẽ là riêng. Đây cổ tim hôm nay tặng khách luôn anh ơi. 63.000 đồng một áo cổ tim. Và đi đơn từ 2 chiếc, anh treo đủ màu lên cho em. 63.000 đồng một áo cổ tim. Bây giờ em mặc cho mọi người với quần đỉnh này. Quần đỉnh này đây là cái quần có giá cao nhất hiện tại ở shop em. Thì các chị biết là cái shop này nó phèn đến cỡ nào rồi đấy. Nó bán đồ rẻ đến cỡ nào rồi đó mọi người. Đây cái áo cổ tim này, đó thấy chưa. 63.000 mình thường em bán 65-66, hôm nay bán cho mọi người 63. Và em mặc cho mọi người quần đỉnh mà hiện tại đây là cái quần có giá cao nhất ở shop em, 179.000 không kèm thắt lưng. Thắt lưng này của em là bán 45.000 cho tất cả các chị kèm đơn. Thắt lưng là 45.000 nha mọi người ơi. Ai thích lấy thì lấy, mà ai có thắt lưng ở nhà rồi thì thôi. Đấy mọi người thấy chưa, em bảo em mặc cái quần đỉnh này lên view mà, lên 200 người luôn. Mọi người thấy chưa, nó đẹp mà. Một buổi tối bán 800 mấy chục quần, nói sai mất lọc luôn. Trời ơi, thế thì có đắt hàng hay không ạ? Trời ơi, sao mình ngu thế này. Từ từ mọi người ơi, để em sửa lại phát đã nhá. Cho em xem túi xinh được không? Túi xinh hết hàng rồi em ơi. Túi xinh hết hàng rồi, mọi người nhìn giúp em này. Một buổi tối mà bán 800 mấy chục quần này thì các chị nghĩ có đẳng cấp hay không? Đây mọi người thấy chưa? Quần đỉnh em. Hả? Túi xinh còn nâu, túi xinh còn nâu, túi xinh chỉ còn nâu thôi. Để em đeo cho các chị xem luôn, thấy chưa nào? Ví dụ em bán này sẽ là quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Và đây cũng là chiếc quần bò đầu tiên mà em có size đến 70 cân. Chiếc quần bò đây này, một cái áo 63.000 mà biết cách phối thì nó vẫn rất là sang và ngon, có đúng không ạ? Một cái áo 63.000 mà biết cách phối thì vẫn cứ là đẹp, được chưa? Cổ tim kèm màu kèm số điện thoại, còn quần em đang mặc sẽ là gì? Quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại, thêm cái thắt lưng 45.000 nó sang cả cái quần luôn, mọi người thấy chưa? Thêm cái bắt thắt lưng có 45.000 thôi, có 45.000. Em ơi sao váy điệu lâu về vậy? Dạ váy điệu bên em bắt đầu giả hết đơn rồi mà chị nhở. Chắc là đơn của chị đang đi rồi đấy. Còn nếu như lâu quá thì tí nữa chị có thể gọi điện xuống tại hotline báo nhân viên kiểm tra giúp em nhá. Màu này sẽ ghi giúp em là cổ tim đen, màu này sẽ là cổ tim gì? Bò phải không anh? Bò. Màu này sẽ là cổ tim nâu và màu này cho em sẽ là cổ tim trắng. 63.000 đồng và chỉ bán từ 2 cái hoặc một cái phải dồn đơn, mọi người thấy chưa? 1.300 người coi, mặc cái quần đỉnh lên mẹ 1.600 người coi luôn. Quần này ghi giúp em là quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Size em đang mặc sẽ là size S. 179.000, đây là cái quần có giá cao nhất ở shop em bây giờ. Thì các chị biết cái shop này nó phèn cỡ nào luôn. Không phải đùa, cái shop này nó bán rẻ cỡ nào luôn đó mọi người thấy chưa. Em đang mặc size S này, nhìn rõ không ạ? Ghi giúp em mã này sẽ là quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Lần đầu tiên có một cái quần bò mà em nhận đơn đến 70kg. Em đọc cho mọi người bảng size luôn này. Em đang mặc ở đây là size S thấy chưa. 51 cân đổ về chỉ mặc size S. 51 cân đổ về chỉ mặc size S. Từ 52 đến 60 mặc size M. Và từ 52 đến 60, 61 mặc size M. Và từ 61, 62 đến 70 cân mới mặc đến size L nha mọi người ơi. Cái form quần này mới nhận đồ nhà Linh mà mã nào cũng ưng hết. Mọi người nhìn giúp em này, chất của nó là chất bò giãn.
Ở đây bây giờ duy nhất nhà em chỉ có duy nhất một cái mã bò này, nó là bò giãn, chứ chả có bò nào là bò giãn luôn, toàn là bò bình thường. Mà bò bình thường nhập vào lúc nào cũng rẻ hơn bò giãn là mấy chục nghìn một một cái quần. Mọi người nhìn giúp em này, bò đấy là bò giãn cho nên là quần này em mới nhận đơn cho các chị là đến 70 cân đổ về mặc được. Còn nào khoác K100 không? Dạ đây em vừa lên đây này, K100 màu trắng này chị ơi. Hôm nay em tặng các chị 176.000 luôn, về được có mỗi trắng với cả trắng với nâu về trước. Đen thì hiện tại vẫn chưa về, về đến đâu em bán đến đấy này. Trắng hay là đen hay là nâu thì bên em đều là hàng hai lớp nhá. Hôm bình thường em bán là 179 và hàng hai lớp đã là rẻ lắm rồi. Hôm nay em bán cho mọi người 176.000. Cú pháp sẽ là K100 trắng và cách số điện thoại. Trời ơi, K100 trắng mặc với quần này thì nó phải gọi là siêu đẹp luôn á. Siêu trẻ luôn chứ không phải là bình thường đâu. Các chị nhìn giúp em này. Trời ơi, nhìn nó chơi chưa? Đấy, mặc một cái áo khoác trắng xong mặc với quần bó xanh này, thấy chưa? K100 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Và K100 màu này, một màu nữa cho em sẽ là màu nâu. K100 hôm nay chốt cho mọi người 176.000. Đấy, khách hỏi thì em mới nhớ mà lên nhé. Không, em không nhớ đâu. Thì em bán này sẽ gọi cho em là K100 trắng và K100 nâu. Hiện tại chỉ có hai màu đen trắng nâu, còn màu trắng nâu, còn màu đen là đang hết nha mọi người ơi. Màu đen là đang hết. Bây giờ có cái gì chốt cái đó đi các chị ơi. Không đến lúc mà màu nào cũng không có luôn ấy. Mọi người thấy chưa? Đây, toàn bộ nhà em dù là nâu hay là trắng đều là hàng hai lớp hết. Mới nhận bao hàng nhà chị 900k ưng nhất cái áo chữ R, cảm ơn Trang mua rất là nhiều nha, cảm ơn em. Được chưa nào? Khi em mã này sẽ là K100 nâu và màu em đang mặc sẽ là K100 trắng. Chị cao 1m6 và nặng 49 cân em ơi. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đó, thấy chưa? Quần em đang mặc sẽ ghi giúp em là gì ạ? Quần đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Mặc với cái áo cổ tim 63.000. Trời ơi, 63.000 mà phối đồ lên nó vẫn đẹp mọi người ơi. Cổ tim này là 63.000, bên em đi đơn từ 2 chiếc nhưng 1 chiếc không thể đi đơn được đâu. Mọi người chia sẻ tương tác lên giúp em nha mọi người. Hôm nay là em tặng được cái like này thì em chỉ tặng cho mọi người được 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng cho một người chia sẻ like nhiều nhất thôi, 200 thôi, tại vì like buổi chiều thì chỉ sương sương vậy thôi á, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là cổ tim đen, màu này sẽ là cổ tim bò, màu này sẽ là cổ tim nâu và màu này sẽ là gì ạ? Cổ tim trắng. Áo tặng là áo gì anh nhỉ? Áo tặng là áo gì nhỉ? Áo ghi một áo tặng thôi. Được chưa? Em qua mẫu luôn nhá. Bây giờ em lên, à đang mặc quần này em lên cho mọi người, em mặc cho mọi người nỉ cúc luôn nhá. Áo tặng ok. Áo tặng này, đây là cái quần này luôn. Còn bốn màu này, màu đen đâu? Thiếu màu đen nên lấy cho em màu đen. Đây. Áo tặng này sau bao nhiêu lâu thì hàng đã về được rồi. Đây, áo tặng này sau bao nhiêu lâu thì hàng đã về được rồi. Em lên cho mọi người luôn. Hôm nay là những cái mã mà tối qua em like rồi thì bây giờ em sẽ không like lại nữa, mà em sẽ like những cái mã mà tối qua em chưa có thời gian để like ấy mọi người. Chứ còn like đi like lại tối qua thì chả like làm gì. Vừa khui hàng em vừa xem like của chị đây, nghiện chị mất rồi. Cảm ơn Diễm Thi rất là nhiều, cảm ơn em nhá. Cổ tim này em bao vừa là 65 cân đổ về thoải mái, có 63.000 một áo cổ tim. Mặc với quần em đang mặc là dạo là quần đỉnh, mặc với quần em đang mặc là quần đỉnh. Quần đỉnh này là 179.000. Và mọi người chờ một tuần nữa em giả đơn tiếp nhá. Còn tối qua em bán hết sạch rồi. Tối qua em bán hết sạch rồi các chị ơi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là quần đỉnh, em qua mẫu tiếp theo. Bây giờ em lên cho mọi người một cái mã quần hôm qua rất là hot và sẽ lên cho mọi người với cái áo tặng nhá. Áo tặng em về được hàng rồi. Cái quần này tối qua em bán được siêu nhiều này. Quần này này các chị ơi. Quần này hay là lên chân váy tàu mặc với áo tặng này cũng đẹp này, chân váy tàu đi. Mặc với chân váy tàu này đi, chân váy tàu xong rồi mặc với cái áo tặng này là đỉnh luôn này. U là trời, hợp chưa, hợp chưa? Lên luôn nhá. Nhiều hàng hot lắm, nhiều hàng hot lắm luôn ấy. À, sát nách len tối qua còn em ơi, sát nách len đấy em ghi là sát nách nhá, sát nách kèm màu và kèm số. Đối với sát nách đấy chị đi đơn từ 2 cái nhá. Cái thắt lưng này là em bán kèm, ghi giúp em là thắt lưng nhá, 45.000 thắt lưng. Thắt lưng này là bán kèm chứ quần này không đi cùng thắt lưng. Quần này chỉ là mình quần thôi nhá. Mình quần đấy, quần đỉnh kèm size 70 cân đổ về mặt là size to nhất. Được chưa nào? Rồi em lên mã tiếp theo. Cái chân váy tàu màu đen của em đâu? Đây, màu đen đây, em sẽ mặc cho mọi người màu đen đi. Chân váy tàu em sẽ mặc màu đen và em sẽ mặc với cái áo tặng đen này luôn. Trời ơi đỉnh cao luôn đó mọi người. Còn quần tăm ống suông không chị? Quần tăm ống suông á, còn quần đấy gọi là Q60, tí nữa chị sẽ lên em nhá. Đây, em đang mặc ở đây là chân váy tàu và chân váy này em bán được rất là nhiều rồi. Em qua mẫu cổ tim ở đây này. Trời ơi, toàn đơn quần đỉnh thôi. Áo gấu mã là gì vậy? Hôm qua em có cái áo thỏ này, em bán được hơn 400 con. Áo thỏ này, hôm qua bán được hơn 400 con nha mọi người. Mặc đúng một lần, lên đúng một lần và không quay lại luôn á. Không có thời gian để quay lại tại vì hàng mới nhiều quá. Hàng mới nhiều quá mọi người. Hàng về chưa anh? Này mọi người nhìn giúp em này, bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo tặng này nhá. Áo này có phải áo tặng không anh? Em tặng các chị luôn này, với giá này. Áo này thề luôn, mọi người lên top top mà xem. Người ta bán 120.000 và 150.000. Em bán 67.000 một áo. Nhưng mà đi đơn từ hai áo hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Em bán 67.000 đồng một cái áo tặng này nha các chị nha. 67.000 đồng một áo, em cho cái dây này lên ấy để em mặc cho nó thành kiểu như là dáng ngắn crop top ấy. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Áo này sẽ ghi giúp em là áo tặng, nó dáng nó kiểu như này.
Không, đây là áo tặng ngắn liên quan gì? Ngắn là cổ khác. Được chưa? Đây là áo tặng nha mọi người nha, áo ngắn là áo này này. Ví dụ em áo này sẽ là gì ạ? Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại. Em có tất cả những màu như sau. Em giơ cho mọi người bảng màu đây ạ. 67.000 đồng một áo. Hàng này hot girl đang bán 120 và 150, 67.000 đồng một áo. Đóng cửa đi anh, em có áo này sẽ gọi là áo tặng màu đen, màu này sẽ là áo tặng màu xanh, màu này sẽ là áo tặng màu trắng, màu này sẽ là màu bò và màu này sẽ là màu nâu. Áo tặng 67.000 đồng một áo, mua đâu bằng tiền em cho chị hàng hàng lại. Được chưa? Áo tặng 67.000 đồng một áo, giá dáng của nó ngắn ngắn như này. Và em đang mặc với cái này. Thật ra là mặc với chân váy tầng thì chả cần mặc ngắn cũng được. Còn nếu như khi nào mình mặc với mấy cái quần kiểu kiểu á, thì mình sẽ mặc kiểu ngắn ngắn như thế này. Tóm lại là nó dáng như vậy này, chứ không phải đến lúc các chị nhận hàng các chị lại bảo là ôi sao áo ngắn thế nhá. Ví dụ em bán này sẽ là áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại, 67.000 đồng một áo. Áo tặng màu em đang mặc là màu đắt hàng nhất, đó là màu gì? Màu đen. Áo tặng màu này cho em sẽ là màu xanh, màu này sẽ màu trắng, màu này màu bò và màu này cho em sẽ là màu nâu nhá. 67k chị nào lấy chốt luôn giúp em. Áo lông nới thì ghi giúp em là áo lông nới 257.000 đồng nhá. Bao giá thị trường em chỉ có 35 con thôi. Cho nên là em cũng không có nhu cầu đăng ảnh mà cũng không muốn mặc mẫu luôn ấy, chỉ có 35 chiếc em gọi thử thôi. Nhưng nói thật em ngại bán mấy cái hàng cồng kềnh này lắm luôn, mệt đấy mọi người. Được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là tặng đen, tặng xanh, tặng trắng, tặng bò và tặng nâu. Và ví dụ như áo tặng này em mặc cho mọi người với cái quần Q60 ấy. Trời ơi Q60 nhà em đắt hàng lắm luôn ấy. Quần bò săn gấu bao nhiêu chị ơi? Quần đấy ghi giúp em là quần gập gấu nhá. Em mặc em đọc cái bảng màu chân váy tàu một lần nữa để em qua mẫu luôn này. Chân váy tàu mà em đang mặc sẽ là màu đen. Chân váy tàu màu này cho em sẽ là màu nâu. Chân váy tàu màu này cho em sẽ là màu ghi. Chân váy tàu màu này cho em sẽ là màu sữa. Và chân váy tàu màu này cho em Linh sẽ là màu kem. Em chốt trong live stream này cho các chị bao nhiêu ạ? 178.000 đồng. Áo tàu của em nó là chất tăm nha mọi người. Ví dụ như con áo tàu này nhá, mà em mặc cho mọi người với con Q60 đảm bảo các chị thích luôn. Đây, đảm bảo các chị thích luôn, em mặc với con Q60 này đảm bảo thích luôn. Q60 này em chốt trong live stream cho các chị hôm nay là 124.000, bình thường em bán là 126.000 nha. Chân váy tàu em vừa đọc bảng màu rồi đó. Áo giữ nhiệt màu trắng, trời ơi em không hề quảng cáo giữ nhiệt mà các chị cứ chốt giữ nhiệt thôi ấy, sợ thật. Mọi người nhìn giúp em này, đó áo này kia giúp em là áo tặng và em đang mặc với quần này gọi là Q60. Q60 này hôm nay em về đủ màu nhá, và về thêm một cái màu sữa nó rất là xinh. Còn jean suông không dạng mã của nó là gì chị ơi, chứ em không có mã nào là jean suông hết. Mọi người nhìn giúp em này, quần này kia giúp em là Q60 màu nâu. Và Q60 này thì em có tất cả là 4 màu. Hôm nay là hôm qua là mới về thêm màu sữa, còn hôm trước không có màu sữa đâu. Chân váy em vừa cởi ra đấy là gọi là chân váy tàu 178.000 chị ơi. Màu em đang mặc sẽ là Q60 nâu. Màu này sẽ là Q60 kem. Màu này sẽ là Q60 sữa. Màu này là màu mới nhất, mới về luôn. Và màu này cho em sẽ là Q60 đen. Chất tăm này của em là tăm nhung tàu, không phải tăm thường đâu. Tăm thường em nói thật bán ra chỉ tầm 90.000 một cái quần thôi, còn tăm này của em này nó là tăm nhung tàu, nó có cái nhung này, mọi người nhìn phát là mọi người biết liền, hoặc kể cả mọi người khi mà mọi người nhận hàng thì chắc chắn là mọi người sẽ biết rõ luôn, được chưa? Ghi mã này sẽ gọi cho em là Q60 và áo tặng. Đây mọi người mặc cái set như này nhìn rất là chơi luôn, được chưa nào? Quần Q40 bao giờ về lại thế chị? Hôm nay chị nhận lại đơn rồi mà. Đầu live stream là chị mặc Q40 nhận đơn đủ màu luôn, chị về đủ màu luôn rồi. Hôm qua hôm trước là thiếu màu nâu, còn bây giờ là đủ hết tất cả các màu rồi mà. Được chưa ạ? Áo tặng này là 67.000, mặc cái quần này 124.000. Thật ra là kéo hẳn xuống thì nó cũng không ngắn đâu, nhưng mà em cố tình kéo lên đấy. Tụt view của em rồi, tí nữa cuối live stream có một ít hàng xả nha mọi người nhá. Tí nữa cuối live stream sẽ có một ít hàng xả nha. Ghi của em mã này sẽ là áo tặng gì? Màu đen, áo tặng màu xanh, màu trắng, màu bò và màu nâu. Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại qua mẫu luôn. Qua mẫu tiếp theo. Bây giờ em hỏi mọi người này, các chị đã chán mã Q99 nhà em chưa? Hôm nay, sáng nay nhà em vẫn về một chuyến cuối cùng của Q99. Em hỏi mọi người chán chưa? Nói thật chứ em là em chán lắm rồi. Chán cái mẫu Q99 này lắm rồi, nên là thôi nhỉ, chắc là dừng được rồi đó mọi người nhỉ. Nên là hôm nay em sẽ bán cho mọi người với một cái giá mà chưa bao giờ em bán luôn. Và chắc chắn là hàng sẽ không về thêm nữa rồi các chị nhá. Q99 ạ. Mọi người nhớ mã đấy không? Em bán đến bây giờ là 10.000 mấy. Quần đó hôm trước có shop bán 225k, đúng rồi. Thì quần nhà em trên thị trường làm gì có ai bán được dưới 200 đâu, toàn hàng 2XX thôi. Được chưa? Q60 kèm màu kèm số em qua mẫu luôn. Bây giờ em hỏi Q99 siêu đẹp ạ. À, cảm ơn Nguyễn Thu Hiền rất là nhiều. Bây giờ các chị đã chán Q99 cơ, để em hôm nay em sập sàn con Q99 cho các chị luôn này. Các chị đã chán chưa? Chán chưa để em sập sàn chứ, nói thật là em chán lắm rồi đó mọi người. Hôm trước em đặt chân váy mông vừa mã nào em ơi? Mã nào em ơi? Hiểu em, mã này sẽ gọi cho em là cổ tim nhá. Cổ tim này em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 63.000 hôm nay, được chưa nào? Tức là mọi người chán Q99 chưa? Em là em chán rồi đấy. Mà bây giờ vào mùa là bắt đầu nhiều mã lắm rồi, nhiều mã mới lắm rồi nha mọi người ơi. Đặt mãi không, đặt váy mãi không nhận được thì em ơi á. Mã của nó, mã váy bên em đang giả đơn dần dần thôi chị, gần như là giả hết đơn rồi đấy. Tư vấn size váy hot đi để em đặt. Size váy hot là 49 cân đổ về mặc S từ 50 đến 55. Mặc chân 40, chân 24,5 cm em không biết tư vấn bốt đâu.
từ bộ 49 cân đổ về mặc S, từ 50 đến 55 mặc M và từ 56 đến 60 mặc L. Đó là bảng size của váy điệu, váy hot cũng như là váy V1 đều cùng một bảng size đó nha các chị nha. Nhìn giúp em này. Đó. Bây giờ em lên nốt lên cho một con Q99 và hôm nay em nghĩ rằng là sau bao nhiêu lần là em định bỏ mẫu thì chắc đến ngày hôm nay là em sẽ bỏ thật rồi đó mọi người. Tại vì bây giờ sắp tới nhà em sẽ về rất nhiều mã quần mới. Và quần này bán đến bây giờ đã là hơn 10.000 quần. Nói điêu mất lọc luôn, chị Quỳnh My lên số đi. Em bán không biết là mấy tháng nay, chắc phải đến 2 tháng rồi. Nhưng con Q99 này, cho nên là em nghĩ tất cả những khách cần mua thì người ta cũng mua hết rồi. Nên là thôi nhờ mọi người nhờ. Thôi nhờ, chắc là bán đến đây thôi nhờ. Quỳnh My ơi lên số đi ạ. Đây Q99 em sẽ mặc cho mọi người về cái áo thỏ nâu này. U là trời. Áo thỏ nâu đỉnh cao này mọi người ơi, đẹp chưa? Áo này hôm qua bán được hơn 400 chiếc. Áo thỏ em có tất cả là 4 màu, màu rêu, màu đen, màu kem và màu gì ạ? Màu nâu. Áo thỏ kèm màu nỉ thỏ, hoặc là ghi giúp em một là nỉ thỏ và hai là áo thỏ giúp em nha mọi người. Q60 của em là 124.000 đồng. Q60 chứ không phải Q61 đâu các chị ơi, Q60. Đây đẹp chưa? Này, áo thỏ em mặc với Q99 này. Đấy hợp chưa? Quan trọng là mình biết cách phối thôi các chị ơi, hợp chưa? Đeo thêm cái túi đây cho các chị coi. Trời ơi, toàn hàng đẹp thế này. Em like nốt để em nghỉ mấy hôm ấy mọi người, chứ không là mặc dù là tối qua mới like nhưng mà bây giờ lại like tiếp để dồn để cái túi sách nó lúc nãy vừa cầm đây đâu rồi. Không, túi quay dài cơ. Được chưa? Lên túi đi chị. Q60 có tất cả, Q99 mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Nhung Nguyễn nhá, chị mới nhận hàng ok lắm em. Em cảm ơn chị Hà Sim rất là nhiều nhá. Ghi hiểu em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại chắc chắn là trong đống này. Cho đến giờ phút này bản thân em đã bán hơn 10.000 quần và em không thể khách nào chê cả. Và ngày hôm nay em cũng sẽ đọc cho mọi người một cái mức giá mà cũng chưa bao giờ em bán. Đây là mức giá cuối cùng trước khi em bỏ mẫu này nhá. Nói thật là đến bây giờ là em cũng chán cái mã này rồi ấy. Nói thật là em cũng chán lắm rồi vì mặc đi mặc lại, mặc hoài. Nhiều khi khách lại nghĩ là tổ sư con này không có gì mới, sao like nào thì nó mặc cái mẫu này, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là Q99 màu đen, Q99 màu nâu và Q99 màu gì ạ? Màu trắng. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? Hôm nay này 123.000 đồng. Chưa bao giờ em bán giá này các chị ơi. 123.000 đồng các chị ơi. 123.000 cái túi nâu quay dài mà em hay đeo ấy. Giống cái này nó là quay dài ấy, được chưa? 123.000 cú pháp Q99, hôm nay là cuối tháng hoan hỉ. Em bán cái gì cũng rẻ để cho nó kiểu như là cuối tháng mà mọi người cả một cái tháng này trộm vía, thật sự mà nói thì đơn của tháng này nhà em đi là kỷ lục luôn ấy. Cho nên là hoan hỉ nha mọi người nha. Ví dụ em mã này sẽ là Q99 đen, màu này cho em sẽ là Q99 nâu và màu em đang mặc sẽ là Q99 trắng. Em chốt trong line này là 123 ghi giá anh ơi. Chưa bao giờ em bán giá này đâu. Hai size ML dưới 4 em xin lỗi, dưới 53 lấy S, từ 54 55 đến 68 lấy M. Cú pháp Q99, còn áo đang mặc sẽ là gì ạ? Nỉ thỏ kèm màu và kèm số điện thoại, chất nỉ hai da xịn sỏ, được chưa? Nỉ thỏ em có màu này cho em sẽ là màu kem. Nỉ thỏ em có màu này cho em sẽ là màu đen. Và nỉ thỏ màu trên cùng cho em sẽ là màu rêu. Nỉ thỏ em có tất cả là 4 màu. Chốt trong live stream này cho các chị là 127.000 đồng. 127.000 đồng nỉ thỏ nha các chị nha. Nỉ thỏ màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Túi này có bán, túi này ghi cho em là túi nâu. Em chốt trong live là 209.000. Túi nâu 209.000, bán trên 5.000 túi rồi, bán từ năm ngoái năm nay rồi, được chưa? Nỉ thỏ và mặc với Q99 màu trắng. Em đọc lại bằng màu Q99 một lần nữa để em qua mẫu nhá. Q99 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Q99 màu này cho em sẽ là màu đen. Và Q99 màu này cho em sẽ là màu nâu. Mua được đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. 123.000 đồng. Lần đầu tiên em bán mức giá này luôn. 123.000 là một con giá cuối cùng. Bởi vì giờ em nói thật là bán đến vạn mấy hàng cũng chán rồi. Em chán mà chắc là khách xem đi xem lại khách cũng chán rồi, đúng không ạ? Ghi em mã này sẽ là Q99 đen, Q99 nâu và Q99 trắng. 123.000 đồng. Còn nỉ em đang chia sẻ live stream giúp em mọi người ơi, nỉ em đang mặc giúp em là nỉ thỏ nâu, nỉ thỏ kem, nỉ thỏ đen và nỉ thỏ rêu. Cái màu rêu này siêu 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 đẹp luôn. Không biết là mấy cái áo mẫu của em hôm qua ở đây đâu hết rồi nhỉ? Không thấy ở đây nữa nhỉ? Nỉ thỏ nhân viên nó đưa đi đâu hết rồi nhỉ? Chỉ có mấy cái trên đấy nữa thôi, mấy cái áo mẫu của em ấy, được chưa? Nỉ thỏ kem màu và kèm số điện thoại, em qua mẫu luôn. Qua mẫu luôn nha các chị, bên kia kìa. Màu rêu này cho mọi người xem, màu rêu đẹp lắm luôn. Nỉ thỏ màu rêu đẹp kinh khủng, đây này em cho các chị xem. Đây này. Đây, đủ màu luôn nhá, các chị nhìn này. Màu này cho em sẽ là nỉ thỏ màu nâu là màu em vừa mặc này. Màu này sẽ là màu kem là màu bán được nhiều nhất nhá. Màu này cho em sẽ là màu đen và màu cuối cùng sẽ là màu rêu, eo thề luôn. Cái quần Q99 trắng mà mặc với con rêu này thì thôi các chị làm sao mà đỡ được. Em mặc cho mọi người nỉ thỏ rêu nhá. Lên quần đỉnh nhá, quần đỉnh lên rồi em ơi, hết hàng em ơi. Phải chờ một tuần nữa hàng mới về tiếp nhá, quần đỉnh hết. Được chưa ạ?
nỉ gấu, ok, sau cái này em sẽ lên nỉ gấu đen nha mọi người, lấy cho em ở đây dưới này có rồi. Sau cái này em sẽ lên cho mọi người nỉ gấu đen và nỉ gấu nâu nhá. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Nỉ gì ạ? Nỉ thỏ rêu. Màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Đấy, đẹp chưa? Trắng da chưa? Đấy. Màu rêu thì bên dưới mình mặc với quần màu trắng thì nó là quá hợp luôn. Màu rêu bên dưới mặc với quần màu trắng thì nó sẽ nổi cả cái set đồ của mọi người luôn ấy ạ. Nổi cả set đồ luôn. Cổ tim nâu ok chị. Ghi em mã này sẽ gọi cho em là nỉ thỏ rêu. Và quần em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần em đang mặc sẽ là Q99. Hôm nay lần đầu tiên bán 123.000. Các chị tranh thủ chốt nhá. Rồi em qua mẫu nỉ thỏ luôn nhá. Nỉ thỏ mặc nốt lần này, tư vấn nốt cái này là xong là em qua mẫu luôn này. Màu này sẽ là màu rêu này. Đỉnh chưa? Trắng chưa? Toàn bộ là chất nỉ hai da, chất nỉ hot nhất và xịn sò nhất năm nay, hàng hai lớp được chưa? Chị Phạm Thu ơi lên số đi ạ. Màu này sẽ là nỉ thỏ đen này, màu này sẽ là nỉ thỏ kem và màu này sẽ là nỉ thỏ nâu. Chốt trong livestream này cho các chị là 127.000 đồng bao giá thị trường. Rồi qua mẫu luôn. Em qua mẫu nhanh nha các chị nha, qua mẫu nhanh thật nhanh. Hôm qua em có một cái ghi lê rất là hot, đấy là cái con K12 mà có rút dây mà đằng sau có mũi. Hot lắm luôn, ví dụ như mặc với cả áo giữ nhiệt xong khoác cái đấy bên ngoài là thôi đỉnh cao luôn đó mọi người. Đỉnh lắm luôn ấy, thề. Được chưa? Lên mặt tiếp theo, tí nữa em sẽ có một ít hàng sale nữa thì nếu mà có thời gian thì em sẽ lên cho mọi người luôn nhá. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái áo á, gấu đi, nỉ gấu đi, nỉ gấu giấu quần mà em bán được nhiều. Đây này, cái nỉ này mọi người ơi, nỉ gấu này. Nỉ gấu này của em nó là dáng dài, nó là hàng dáng dài nha các chị nha, không phải dáng ngắn. Như ví dụ như con thỏ với cả con N2 này nó là dáng ngắn, còn con này nó là dáng dài. Dáng dài để làm gì các chị biết không? Để tất cả các chị có thể mặc đôi. Mặc đôi với chồng, với người yêu ấy, kiểu thế mặc đôi. Hoặc là nếu như những ai mà thích mặc kiểu giấu quần ấy, thì mọi người sẽ mặc áo này. Còn nếu mà thích dáng vừa thì mọi người sẽ lấy xong mấy cái dáng ngắn này nhá. Đây này, mọi người nhìn giúp em này. Và con này là em mới về thêm được màu đen á. Ghi em mã này sẽ là gì? Nỉ gấu đen và nỉ gấu nâu, cách số điện thoại. Em chốt trong livestream này các chị này. Lúc nào em cũng bán con này là toàn 149, 150 mọi người thấy chưa? Form của nó là form dài giấu quần như này. Thì đối với cái áo này mọi người hay mặc với cái chân váy và đi bốt sẽ rất là hợp. Nếu như mặc với con chân váy CV8 và đi bốt là siêu hợp luôn. Nha mọi người, mặc với chân váy CV8 cho em nhé, mọi người chờ em chút xíu. Cái quần em đang mặc ví dụ em là Q99, chốt nốt trong line này là 123, chị nào lấy chốt luôn em qua mẫu đây được chưa? Đừng ghi là nỉ thỏ linh mặc, chị phải ghi là nỉ thỏ kèm màu. Màu em vừa mặc đấy là màu rêu chị nhá. Em qua mẫu Q99 ở đây nhé. Q99 hôm nay chốt nốt cho các chị là 123.000 đồng. 123.000 đồng Q99 trắng, Q99 nâu, Q99 đen. 123 2 size ML dưới 53 mặc M. Từ 54 đến 68 mặc L. Em qua mẫu luôn. Đối với cái áo nỉ gấu đen này em mặc với con chân váy CV8 xong rồi em đi cái bốt vào nữa cho mọi người là siêu hợp. Nói chung là các chị cứ ví dụ như ai thích dáng dài thì lấy sang cái con này. Và con này thì các chị mua cho chồng, mua cho người yêu các thứ mặc đôi rất là ok. Nhớ giúp em nhé. Con này chồng mặc được, em cam kết là dưới 1m75 và dưới 75 cân là mặc vừa. Còn những cái áo này chỉ con gái mình mặc thôi. Mấy cái con thỏ thiếc này chỉ con gái mình mặc thôi. Còn áo này này, con trai này, đấy mặc này cho em này. Nếu mà em kéo hẳn lên các chị thấy chưa, giấu hẳn quần luôn mà. Nhưng mình con gái mặc thì mình cho nó trùng trùng như này. Con trai là mặc thoải mái. Dưới 75 cân và dưới 1m75 auto mặc vừa nha các chị nha. Em sẽ mặc cho các em sẽ đi thêm đôi bốt em có bán lại cho các chị coi luôn. Áo khoác lông à, đúng rồi, thôi nhân tiện mặc cái con khoác lông đấy luôn nhá. Nhân tiện đang mặc cái váy này nhưng mà em nói luôn là con đấy em chỉ nhận đơn đúng 35 chiếc thôi, không nhiều đâu. Có đúng 35 chiếc thôi. CV8 có đủ màu mà màu nâu, màu đen và màu ghi. Đẹp chưa các chị, mặc này cho em siêu trẻ luôn. CV8 có tất cả là 3 màu các chị ơi. Đây. CV8 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu. CV8 màu này sẽ là màu đen. Và CV8 màu này cho em sẽ là màu ghi. CV8 kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại. Hàng CV8 này của em là hàng Quảng Châu, phát hiện ra xưởng Việt Nam hoàn hàng luôn. Được chưa ạ? 3 size ML từ 45 đến 60 cân đổ về thoải mái. Cú pháp sẽ là CV8 nâu, CV8 ghi và CV8 đen. Váy này em bán hơn 1 vạn chiếc rồi nên cũng không cần phải quảng cáo thêm nữa. Được chưa ạ? Còn áo em đang mặc nó sẽ có tất cả là hai màu nỉ gấu đen và màu này cho em sẽ là nỉ gấu nâu. Ngày đầu tiên em tung ra em chỉ có duy nhất màu nâu thôi mà em bán được 400 chiếc. Bây giờ em mới có thêm màu đen á, nhận 5 áo len mịn nhà chị mà chất đẹp, Q99 mặc đỉnh chất đẹp mà chị lại cắt mẫu, thế em mua đủ màu luôn rồi. Thì bây giờ mọi người mua hết rồi thì chả cắt mẫu để bán xong mẫu mới chứ. Ghi em mã này mọi người thấy chưa, đây là form giấu quần con trai dưới 1m75 và dưới 75 cân auto vừa. À, mình nhận bộ gấu rồi, chất rất đẹp, em cảm ơn chị Hồng Chuyên rất là nhiều nhá. Đây, nên đây là chị nào có nhu cầu mua mặc đôi với chồng với người yêu thì đây là lựa chọn đúng đắn. Còn ví dụ như chỉ thích mặc ngắn thì lấy sang những mã này, tùy mọi người nhé. Tại vì em có nhiều sự lựa chọn để cho mọi người có thể lựa chọn. Ví dụ như hôm nào mà mình thích mặc đôi thì bắt buộc phải áo này thì chồng mình mới mặc được chứ, làm sao mà dáng ngắn mà mặc được. Nhưng mà nếu mà mình thích mặc một mình hay là mình chỉ thích mặc ngắn thì mình lấy sang cái dáng kia, được chưa? Cú pháp cho em mã này sẽ là nỉ gấu đen và diện và nỉ gấu nâu, cách số điện thoại 147.000 đồng. Ghi giá hôm nay cho em hình như hôm trước là 148 hay sao ấy.
Chốt cho mọi người hôm nay là 147.000 đồng nhé. 147, nỉ gấu nâu và nỉ gấu đen 147.000 đồng. Em qua mẫu luôn nha các chị nha. Qua mẫu luôn đây mọi người ơi. Được chưa? Có à, giữ nhiệt không? Dạ có chị ơi, giữ nhiệt. Đúng rồi, bây giờ đang nhân tiện này em sẽ mặc giữ nhiệt và mặc cái phao mới luôn cho mọi người nhá. Được chưa? Đây. Giữ nhiệt là cái áo nhà em không thể thiếu được. Không bao giờ có thể thiếu được. Em bán đến bây giờ là được tỷ mấy tiền nào giữ nhiệt rồi đó mọi người. Nói chung là hot lắm. Hot không biết để kể nào cho hết luôn á. Lên phao đi chị. Ok, nhân tiện cái này em sẽ mặc cái giữ nhiệt rồi em mặc cho một cái phao ghi lên mới. Mã của nó là K12 đó mọi người. Mã của nó là K12 rất là đỉnh luôn. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đây giữ nhiệt nhà em đây nhá. À, cho em xem túi xinh. Túi xinh hiện tại nhà em chỉ còn duy nhất màu nâu thôi. Là cái màu mà em vừa cầm đấy ạ. Lên lại quần bom. Quần bom là quần gì chị ơi? Quần bom tăm á, quần bom tăm là quần tối qua em bán. Không phải, cái đấy không phải là bom tăm, cái đấy gọi giúp em là Q1 chị ơi. Này nhìn giúp em giữ nhiệt nhà em này, thấy chưa? Không có một cái ngày nào mà em bán dưới 500 luôn á. Livestream tối ngày hôm qua cũng bán trên 500 con. Livestream tối ngày hôm qua vẫn bán trên 500 con. Có nghĩa là giữ nhiệt nhà em chưa một ngày nào nó giảm nhiệt luôn á mọi người. Kinh khủng khiếp. Ghi mẫu của em mã này sẽ là giữ nhiệt kem. Cho em xin bảng màu giữ nhiệt đi. À đây. Được chưa? Ghi của em mã này mọi người nhìn giúp em này. Line nào em cũng mặc mẫu, line nào em cũng kéo, line nào em cũng test chất cho các chị. Nhìn hộ em đi. Cái giữ nhiệt này của em là cả nhà em mặc luôn. Cả nhà em cùng mặc luôn đó mọi người. Và màu em đang mặc sẽ là màu kem. Giữ nhiệt này của em là hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu cao cấp. Hàng Quảng Châu cao cấp các chị ơi. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. 127.000. Mua được đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. Nghe kỹ một lần nữa được chưa? Đây này. Khi các chị nhận được hàng là cứ một áo là sẽ một hộp nha. Và tất cả những chị đang xem live ở đây, nếu như ai đã mua giữ nhiệt nhà em rồi cứ cho em xin một câu phản hồi. Các chị cảm nhận về nó như thế nào các chị cứ comment nhá. Còn quần tất không? Dạ có chị ơi. Em quên mất ý. Mấy hôm nay quên không bán quần tất luôn á mọi người. Ok, thôi quần tất hôm nay cũng hoan hỉ luôn này. Quần tất bình thường em bán 72.000 và mua từ 2 cái sẽ là 69. Hôm nay mua một cái kèm đơn em cũng bán là 69.000 luôn. Thời gian vừa rồi là em bị bán nhiều mã quá xong rồi em cũng quên luôn cái quần tất đó mọi người. Quần tất em sẽ có hai màu da đen mà em hay test cho mọi người với quả dứa đấy ạ. 69.000 một quần tất nha. Được chưa nào? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với cái con này. Con này ghi giúp em. Ờ cái con này. Đây con này. Con này ghi giúp em là K12, hàng mới về luôn. Hàng mới về tối ngày hôm qua đó mọi người. Bốt em có tất cả là 3 màu. Màu em đang đi là màu nâu, một màu nữa là màu đen giống như ảnh em up lên ý. Và một màu nữa là màu kem. Bốt em đang đi có tất cả là 3 màu nha các chị nha. Nhìn giúp em này. Bộ len tăm nhà chị đẹp lắm luôn. Mua phát 2 bộ luôn nha. Cảm ơn STV rất là nhiều nha mọi người. Nhìn giúp em này. Đó. Mọi người mặc cái set này này. Siêu xinh luôn. Xinh chưa nào? Em mặc một cái chân váy cả nguyên set này của em là hàng Quảng Châu hết. Từ cái bốt này đến chân váy này, đến áo phao và đến áo giữ nhiệt. Nguyên set em Linh đang mặc là hàng tàu hết. Áo này em có 3 màu, áo bên trong có 6 màu, chân váy có 3 màu và bốt cũng có 3 màu. Đối với bốt nó là hàng order phải chuyển khoản trước. Có giá là 472.000. Còn giới thiệu kỹ càng như thế nào thì em đã giới thiệu từ đầu live và từ tối qua rồi cho nên là thôi em không giới thiệu nữa. Nhưng mà tối qua đến bây giờ là em bán gần 800 đôi bốt thì các chị hiểu đẳng cấp rồi đúng không? Gần 800 đôi bốt thì các chị hiểu đẳng cấp rồi đúng không ạ? Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại 127.000. Em nói rồi chỉ cần mua được ở đâu bằng tiền là em cho các chị hoàn hàng lại, không cần phải rẻ hơn. Em bán đến giờ phút này là hơn 1 vạn áo giữ nhiệt rồi. Em nhập là hơn 1 vạn áo giữ nhiệt rồi, nói sai mất lộc luôn. Nhập hơn 1 vạn áo rồi đó mọi người. 1 vạn tức là hơn 10.000 nhá. Số lượng nhiều như vậy luôn á. Giữ nhiệt màu em đang mặc là màu kem. Hai màu đắt hàng nhất đó là màu đen và màu kem. Đây là hai màu bán được nhiều nhất. Ăn đứt những cái màu sữa và màu nâu luôn nha. Đấy, mọi năm á, nếu như mà ai theo dõi em lâu thì mọi người sẽ biết là em là con Linh nâu, lúc nào cũng nâu, cái gì cũng nâu. Thế mà năm nay cái gì màu kem em bán cũng đắt hàng. Từ quần này, đến áo nỉ này, đến áo giữ nhiệt này, đến áo phao, áo các thể loại là màu kem đắt hàng. Thế mới đỡ, không đỡ được. Ghi cho em mã này sẽ là giữ nhiệt kem, là màu dưới cùng. Màu xanh, xanh này nó là xanh ghi á. Màu này sẽ là đen, màu này sẽ là sữa, màu này sẽ là cốm và màu này sẽ là nâu. Giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại, các chị cứ lấy hai chiếc hàng đến kiểm tra hàng. Đẹp thì lấy cả hai, không đẹp các chị hoàn cả hai, em nói rồi. Tránh trường hợp lấy một chiếc đến thấy chất đẹp là bảo thôi chết cha rồi, biết thế lấy hai cái, bây giờ mình mà lấy thêm lại tốn tiền ship.
Thật đấy mọi người, ghi giúp em là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Cứ lấy hai cái hàng đến kiểm hàng, đẹp lấy cả hai, không đẹp hoàn cả hai. 127.000. Lần đầu tiên em bán giá này từ tối qua còn trước bây giờ là toàn một bán 128, bởi vì là em vừa ép thêm được 1.000 thì em giảm cho mọi người 1.000 thế thôi. Chứ còn tính lãi là lãi tiền nghìn thì em ép xuống 1.000 thì em bớt cho các chị 1.000. Bởi vì đối với một cái áo thì 1.000 nó không to, nhưng mà hàng vạn cái áo thì 1.000 nó rất là to ấy, được chưa? Em đọc lại bảng màu một lần nữa nhá. Giữ nhiệt kem này, xanh này, đen này, sữa này, cốm này, nâu và kem giống như em đang mặc, 127.000. Còn áo bên ngoài em đang mặc gọi là gì ạ? K12, mã ghi lê mới nhất của bên em, hàng có mũ và rút dây nha mọi người. K12 màu em đang mặc sẽ là màu sữa, K12 màu thứ hai là màu đen, màu thứ ba là màu kem, màu trên cùng là màu sữa, màu đen và màu kem, màu em đang mặc được tính là màu sữa. K12 em chốt trong line cho các chị là 184.000. Nguyên set này của em đều là hàng Quảng Châu hết, được chưa? Các chị đi nhà mặc này, siêu xinh luôn, siêu xinh luôn đi ạ, được chưa? K12 kèm màu và kèm số điện thoại. Chị Nhâm Nguyễn này giữ nhiệt lên số điện thoại giúp em. Mọi người đặt hàng không lên số là không có đơn đâu nhá. Em mặc thêm cho mọi người cái màu kem nữa, màu kem cũng rất là xinh. Đây này màu kem này, màu kem thì nó lại cùng y xì như cái tông màu này luôn, cùng ánh kem luôn này, thì đi với nhau nó lại rất là hợp luôn đó mọi người. Em sẽ mặc cho mọi người màu kem nhá. K12 kèm màu và kèm số điện thoại 184.000. Còn riêng áo này 70 cân không vừa, em cho các chị hoàn hàng lại cái tất chất của nó đây, hàng tàu nhá, phát hiện hàng sửa Việt Nam, hoàn 100 lần giá trị cái áo này cho các chị luôn. Nói chung bán hơn 10.000 áo chắc là không cần quảng cáo nữa đúng không? Không cần quảng cáo, các chị chốt rồi. K12 đủ màu, chị Nương Hà ok chị luôn. Mọi người nhìn giúp em này, đó, cùng tông chưa, cùng cái ánh kem luôn á. Hai cái áo này là nó cùng ánh kem với nhau luôn đó mọi người, được chưa? K12 kèm màu và kèm số điện thoại. À đúng rồi, trời ơi, cái set này mà em mặc với quần legging Muji nhà em xong đi con bốt vào này nữa thì cốc chị cũng hết tiền của em luôn á. Mọi người thấy chưa, nhìn này, đỉnh chưa? Áo bên trong và bên ngoài cùng màu kem đi với nhau rất là hợp, được chưa? Cho nên là em mình nói là năm nay là màu kem lên ngôi ấy. Màu kem năm nay là lên ngôi, đứt cả màu nâu luôn, không đỡ được luôn. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Ok chưa? Vẫn set này mà em đi lắc gây Muji các thứ vào nữa thì nó cũng là đỉnh cao luôn đó mọi người nha. Ghi giúp em mã này sẽ là gì? Đúng rồi, mặc cái này xong mặc áo xẻ ngực vào nữa. Ôi là trời, sao mà nhiều hàng đẹp này, đỡ làm sao, đỡ làm sao được. Mọi người nhìn giúp em này, còn ai lấy giữ nhiệt nữa không, chốt nốt này, chốt nốt giúp em nào nhá. Ghi giúp em, à em mặc cho mọi cả cái phao ghi lê này nữa, phao ghi lê này nhà em về được hàng rồi. À quên, phao rút dây, phao rút dây này nhà em cũng bán siêu đắt hàng luôn mọi người ơi. Đây là con phao rút dây này, hai bên là có dây rút này. Phao rút dây này em chốt trong line cho các chị là 189.000 đồng. Nói chung là phao nhà em toàn hàng tàu thôi. Riêng phao em chưa bao giờ bán hàng Việt Nam và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ bán hàng Việt Nam. Tại vì là nói thật là Việt Nam mình chỉ lợi thế một số loại thứ mã thôi, chứ riêng phao với cả len là Việt Nam mình không có đẳng cấp để mà so sánh đâu, thật sự là như vậy. Mọi người nhìn giúp em này, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Ghi lê rút dây màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Và ghi lê rút dây em có tất cả là mấy màu ạ? Có tất cả là 3 màu. Màu này sẽ là màu kem, màu này sẽ là màu đen và màu này sẽ là màu sữa. Bảng màu cũng y như vậy luôn. Ghi lê rút dây kèm màu và kèm số điện thoại đây này. Hai bên nó có dây rút đây này mọi người ơi. Hai bên nó có dây rút để các chị buộc vào như này. Ghi lê rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Quần tất ngày hôm nay lần đầu tiên em bán 69.000 trong năm nay luôn á. Quần tất hôm nay là em bán 72 đó. Hôm nay bán cho mọi người 69 dồn đơn hay là một cái cũng 69 nhá. À không, không bán một cái đâu, lấy từ hai cái hoặc dồn đơn thôi, chứ còn một cái 69.000 đến các chị chả nhận đâu mà, tiếp tiền ship. Đây. Ví dụ em bán này sẽ là quần tất da và quần tất đen 69.000 đồng, hàng có hàng công ty, em bán hơn 4.000 quần mà đợt này em bận quá, em chả nhớ mà bán luôn, được chưa? Ghi em mã này sẽ là ghi lên rút dây sữa, ghi lên rút dây đen và ghi lên rút dây kem, màu kem cũng siêu đẹp, mặc cả màu kem luôn. Em đã bảo rồi, phao nhà em chỉ bán hàng Trung Quốc thôi, không bán hàng Việt Nam đâu. Màu kem này, đẹp chưa? Mặc cho mọi người cả màu kem luôn nhé. Sau cái này em lên cả ghi lê gấu luôn. Ghi lê gấu hôm qua cũng bán rất là đắt hàng, gần hết rồi. Về sẵn là có 400 con mà em bán gần hết luôn rồi. Được chưa mọi người này? Từ nãy giờ em thử bao nhiêu là thứ trên cái cuộc đời này, mọi người có thấy không? Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà cái áo giữ nhiệt kem này phối với cái gì cũng hợp. Cái này điều các chị phải công nhận với em, có đúng không nào? Cái áo giữ nhiệt kem này từ nãy đến bây giờ phối với cái gì cũng hợp luôn. Em phối với con K12, bây giờ em phối với cao ghi lê sữa, tí nữa em phối với cao ghi lê kem, tí nữa em phối thêm cardigan, em phối thêm ghi lê gấu, em đảm bảo là cái gì cũng hợp luôn đó mọi người, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là ghi lê rút dây gì, ghi lê rút dây sữa, mặc thêm cho mọi người một màu nữa là ghi lê rút dây kem. Sau khi mặc ghi lê rút dây kem thì em sẽ mặc cho mọi người đến ghi lê gấu, được chưa? Khoác NI mấy tiền em ơi? Dạ khoác lông NI đấy là 257.000 chị ơi, bao giá thị trường luôn. Bốt có bán chị ơi, bốt em mới bán sương sương có gần 800 đô từ tối qua đến bây giờ thôi. Giao dịch chuyển khoản đến giờ phút này là hơn 300 giao dịch chuyển khoản rồi mọi người ơi.
Nhiều người là bây giờ bắt đầu mới bên em mới báo chuyển khoản, bởi vì là nhiều chị người ta không biết ấy. Còn riêng khách mà ngồi tự chuyển khoản chi chưa được chốt đơn đã là hơn 300 cái rồi mọi người ơi. Tí nữa em đếm xem bao nhiêu giao dịch rồi. Chia sẻ like để view lên giúp em nhá. Tí nữa cuối live em có một ít hàng sale đấy. Nếu như mọi người có thời gian thì ở lại nhá. Tí nữa cuối live em lên sẽ có một ít hàng sale đấy ạ. Ghi em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Ghi lê gì ạ? Ghi lê rút dây kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc sẽ là màu kem. Chân váy em đang mặc là CV8 131.000. Được chưa? Đẹp chưa? Ghi lên rút dây kèm gì? Kèm size và kèm số điện thoại. Chân váy em mặc là 131.000, cú pháp là CV8 chị ơi. CV8 131 chị ơi. Được chưa? Chia sẻ live stream đẩy view lên giúp em với nào. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, con giữ nhiệt để bây giờ mặc thêm với một cái con ghi lê nữa nhá. Em đã nói là mặc với cái gì cũng đẹp, tin em đi. Đây nhá. Bây giờ em mặc thêm với cái ghi lê gấu này cho các chị coi này. Siêu hợp luôn, màu đỏ là màu đắt hàng nhất. Màu đỏ là màu đắt hàng nhất. Em bảo là cái áo này mặc bên trong, mặc với cái gì bên ngoài cũng hợp luôn. Cũng hợp luôn nha mọi người. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đó. Đẹp chưa? Thì em bán này sẽ là ghi lê gấu đỏ. Ghi lê gấu này thì em có tất cả là 3 màu. Mọi người thấy chưa? Áo này năm ngoái em bán là 159.000 đó. Và năm nay là mọi người chỉ phải mua với giá có 134.000 thôi. Ghi lê gấu này năm ngoái em bán 159 đó mọi người, mà còn phải hủy đơn không có hàng ấy. Ok, bộ gấu chờ tí em lên, tí nữa em tặng nốt cho các chị bộ gấu luôn. Đẹp chưa? Ghi em bán này sẽ gọi cho em là ghi lê gấu đỏ, ghi lê gấu sữa và ghi lê gấu nâu. Em có tất cả là 3 màu, 134.000 đồng bao giá thị trường nha. Mọi người thấy chưa? Cái con giữ nhiệt kem này từ nãy đến bây giờ em mặc hồi về cái gì cũng hợp luôn đúng không? Giữ nhiệt đỉnh của chóp luôn, không mua quá tiếc. Riêng em múc 3 cái rồi, cảm ơn Nhung An rất là nhiều, cảm ơn em, các chị thấy chưa? Cái con giữ nhiệt là từ nãy giờ phối đến bao nhiêu thứ cho cái cuộc đời này á, nó vẫn cứ là gì, vẫn cứ là đẹp, vẫn cứ là hợp luôn đúng không? Bớt của em mấy phân nữa em không biết, cái này chắc tầm 5 phân nhỉ? Đây, như thế này này, chắc là 5 phân. Từng này là bao nhiêu phân em không biết đâu các chị ơi, nó như thế này này. Em chả biết là bao nhiêu phân, ví dụ như đối với cái set này nhá, mà mời đi cái bốt màu kem này, u là trời ơi nó hợp. Em chỉ nhập đúng một ri màu kem thôi và 400 đôi còn lại là đen với nâu. Nhưng bây giờ là hết sạch rồi nhá, hết sạch bốt rồi. Bây giờ mọi người phải order và chuyển khoản trước giúp em. Kể cả là bây giờ những ai mà được hàng có sẵn thì cũng phải chuyển khoản trước. Nhưng mà như là 400 linh mấy đôi là em bán hết sạch rồi đấy. Bây giờ mọi người sẽ rơi vào đơn order. Và order thì em sẽ nhận cho mọi người từ 15 đến 20 ngày. Và mọi người bắt buộc phải chuyển khoản trước. Một là chuyển khoản hết, mà hai là cọc ít nhất 200.000. Hệ thống máy tính bên em sẽ lên đơn cho mọi người. Sau khi lên đơn xong thì em sẽ đến tối ngày mai để em sẽ chốt sổ tổng số lượng lại và gửi cho nhà máy bắt đầu sản xuất, thì tầm 15 ngày này em sẽ trả đơn nha các chị nhá. Ghi em mã này sẽ là gì? Bốt kem. Màu này hôm qua là không dơ trên live stream luôn á, tại vì là chưa kiểm được hàng. Sau khi kiểm được hàng thì mới lôi được ra để dơ cho mọi người một kem ấy, được chưa? Ghi em mã này sẽ là ghi lê gấu gì? Gấu đỏ. Và bây giờ em lên nốt cái này. Cái này chỉ có 35 con thôi này. Hàng Trung Quốc nha, mấy cái áo lông áo lá này em chỉ bán hàng Trung Quốc thôi. Mọi người nhìn này, thấy chưa? Đấy, hàng này của em là hàng tàu. Và hàng này em thấy trên thị trường toàn bán là 300-400. Khách bảo là Linh ơi nhập áo lông đi, chứ em thấy thị trường toàn 300-400 thôi, chờ chị bán cho rẻ. Thì em cũng nhập thử, nhưng mà em nói thật em ngại bán cái dòng này lắm, nó cồng kềnh vô cùng luôn. Kho nhà em làm gì có chỗ. Ghi lê gấu đỏ, ghi lê gấu sữa và ghi lê gấu nâu. Cho nên là bốt của em là 472.000 chị ơi. Hàng cao cấp loại 1, còn thích hàng loại 2 thì đây mọi người ơi, có hàng loại 2 đây này, cũng là bốt này nhưng mà nó lạ lắm mọi người. 2x thôi, nhưng hàng này em không bán. Nếu thích mua hàng 2x thì mua ngoài thị trường giúp em nhé. Em không bán hàng đấy. Này mọi người nhìn giúp em này, em mặc con này nhá. Con này có đúng 35 chiếc thôi này. Nên là chỉ nhận đơn 35 người thôi nhá. Ví giúp em là gì ạ? Áo lông NY và cách số điện thoại. 257.000 thôi. Trời ơi, không đỡ được luôn á. Áo lông NY bao giá thị trường cho các chị. Ghi giúp em sẽ là áo lông NY. Hàng trần bông nhá, các chị nhìn phát là biết hàng tàu hay hàng Việt Nam này. Hàng Việt Nam không có trần bông đâu. Hàng trần bông và nhìn tang mác là biết luôn này mọi người, được chưa? Nhìn cái tang mác là biết luôn. Áo lông NY 257.000 đồng. Chốt luôn giúp em nhá, em chỉ có đúng 35 con thôi. Hàng này em không chơi đâu, mệt lắm. Bán mấy cái hàng này cồng kềnh tốn ship đó mọi người. Trời ơi, mặc này thì đúng là quên sầu luôn. Không biết lạnh là cái gì luôn, mặc này xong đi thêm cái quần tất em bán nữa. Ui, sao chốt lông NY nhiều đấy. Đây này, mặc thêm cái quần tất da em bán nó 69.000 vào nữa, là tức là em phục vụ các chị nguyên set rồi. Áo trong, áo ngoài, chân váy, bốt và quần tất, em phục vụ các chị từ đầu đến đít luôn rồi, đúng không? Áo lông NY 257, chị nào lấy chốt luôn ạ. 257.000, lông NY và cách số điện thoại. Trời ơi, nó đẹp và nó ấm. Riêng áo này thì chắc chắn là cái áo mà ấm nhất ở shop em bây giờ. Ấm nhất luôn, nó ấm vãi cả ấm luôn đó mọi người. Đây này, đằng trong nó là hàng trần bông, trần bông và nó là hàng tàu nha mọi người. Nỉ gấu có màu trắng không? Không em ơi. Này, mọi người thấy chưa? To lắm. 70 cân đổ về thoải mái, con trai con gái mặc được nhá. Áo giữ nhiệt có màu gì hả chị? Ok ạ.
Mọi người thấy chưa? Giữ nhiệt đến giờ phút này khi mà em phối với tất cả các cái thứ đồ thì nó đều rất là hợp, đúng không ạ? Em giơ cho mọi người bảng màu của giữ nhiệt này. Giữ nhiệt vào em đang mặc sẽ là màu kem, được chưa? Màu kem là màu dưới cùng này. Màu nâu, màu cốm, màu sữa, màu đen và màu xanh nhá. Còn legging muji đi chị, ok. Ví dụ như đối với set này mà các chị mặc legging muji cũng sẽ rất là hợp ấy. Chân váy là mã là CV8. Em chốt trong like cho các chị là 131.000 nha mọi người. Giữ nhiệt màu xanh, giữ nhiệt màu đen, giữ nhiệt màu sữa. Giảm cái điều hòa các anh ơi. Giảm cái điều hòa cái nóng quá, mặc cái áo này nóng quá. Màu xanh, màu đen, màu sữa, màu cốm, màu nâu và màu kem 127.000 đồng, được chưa? Cú pháp cho em sẽ là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Còn áo đang mặc sẽ là áo lông NI nhá. Hết sạch hàng các chị ơi. Hết sạch lông NI, có 35 chiếc thôi. Mà nếu các chị đặt nhiều khi em lại phải nhập thêm với chiếc dở. Nhưng mà em lười bán với cái này lắm. Em lười bán với cái áo lông, áo lá này lắm. Kiểu như là nó cồng kềnh ấy. Thôi, tốt nhất là khó quá bỏ qua đi. Cồng kềnh tốn cước. Xong rồi kho thì đã chật, xong rồi chừa mấy cái này lãi thì chả được bao nhiêu. Ôi mệt lắm mọi người. Đây trần bông toàn bộ bỏ mẫu luôn nhá, không treo nữa nhá. Thì em mã này sẽ là giữ nhiệt. Em nói rồi, giữ nhiệt thì em cứ lấy hai chiếc. Hàng đến kiểm hàng đẹp lấy cả hai, không đẹp hoàn cả hai các chị mặc cái quần tất vào đây nữa là ok nha mọi người nha. Đây giữ nhiệt nhà em đây, được chưa ạ? 127.000. Trời ơi, sao các chị chốt giữ nhiệt nhiều thế? Em không biết là em có cái duyên nợ gì cái áo này mà em bán được nhiều thế. Không, bây giờ nhà em dừng canh xỉ luôn rồi. Thôi em thôi mọi người ơi, không có xỉ đồ thì nó quá mệt mỏi. Ví dụ như cái set này mọi người mặc với cái áo này cũng rất là xinh. Mặc với cái con N2 này cũng rất là xinh luôn mọi người. À quên, trời ơi cái váy này phải mặc với cái áo này. Ôi là trời ơi, xẻ ngực, bán đắt hàng quá trời. Mà có xẻ ngực này, xẻ ngực nhưng mà váy này thì mình sẽ mặc cái màu. Hay là mình mặc cái màu sữa đi nhỉ, nhìn cho nó nổi nhỉ. Màu đen thì đắt hàng nhất rồi, hay mình mặc cái đầu này đi. Đây, mặc cái con xẻ ngực màu này đi. Màu này đi vì cái chân váy này rất là hợp tông, được không? Ok, cái doanh mã này sẽ là xẻ ngực lên K60 đi, ok luôn. K60 tối nay hàng sẽ về nhiều nhá. Chứ hôm nay thì giữ nhiệt mặc phê dã man. Cảm ơn Hiên Heo nhá. Ôi thôi, đang mặc cái này thì mặc con K60 trước đã, được chưa? K60 em vẫn chốt trong like là 179.000. Cam kết là hàng có túi và hàng gì ạ? Mọi người thấy chưa? Chỉ có cái giữ nhiệt mà hôm qua em mặc với quần đỉnh, nó lên nó đẹp quá trời là đẹp luôn. Em mặc đóng thùng với quần đỉnh mà nhìn nó đã đẹp rồi ấy. Không hiểu làm sao, công nhận là đây là một cái giữ nhiệt hàng tàu mà lần đầu tiên em bán được số lượng nhiều như vậy luôn á. Chị gì ạ? Chị Đặng Hiền ơi, lên số đi. Em thấy nhiều chị đặt hàng không lên số điện thoại. Không lên số điện thoại, em không biết lấy cái gì để mà chốt đơn cho các chị luôn á. Thả tim, thả like và chia sẻ like cho em nhá. Nha mọi người ơi, thả tim, thả like và chia sẻ like cho em với nha. Ủi, chẳng ai chia sẻ cả. Chia sẻ được có 425 lượt thôi. Chia sẻ nhiều lên nào, chia sẻ ít thế làm sao bán được. À tặng được, em tặng cho người chia sẻ like này nhiều nhất là bao nhiêu, là tận 200.000 đồng đấy. Hôm nay cuối tháng hoan hỉ nhá. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này, được chưa? K60 kèm màu và kèm số điện thoại. K60 kèm màu và kèm số điện thoại. Chân váy có không chị? Chân váy có chứ, bán cả vạn chiếc rồi, hơn vạn chiếc, bán từ năm ngoái năm nay rồi. CV8 nhá. CV8 kèm size và kèm số điện thoại. Đây mọi người nhìn giúp em này, chân váy đang mặc mã là CV8 nâu. Bây giờ em mặc cho mọi người con K60 nhá. Thả tim, thả like và chia sẻ like giúp em tí nữa. Em có hàng sale đó mọi người. Đây mọi người, hợp chưa? Ôi là trời ơi. Hợp chưa? Rất là hợp đúng không? Đây, mặc này này. Trời ơi, mùa đông chỉ cần mặc này thôi, vừa ấm vừa xinh. Mùa đông em thấy mặc như thế này vừa ấm vừa xinh đó mọi người. K60 thì em có tất cả là hai màu nhá. K60 thì em Linh có tất cả là hai màu. Màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Em sẽ tính theo màu tay, nhận đồ nhà chị Linh đẹp xuất sắc luôn. Cảm ơn anh Thẩm rất là nhiều, cảm ơn em nhá. Ví dụ em mã này sẽ gọi là cho em là gì ạ? K60 rêu và mã này sẽ là K60 đen. Mình sẽ tính theo màu tay áo, không tính theo màu thân áo nha mọi người nhá. Cái gì đây? Gì ăn được? Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? K60 gì ạ? Rêu tí nữa em sale sau. Tí nữa cuối live. Tí nữa cuối live em sẽ có một ít hàng sale nhá. Không có nhiều đâu. Có tầm khoảng 15 mã thôi. Nhưng mà vẫn sẽ có thì em cũng báo trước là như thế. Chị nào có nhu cầu mua hàng sale thì chờ em tí. Ghi em mã này sẽ là gì ạ? K60 rêu và màu này sẽ là K60 đen. Em chốt trong live là 179. Các chị nghe cái rõ giúp em. 179, tại vì sao ạ? Tại vì hàng nhà em là hàng có túi, các chị để ý hàng ngoài thị trường không có túi đâu. Hàng này của em là hàng thêu và hàng của em không phải là chất liệu u mì mà nó là chất liệu hai da. Chất liệu hai da là chất liệu hot nào các chị biết rồi đúng không? Toàn bộ nó là chất hai da hết, cho nên là còn cái này người ta hàng rẻ, người ta mời em nhập vào chỉ có 130.000 một áo. Nếu mà em bán em chỉ bán cho các chị 146, 147.000 một áo thôi, nói thẳng nó như thế. Còn trong khi các này em nhập còn không được giá đó luôn. Hề, được chưa ạ? Ghi em mã này sẽ gọi là K60, màu em đang mặc sẽ là màu rêu và K60 màu này cho em Linh sẽ là màu đen. Chốt trong livestream cho các chị là 100
79.000. Ngày đầu tiên em bán áo này em bán được gần 800 con, 740 mấy con, sau đấy nhảy thêm chắc phải tầm 800 con đó mọi người. Nhìn hàng này, đỉnh chưa? K60 kèm màu và kèm số điện thoại, mặc nốt cho các chị màu này luôn. Áo này đang chuẩn bị về rất là nhiều. Đấy, ví dụ như một cái giữ nhiệt này mặc trong nữa, các chị có công nhận không? Từ đầu line đến bây giờ, tất cả các mã nào mà em thổi với cái áo giữ nhiệt kem này đều rất là hợp. Cứ màu kem và màu đen là auto chốt thì em nói thật đấy, hai cái màu này là hai cái màu mà em bán kinh điển nhất luôn. Là bọn Trung Quốc cũng đang bảo sao mày bán cái màu kem ấy nhiều thế, sao mà bán cái màu đấy nhiều thế luôn á, bởi vì em bình thường lúc nào cũng là auto màu nâu là em bán được nhiều nhất, sau mỗi màu đen thôi. Màu đen thì không nói, nhưng cuối cùng năm nay nhá, cái gì màu kem em cũng bán đắt hàng, ngay kể cả là gì, ngay kể cả áo nỉ cũng vậy. Ví dụ như con nỉ N2 này, màu kem là màu em bán được nhiều nhất, không thể hiểu được luôn á mọi người. Này nhìn giúp em này, à quên, tam giác đen, quần tam giác đen về hàng rồi, mọi người nhìn giúp em này, được chưa? K60 màu em đang mặc sẽ là màu đen, hợp chưa? K60 màu này sẽ là màu đen mặc thể thao kinh khủng. Ví dụ như K60 này mình có thể mặc một cái quần bò ở bên dưới, hay là một cái quần thể thao ở bên dưới, hay là một cái quần nỉ, quần gì đó ở bên dưới thì cũng sẽ rất là hợp, nhưng mà không, nhưng mà mặc với chân váy thì cũng rất là ok, được chưa? K60 mà em đang mặc sẽ là màu đen, mà em vừa cởi ra sẽ mà là màu rêu, và ở bên trong sẽ là gì? Giữ nhiệt kèm và cách số điện thoại, được chưa? Giơ túi lên, túi xinh em ơi, túi xinh em. Túi xinh bây giờ chỉ còn mỗi màu nâu thôi. Túi xinh bây giờ còn mỗi màu nâu thôi. Cú pháp là túi xinh nâu 198.000, bao giá thị trường. Nó sẽ có hai quay là quay ngắn và quay dài nhá. Nhưng mà hiện tại em đang cầm ở đây nó là quay ngắn, được chưa? K60 kèm màu kèm số điện thoại. Ghi lê nâu này, chị ghi giúp em là ghi lê gấu nâu thôi chị ơi. Chị chỉ cần comment là ghi lê gấu nâu thôi. Thích cái dáng chân của chị, chân chị to mà. Chân em to mà, chân em có bé đâu. Chân em mà đẹp nữa chắc chết. Đây, ví dụ như ghi lê gấu á mọi người này, chị ghi lê gấu này, đó chỉ có là không bị vòng kiềng thôi. Ghi của em mã này là ghi lê gấu nâu và ghi lê gấu đỏ. Đây, ví dụ như cái set này màu nâu thì đi với cái tông nâu này hợp chưa? Hay là cái áo này màu kem thì mặc với cái tông kem này hợp chưa? Em đang nói là rất là hợp, các chị chỉ cần, nếu như mà mua hàng, ví dụ như đi ra shop, các chị sẽ phải chọn, ừ mình sẽ lấy áo này này, sau đó thì ừ mặc với cái gì nhỉ? Làm gì có ai ra tư vấn cho các chị là chị ơi áo này phải mặc với cái này hay cái kia, mà như bọn em bán hàng livestream ấy là bọn em đã phối trên live cho các chị rồi. Các chị nhìn thấy bọn em phối set nào đẹp, các chị auto lấy luôn set đó, lấy luôn từ đầu đến cuối luôn. Đỡ phải gọi là về là mua cái áo này về, ừ mình mua cái áo này nhà con Linh Di bây giờ về mặc với cái gì nhỉ? Đấy kiểu vậy á. Chị vừa đặt bộ tay kẻ nay nhận được hàng đẹp xuất sắc. Phim đẹp dày dặn em ạ. À, em cảm ơn chị Ninh Hường rất là nhiều. Dọn xếp tay kẻ của em đây. Em về đủ 4 màu rồi nhá. 232.000 hàng cao cấp và hàng form to. Em không bán hàng form bé các chị ơi. Thì em mã này sẽ gọi giúp em là ghi lê gấu nhá, và cái này ghi giúp em là CV8. CV8 của em thì có tất cả là 3 màu và có tất cả là 3 size. 3 màu là màu gì ạ? Màu nâu, màu đen và màu ghi. 3 size gì ạ? SML. SML và từ 45 cho đến 60 cân đổ về là em nhận đơn nha các chị nhá. Đơn hôm qua chưa được chốt luôn chị. Đơn hôm qua chưa được chốt là bình thường em ơi. Đơn của hôm qua nhà chị sẽ chốt trong vòng 3 ngày, ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia. Nên là em chưa được chốt là bình thường nhá. Ghi ở em mã này sẽ là CV8 nâu. Màu này cho em sẽ là CV8 ghi. Màu này cho em sẽ là CV8 đen. Hàng Quảng Châu, nguyên set em đang mặc đều là hàng tàu hết, từ túi này đến áo trong này, đến áo ngoài này, đến chân váy và đến bốt, nguyên set này đều là hàng Trung Quốc nha các chị nha. Set tay kẻ không có sai mà, ôi em ơi, không có sai. Xếp tay kẻ có size không chị ơi, em mới nhận được chất siêu dày chị ạ, không có size em nhá, hàng free size. Nói chung nếu mà mọi người thích em có thể dán size vào được. Nhưng thực tế nó không có thì cần gì phải dán cho nó mất công của các chị đúng không? Không có thì bảo với khách là không có cho nó nhanh. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? CV8 nâu, ghi lên gấu nâu và giữ nhiệt kem. CV8 đen và CV8 ghi, bản thân em lên có 3 cái chân váy này luôn. Nhưng mà em không có màu đen, em có hai cái màu nâu và một cái màu ghi, được chưa? Quen mất lúc nãy Đình bảo lên cái xẻ ngực, lên cái xẻ ngực cho các chị luôn nhá. Ôi trời ơi, nhiều hàng lắm. Sau cái này còn phải lên set tay kẻ này, rồi lên set gấu này, rồi lên các thể loại váy này, rồi lên hàng xả nữa này. Trời ơi, bù đầu luôn á mọi người. Hàng nhiều, mùa này không bán nhanh thì có mà vỡ nợ. Em nói thật với các chị là vốn nhiều lắm, hàng là phải đẩy liên tục đó mọi người. Đâu nhỉ, lúc em định mặc cái gì nhỉ? Đây mặc cái này. Em sẽ mặc cái xẻ ngực đấy cho các chị nhá. Xẻ ngực ngoặc ngoặc với chân váy này cũng sẽ rất là hợp. Nói chung là mùa này nhé em, đến 80-90% là hàng Quảng Châu. Gần như đến 90% là hàng Quảng Châu. Nguyên cái set em vừa mặc đều là hàng tàu hết mà. Mùa này thật sự là nhìn ở đây không có mấy hàng Việt Nam luôn đấy, toàn hàng tàu thôi. Mùa này bán là bán hàng tàu là chính, bởi vì cái hàng mùa đông Việt Nam mình không có làm được, làm cũng không có giá tốt đó mọi người. Được chưa ạ? Không có sai đâu em ơi, bộ tay kẻ không có sai đâu em ạ. Nếu mà có dán sai đi nữa thì nó là sai giả đấy. Có sai là chị sẽ bảo với khách ngay, chứ còn không có là thôi, tư vấn làm gì mất công các chị. Thích, các chị thích thì em dán vào, kể cả thích thì ui hàng nhà em chuẩn form 4 size luôn, SML, XL xong dán vào cho khách cũng được mà. Nhưng không có sai thì thôi, nói không có sai. Vì là hàng này bộ bộ dễ mặc lắm, mọi người nhìn giúp em này. Đây.
áo này sẽ gọi là gì ạ? Xẻ ngực, hôm trước bán năm hơn 500 chiếc rồi. Áo khoác rêu là cái gì chị ơi? Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Màu này là màu mới nhá, hôm trước chưa có màu này đâu. Trời ơi, mặc nó ngon gì đâu á mọi người. Xẻ ngực kèm màu và đẹp đẹp đồ đồ thì bắt đầu đeo vào đây để khoe nha mọi người nhá. Đấy, đẹp chưa? Ví dụ em áo này sẽ là xẻ ngực. Đấy, mặc này trời ơi. Đi chơi đi đồ gọi là thôi hợp. Ghi lên gấu nâu là 134.000, áo đấy năm ngoái em bán 159.000 đó mọi người. Đẹp chưa? Có xẻ ngực mặc này. Bà nào không có ngực mặc vẫn đẹp, có ngực mặc càng ngon. Đây mọi người thấy chưa? Không cần phải có ngực mặc vẫn xinh. Xẻ ngực cái chết chất nó dày kinh khủng luôn, không hiểu sao mà nó dày thế luôn mà bán có 139.000 một áo. Cú pháp cho em mà em đang mặc sẽ là xẻ ngực màu sữa nhá. Và mặc với chân váy nào đây, nguyên set hàng Trung Quốc các chị thấy chưa? Và mọi người nhìn cái màu phối của em này, áo nó sẽ đi tông với váy và bốt nó sẽ đi tông với túi, nó rất là tông tông luôn á, rất là ok luôn á mọi người, được chưa? Thế nên là mua hàng nhé, em phối sẵn nha các chị rồi. Em phối sẵn nhé các chị rồi, em các chị cảm thấy ok lấy luôn quả set. Hàng đẹp lắm chị, em nhận ưng lắm, cái gì cũng ưng. Cảm ơn Bitom, cảm ơn em rất là nhiều, lúc nào cũng ủng hộ chị nhá, khách que nhá. Livestream nào cũng phản hồi, livestream nào cũng mua luôn ấy. Chị Thanh Thanh Huyền lên số điện thoại giúp em, chị Nguyễn Thị Trang Trang lên số điện thoại giúp em. Các bà đặt hàng không lên số, xong các bà trách móc shop này bán hàng vớ vẩn. Không gọi điện chốt đơn, không cho số điện thoại là sao bên em gọi được đúng không ạ? Ghi em mã này sẽ là xẻ ngực màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Trời ơi nó trắng này mọi người nhìn này. Em ơi nó trắng không? Xẻ ngực màu vàng, phải không anh nhỉ? Màu này màu vàng đúng không? Xẻ ngực màu kem, xẻ ngực màu nâu và xẻ ngực màu đen. 139.000 hàng Quảng Châu, chất len dày, nhớ kiểm hàng, đẹp thì lấy không đẹp thì thôi. Được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là xẻ ngực này. Mọi người nhìn cái tông phối của em đi. Tông này nó y xì với tông này và tông này nó đi với tông này. Thế là nhìn cái bộ quần áo nó rất là có sự liên kết luôn đó mọi người, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ là xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc sẽ là màu sữa, màu vàng, màu kem, màu nâu và màu đen. Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt luôn giúp em nhé. 139.000 bao giá thị trường cho các chị nhé. 139.000 đồng. Trời ơi mặc cái set này em không muốn cởi. Nói thật lòng là không muốn cởi đây mọi người ạ, không muốn cởi luôn đây này. Chứ đẹp này cởi làm gì? Đẹp này cởi làm gì luôn đấy, được chưa? Áo ngắn ok ạ, ghi giúp em mã này sẽ là xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại nhá. Lên phát này thì có chốt đơn và chốt đơn thôi, được chưa? Màu đen là màu rất là đắt hàng nhưng mà tại vì em đang mặc cái váy màu này thì em sẽ mặc cái màu áo này và nhìn nó trắng chưa? Nó sang chưa? Làm thêm tí móng tí đồ vẫn nữa. Xời, đỉnh của trong. Qua mẫu nhá. Còn mẫu tiếp theo. Em qua mẫu tiếp theo nha các chị nha, lên váy đi chị ơi, ok, lại váy à, trời ơi, nhiều hàng lắm, nhiều hàng vô cùng là nhiều hàng, và bây giờ không biết là phải lên như thế nào luôn đây mọi người. Cứ bình tĩnh, bây giờ em lên cho mọi người set tay kẻ và, à, lên set gấu đi, lên tri ân cho mọi người set gấu đi, em lên tri ân cho mọi người set gấu nhá, ok không? Lên tri ân set gấu, mọi người ơi, xẻ ngực, ok. Xẻ ngực kèm màu và kèm số điện thoại, túi này là túi sinh nâu, 209.000. Áo xẻ ngực 139.000, chân váy CV8 131.000 và bốt là 472.000. Đó, nguyên set em có bán luôn. Nguyên set có bán, được chưa? Áo giữ nhiệt ưng cái bụng cực ý, mình mua đủ bằng màu. Em cảm ơn chị Giang Hương rất là nhiều. Em nói thật là cho đến giờ phút này, thứ nhất là chưa có một người chê, thứ hai là chưa có bất kỳ ai mua được ở đâu bằng tiền, được chưa? Thứ ba là em bán hơn 1 vạn áo rồi, em cộng tổng tiền bây giờ là em bán được tỷ mấy tiền áo giữ nhiệt rồi. Em mới nhận quần gập gấu với áo len kẻ xanh rồi, đẹp lắm ạ. Không dám xem like luôn ạ, xem cứ phải mua. Cảm ơn Nguyễn Huyền rất là nhiều, cảm ơn em nhé. À đây, áo này em còn ít, em tặng nốt các chị luôn. Áo này còn ít đây. Áo này còn ít tặng nốt nhé. Áo này là em bán hôm đầu tiên tung ra em bán được 400 chiếc và từ hôm đấy là hết hàng. Hôm nay hàng về nhưng mà em chia đơn còn ít thôi, em tặng luôn. Con này là gì anh nhỉ? G22 phải không hay cái gì nhỉ? G22 đã chuyển khoản bốt thì bao giờ được chốt đơn, lúc nào đến lượt sẽ được chốt đơn nha chị ơi. Và chuyển khoản thì chuyển khoản nhưng cũng không chắc chắn là có hàng luôn cho các chị đâu, mà có khi là sẽ rơi vào hàng order bởi vì ai cũng chuyển khoản trước ấy. V88 là gì? V88 vừa mới nhận được, eo ơi chỉ có đỉnh, cảm ơn Phượng Nguyễn, bây giờ chuẩn bị lên V88 luôn, được chưa? Áo này sẽ là gì anh? G22 à? G22 nó sẽ được đi kèm một cái túi gấu ấy, vứt đâu rồi nhỉ? Nó sẽ đi kèm một cái túi gấu chéo như này này. Bây giờ em không biết em vứt đâu rồi. Ví dụ em mã này sẽ là G22. Đâu? Đây, em còn khoảng 20 con thôi. Em còn khoảng 20 con, em xem nốt cho các chị luôn nhá. Đây, em bán là 179.000, em đã bao giá thị trường. Hôm nay em xem nốt cho các chị 169k. Em còn khoảng 20 chiếc nữa là hết. 169.000 mua đâu bằng tiền cho hoàn hàng lại, được chưa? G22 169.000, nhận đơn đúng 20 chiếc thôi nhá. Hết 20 chiếc là em qua mẫu luôn. Vì hàng này em không về lại đâu, những cái len thời trang này phải bỏ mẫu nhanh, bỏ mẫu rất là nhanh luôn á.
G22 160 thôi 68 đi cho nó đẹp, 168.000 G22. Chốt nhanh lên, trời ơi, một đôi 1 2 3 4 5 6. Mọi người chốt nhanh nha, em nhận đủ 20 cái là em dừng qua mẫu luôn. Hàng này em không bao giờ về lại nữa đâu, nên là chốt luôn. Chả ai bán cho các chị áo này 168 còn kèm túi. Hot Girl còn bán trên 300 thôi ạ. Rồi, nhiều lắm rồi, thôi qua luôn nha mọi người nha. Hàng này chỉ còn ít thôi cho nên là em bán tặng nốt cho mọi người cho nó gọn kho đi. Bây giờ cái gì cũng để bao giờ kho cũng nào cũng ngập tràn hàng. Mọi người nhìn này, đấy. Cái túi này thì nói thật là nếu mà là em thì em chả bao giờ đeo, không hợp. Cho nên là nếu như mọi người mua cái áo này thì cái túi này về mọi người cho con ấy, cho nó chơi thôi, nó đeo chơi thôi. Chứ còn mình không thể nào đeo mấy cái này được, nhìn nó buồn cười lắm mọi người. Lên livestream thì được chứ bên ngoài mà bây giờ mặc đi đeo cái túi này chắc yêu em xấu hổ chết mất. Mà nhưng mà mọi người cứ mua áo này thì mọi người sẽ được một cái túi này, thì cái túi này về mình cho con cho cháu chơi nhá. Bao nhiêu ạ? G22 168.000 hết luôn nhá. Chốt luôn giúp em nhá. Live cuối rồi không bao giờ về nữa đâu ạ. Không bao giờ về nữa đâu, giúp em nhá. Chốt luôn và ngay giúp em. Được chưa nào? G22 chất len dày nhé, không phải len mỏng đâu. Nhận hàng được kiểm hàng, được chưa nào? Qua mẫu tiếp theo. Rồi em qua mẫu tiếp theo, bây giờ em lên cho mọi người bộ gấu đi. Bộ gấu lâu lắm rồi không bán. Anh ơi cho em xin cái bộ gấu của mình đi. Ở đâu nhỉ? Bộ gấu ở đâu nhỉ? Nhân viên để đâu nhỉ? Em lên hay là lên bộ tay kẻ trước nào? Mọi người muốn em lên bộ gì trước nào? Lên áo kẻ logo, kẻ logo là cái gì vậy? À kẻ này á. Lấy cho em cái bộ gấu kẻ này đúng không? Kẻ này gì ạ? Kẻ này đẹp lắm. Kẻ này nghĩ giúp em là gì anh nhỉ? K3 hay G3 ấy nhỉ? G3 hay sao á? Cái này hàng Quảng Châu mới về. G3, cái này hàng Quảng Châu mới về hôm qua á mọi người. Hàng Quảng Châu mới về hôm qua, G3 rất là hot luôn. 145.000. Phát hiện ra sửa Việt Nam hoàn hàng luôn. Hoàn hàng luôn. Hả? Sắt gấu hả? Ờ, xét gấu. À sau cái này em còn lên cả nỉ cúc nữa. Nỉ cúc chiều nay sẽ về được 500. Trời ơi, nhiều hàng quá. Em thật bây giờ em sống trong một đống nợ đây này. Một em là con nợ siêu to khổng lồ luôn á. Nợ nhiều, nợ ngập tràn luôn. Ví dụ em mã này là vì là phải like liên tục đẩy hàng đi, không là chết luôn. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? G3 và các số điện thoại. G3 nhớ giúp em này, cái này là hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng Việt Nam đâu ạ. G3 hàng tàu và cái này ở đây là nó là logo Mickey ra xong rồi người ta may vào kiểu như vậy á. Ví dụ em mã này sẽ là G3 nâu. Em có tất cả là 3 màu, chốt trong like cho các chị là 145.000 đồng. G3 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. G3 màu này cho em sẽ là màu xanh và G3 màu này cho em sẽ là màu sữa. Nó có Trung Quốc nó có tận 6 màu cơ, nhưng mà em chỉ nhập 3 màu em thấy đẹp thôi. Còn lại mấy cái màu mà xem như cái màu này thôi, em chỉ lựa ra một màu em thấy đẹp nhất thôi. Chứ bây giờ màu nó na ná nhau ai mà chọn được đúng không? Bốt em đi em có nhận order chị ơi. Còn hôm qua em đã bán 800 đôi, hôm qua đến hôm nay đã là hơn 800 đôi rồi chị ạ. Em có nhận order chị nhá, có nhận order nhá. Chứ bây giờ thì hàng hết hàng có sẵn rồi chị ơi. Được chưa ạ? Phao rút bao nhiêu thế chị? Phao rút dây của em là 189, K hạ K12 của em là 184 nha chị nha. Rồi chị nào lấy nữa ghi giúp em là G3 màu xanh, màu em đang mặc sẽ là G3 màu nâu và màu này cho em sẽ là G3 màu sữa. Chốt trong livestream này là 145.000. Em qua mẫu luôn nhá. Em phải lên các mẫu thật nhanh, nếu không thì không thể nào mà kịp được á. Không thể nào mà kịp được. Trời ơi, sao mà cái bốt này đẹp thế. Đi 3 năm rồi vẫn đẹp. Đi 3 năm rồi vẫn đẹp các chị ạ. Được chưa? Quần bò đi chị, ok, chờ em chút xíu. Bây giờ em lên cho mọi người cái quần tam giác. Thông báo cho các chị một tin là quần tam giác đã về hàng rồi. Thì bây giờ em Linh lại lên quần tam giác hay là lên bộ này trước, hay là lên cái bộ tay kẻ này trước. Mọi người muốn em lên cái gì trước nào? Bây giờ nhiều hàng lắm. Bốt chị đang đi bao nhiêu vậy? 472.000 hàng đẳng cấp. Đừng so sánh hàng loại 2 làm gì mất công các chị ơi. Hàng em bán nó là hàng này này. Hàng hộp của công ty Mizili Trung Quốc này. Cái này nó là hàng nhà máy mọi người. Nó là hàng nhà máy này này. Và cái đôi em đang đi trong chân là đôi em đi 3 năm rồi. Cái đôi em đang cầm ở đây là đôi hàng mới về. Em nói thật, một cái đôi bốt gần 500.000 mà em nhập hơn 400 đôi thì các chị phải biết em tự tin nó như thế nào. Còn nếu không tự tin thì không bao giờ em nhập. Bởi vì nó rủi ro rất là cao, rủi ro vô cùng cao luôn. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Một cái đôi bốt này. Đấy, cái đôi em đi cách đây 3 năm nó cũng như thế luôn, chả khác gì luôn, nó vẫn mới như thế luôn. Cho nên là thôi, nếu như mà muốn xem cái bốt thì tí các chị xem lại hoặc xem lại tối qua giúp em nhé. Chứ bây giờ 405 đôi hết sạch, khách chuyển khoản lấy hết sạch luôn rồi, còn đúng cách gì. Bây giờ các chị phải order nhá, được chưa? Bây giờ em tặng cho một cái bộ gấu đất đâu anh? Không còn bộ mẫu à? Kiếm cho em cái bộ mẫu đi. Đây nhá, lên cho một cái bộ gấu này này. Hoặc cho một cái màu nâu rất là xinh. Lâu lắm rồi em mới về được cái bộ gấu này đấy. Đây này, thị trường vẫn bán là tầm 200 mấy. Em thì em vẫn chỉ bán một loại thôi, em không bán nhiều loại, vẫn một cái loại đẹp này thôi. Mọi người nhìn giúp em này. Đó. Chứ còn bây giờ thị trường nó ra hàng rẻ rất là nhiều.
Như em thì em không chơi cái trò lúc đầu hắn bán hàng đẹp xong về sau bán hàng rẻ cho các chị đâu. Em trước sau chỉ bán một loại thôi, được chưa? Và bán một mức giá đó, cùng lắm thì em giảm rẻ cho các chị thôi. Chứ không phải là nhập hàng form to rồi bán hàng form nhỏ, hay là nhập hàng mặc hàng loại 2 rồi ship hàng loại 1 cho các chị. Bởi vì cái bộ này bây giờ trên thị trường nó ngập tràn à. Nó ngập tràn luôn, bộ này bây giờ nhiều người bán lắm. Cho nên là em bán nốt thôi, em bỏ mẫu. Chứ em bán mấy nghìn thì em cũng không ham lắm nữa. Này, mọi người nhìn giúp em này. Bộ này ghi giúp em là bộ gấu nhá. Bộ này ghi giúp em là bộ gấu. Và chuẩn bị đọc cho mọi người một quả giá ngã ngửa luôn. Mua đâu bằng tiền cho hoàn hàng lại luôn, được chưa? Bộ em đang mặc ở đây sẽ là bộ gấu. Bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Bây giờ hot girl mới bán. Nói thật là em bán chán chê rồi, em mới thấy hot girl bán lắm mọi người. Này, màu em đang mặc sẽ là màu nâu nhé. Em mặc cho mọi người bộ gấu màu nâu. Bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream này cho các chị bao nhiêu ạ? Đúng rồi, hàng đẹp mặc bền mà form nhà em là form to. Bây giờ người ta cắt lại bộ này nhiều lắm, form bé tí. Rẻ hơn mấy chục nghìn, em chỉ bán form 66, 67 cân thôi. Form nhà em to như này cơ mà, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là bộ gì? Bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Em chỉ đầu đuôi chỉ bán một loại thôi, chứ không nhập hàng linh tinh. Không phải là lúc đầu thì là bây giờ các xưởng nó ra cái bộ này nhiều lắm, cho nên giá rẻ cực kỳ. Nói thật, nhập vào có 120, 130 nghìn một bộ có, nhưng form là bé tí, không mặc được đâu. Màu em đang mặc sẽ gọi cho em là gì ạ? Bộ gấu nâu. Màu này cho em sẽ là bộ gấu đen lâu lắm. Kẹp cho em cái anh. Màu này sẽ là bộ gấu đen, màu này sẽ là bộ gấu xanh lá, và màu này sẽ là bộ gấu xanh dương. Em chốt trong line này cho các chị nghe giá luôn, bao giá thị trường luôn. Hôm trước em bán là 179 nghìn đúng không? 178, 179 nghìn đúng không? Form này 70 cân 1m6 vẫn mặc thoải mái. Đúng rồi chị, bộ nhà em bao vừa đến 68 70 cân cơ chị, chứ không phải như hàng ngoài thị trường form bé bé đâu. Em bán form to là em nói form to. Hôm nay chốt cho mọi người này, 172.000 đồng, chốt luôn giúp em 172.000 đồng. Cú pháp bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại 172 nha các chị, vẫn bao giá thị trường 172.000 nha. Không, bộ này làm sao mà còn bộ nào dày giống một tay kẻ không? Em có bộ xích nhưng bộ này hình như đang hết rồi, được chưa? Màu em đang mặc sẽ ghi giúp em là bộ gấu nâu. Màu tiếp theo sẽ là bộ gấu đen, và hai màu xanh nữa là xanh bộ gấu xanh dương và bộ gấu xanh lá. Em chốt trong live stream này là 172 đối với hàng form đến 70 cân. Đừng so sánh hàng form nhỏ, đừng so sánh cái hàng mà form mặc bé tí như thế này nha mọi người nhá. Em bán hàng form to, nhận hàng kiểm hàng giúp em. Gấu này của em là gấu in nhiệt, không phải là gấu in thường. Gấu in thường các chị giặt một thời gian là nó sẽ bong ngay, được chưa? Em đọc bảng màu cho các chị này. Màu em đang mặc sẽ là gì ạ? Bộ gấu nâu. Màu này cho em là sẽ là bộ gấu xanh dương. Bộ gấu mua năm ngoái năm nay mặc chất vẫn đẹp. Em nói thật, riêng bộ này em bao có thể giặt máy tưng bừng luôn, giặt máy tưng bừng luôn cho em nhé. Màu này cho em sẽ là màu xanh lá, và màu cuối cùng cho em sẽ là màu đen. Mọi người chờ một tí nữa em sẽ xả hàng nhé. Khoảng tầm thôi, cứ bán hàng mới khoảng tầm 20 phút nữa thì bắt đầu xả hàng nhé. Bán hàng mới tầm 20 phút nữa thì xả hàng. Ghi giúp em mã này sẽ gọi là gì ạ? Bộ gấu gì ạ? Bộ gấu nâu. Màu này đang mặc là màu nâu. Màu này là gấu xanh dương, màu này là gấu xanh lá, và một màu nữa là gì ạ? Một màu nữa là màu đắt hàng nhất, đó là bộ gấu đen nhá. Bộ gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 172.000 đồng. 172.000 đồng. Linh cao mét mấy? Em cao 1m6 và em nặng 49 cân chị nhá. Bộ này có hai size SM, dưới 55 mặc S, từ 56 đến 70 mặc M. Em bao vừa bộ này cho các chị 70 cân mặc thoải mái. Rồi sau các em phải lên V88 nữa đây. Mấy like rồi không lên được V88, V88 về được màu nâu rồi đấy. Hôm trước là hết sạch màu nâu, được chưa? Bộ gấu mà em đang mặc, màu em đang cầm này là màu đắt hàng nhất này, là màu đen. Chị giơ lại bảng màu giữ nhiệt đi ạ. Trời ơi, giữ nhiệt là một cái gì đó nó khó tả mọi người nhỉ. Không hiểu kiểu gì mà giữ nhiệt nó có thể đắt hàng như vậy luôn á. Nó thật sự là, nhưng mà phải công nhận một điều là khi mà em phối cái giữ nhiệt á, em thấy em phối cái giữ nhiệt với màu gì cũng hợp, với cái gì cũng hợp luôn đó mọi người. Tức là với cái gì nhìn nó cũng hợp ý, hề luôn, được chưa? Cho nên là mỗi một lần mà kể cả em không mặc mẫu nhá, khách vẫn cứ hỏi giữ nhiệt, vẫn cứ đòi giữ nhiệt. Áo phao đi chị à? Ok. Ghi ở em mà lâu lắm em mới lên bộ gấu, các chị chốt luôn là em qua mẫu nhá, không quay lại đâu nhá. Bộ gấu màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Màu đắt hạng nhất sẽ là màu đen. Màu tiếp theo sẽ là màu xanh lá. Và màu cuối cùng sẽ là màu xanh dương. Cú pháp bộ gấu kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Dưới 55 cân lấy giúp em size S, từ 56 đến bao nhiêu? Từ 56 cho đến 70 cân lấy giúp em size M. Được chưa nào? Em qua mẫu luôn này. Tiếp theo, tối qua chốt chưa thấy gọi là bình thường chị ơi. Chờ đi ạ. Một buổi tối nhà em phải 3 ngày mới gọi xong. Nên là tối qua các chị chốt chưa được gọi là bình thường mà. Túi đang đeo giá bao nhiêu? Túi em đang đeo á,
Tụi em vừa gửi ra đấy là túi VIP. Túi VIP đấy là 200, 264.000 nha chị ơi. 264.000. À, quần jean dài ok. Bây giờ em lên cho mọi quần tam giác đi. Thông báo cho các chị một tin là sáng nay quần tam giác nhà em đã về hàng rồi nhá. Về được 300 chiếc màu đen. Em về được 300 chiếc màu đen. Sau Z có nhập sao phao dài tay không? Chắc là có em ơi, chắc là có chứ. Kiểu gì chả nhập. Nhưng mà bây giờ chưa Z lắm thì từ từ. Bởi vì là nói thật là đi cái hàng phao ấy mọi người, đi cái hàng phao mà phao dài tay nó rất là cồng kềnh, cước nó cũng đắt mà diện tích thì nó tốn diện tích. Thành ra là em thì bí lắm em ấy, mà phao dài tay không em chỉ bán ghi lê thôi. Nói thật chứ cái gì cồng kềnh bán mệt ấy mọi người. Lãi thì nó vẫn thế, nó có nhiều hơn đâu. Nhưng mà tiền cước vận chuyển này, riêng cái tiền kho để dự trữ hàng và để gọi chứa hàng nó đủ chết rồi, chưa tiền là chưa kể là tiền hàng cồng kềnh đi đến tay các chị bên em còn phải bù ship nữa này, nên là em ngại bán mấy cái hàng cồng kềnh lắm. Đây quần tam giác của em đây, em sẽ mặc cho mọi người với áo nỉ cúc nhá. Nỉ cúc nhà em thì nó siêu hot và đình đám rồi, bán đến giờ phút này là hơn 5.000 áo, cam kết thị trường vẫn chưa có ai bán luôn. Quần bò với áo xẻ ngực chị lên rồi em ơi, quần bò thì chị đang lên quần tam giác đây. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ giúp em nhé. Em like khoảng tầm 20 phút nữa thì là xả hàng. Nói chung hàng xả thì cũng không có nhiều đâu, có tầm khoảng 15 mẫu thôi. 15 mẫu thì cuối like em sẽ, hôm nay cuối tháng thì xả cho mọi người nhé. Hoan hỉ, ai có đơn thì dồn đơn thôi nha mọi người. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Đẹp chưa? Tất cả những ai đang xem like ở đây đã mua nỉ cúc nhà em rồi, cho em xin một câu phản hồi đẹp hay không đẹp. Còn riêng bản thân em Linh thì chưa đọc được mỗi comment nào chê nỉ cúc nhà em luôn. Em thề là chưa một comment nào chê. Không biết là các chị có chê ở đâu hay không, nhưng trong livestream của em là chưa ai chê. Này mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Nỉ cúc em đang mặc với quần tam giác. Quần tam giác này về bán hơn 3, về hơn 3.000 con, nói sai mất lọc luôn. Hơn 3.000 con rồi, cho nên là cũng không phải, không có gì phải quảng cáo nhiều đó đúng không ạ? Tổ sư suốt ngày đi tìm túi bực thế nhở. Đây, lên quần bao gấu à, ok, được chưa? Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Nỉ cúc em có tất cả là 3 màu, màu đen, màu rêu và màu đen, màu rêu và màu nâu. Nhưng mà bây giờ chủ yếu là em bán đen nâu thôi. Màu rêu, màu kem đợt trước không đắt hàng nên bây giờ em chỉ bán 2 màu nữa thôi nha mọi người nhá. Em ơi bán quần nhung đi, chờ em mãi. Quần nhung là quần gì chị ơi? Quần nhung mã là gì chị ơi? Đây, em có tất cả là 2 màu và bây giờ đơn vẫn đang thiếu. Nhưng theo lịch là chiều nay hàng sẽ về được 500 con. Cho nên là em bảo nỉ cúc không đẹp tí nào vì nó quá là đẹp ý. Cảm ơn chị Ngọc Ngọc XD rất là nhiều nha, em cảm ơn chị, được chưa? Nỉ cúc của em nó là chất gì ạ? Chất nỉ hai da, chất nỉ hot nhất năm nay, không phải bàn cãi nữa rồi đúng không ạ? Em chốt trong live cho các chị là 143.000. Em bán hơn 5.000 chiếc, thị trường cũng chưa có một ai bán luôn. Và kể cả một thời gian là thị trường có bán, em cam kết em vẫn bán rẻ nhất cho các chị. 143.000, mặc với quần em đang mặc ghi cho em là quần tam giác. Quần này em về hơn 3.000 quần, điêu mất lọc luôn. Và bản thân em Linh cũng lấy quần này để mặc, cho nên là không có gì để nói thêm nữa đúng không? Quần tam giác thì em có tất cả là 2 màu là màu đen và màu xanh. 2 màu đen xanh, 3 size SML. Size L thoải mái cho các chị đến 65-66 cân đổ về. Em nói rồi, rất là nhiều chị 65-66 hay là 70 cân. Gần như các chị không bao giờ mặc quần bò. Không phải là các chị không thích, mà bởi vì các chị đi mua size không có để cho các chị mặc vừa ấy đúng không? Thế đến nhà em là mọi người là gì ạ? Tôi khuyên mọi người đừng mua hàng của shop này, mua là nghiện, không cai được đâu. Em mới nhận nỉ cúc hôm trước, đỉnh chóp luôn, cảm ơn Ngọc Ánh rất là nhiều. Em thề là em không biết là có ai chê ở đâu hay không thì em không rõ. Nhưng riêng ở trên livestream của em là chưa một người chê, điêu mất lòng luôn, chưa có một ai chê một lời nào hết luôn á, được chưa? Còn tam giác thì em sẽ có hai màu là màu đen và màu xanh. Màu em đang mặc thì sẽ là màu xanh, mọi người nhìn này, đấy. Quần này bản thân em cũng lấy mặc rồi, được chưa? Và màu này sẽ là màu đen, mỗi một cái nó sẽ có một cái tang tam giác này này, được chưa? Rất là xịn sò. 152.000 full size, nhìn cái cặp quần này, đẹp chưa? Và quần này nó là dáng baggy, nó là dáng kiểu baggy, rất là đẹp và dễ mặc. Ai và độ tuổi nào có thể mặc được á. Áo nỉ này miền Nam thì tùy chị ạ, ví dụ như là chị mặc buổi tối man mát thì được, nếu mà buổi ngày nóng nóng thì hơi nóng chị ạ. Em định lấy hai một đen một nâu mà thế nào, nhầm thành hai đen thôi, tặng luôn cho cái gì đấy, lấy tặng luôn cho cái gì đấy. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là quần tam giác, báo này sẽ là nỉ cốc, cứ lên là chốt đơn, cứ lên là auto chốt đơn. Bây giờ em lên cho một người con này N2, like hôm trước bán hơn 1.000 con và like hôm nay chắc lại tiếp tục 1.000 con mất. Các chị nhìn giúp em này, N2 mà em mặc với quần tam giác các chị làm sao mà đỡ được. N2 mà em Linh này, mọi người nhìn hàng nha em này, hàng may kỹ nó phải đỉnh như này cơ, được chưa? Nhìn hàng này, em mặc cho một con N2 này hôm trước
buổi tối và buổi chiều bán được 1.000 áo N2 và tối ngày hôm qua tiếp tục bán thêm 500 áo nữa nha mọi người, kinh khủng khiếp luôn. Quần tam giác nhà em có full size SML, size to nhất đến tận 65-66 cân đổ về mặc được, như em ở đây 49 cân lấy mặc size S thoải mái nha mọi người nhá. Quần tam giác sẽ có màu đen và quần tam giác sẽ có màu xanh, 3 size SML, nếu biết size gì tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng, nhân viên tư vấn size, được chưa nào. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với áo N2, còn con nỉ cúc này thì thật sự không phải bàn cãi về độ hot nữa, đúng không? Nỉ cúc màu em đang mặc sẽ là màu đen và nỉ cúc một cái màu nữa mà em vừa giơ lúc nãy đó là màu nâu. Hai màu đắt hàng nhất rồi. Mà bán đến giờ phút này là em phải dừng mẫu này 2 tuần vì không có hàng. Sau đó mới bán tiếp và nó vẫn tiếp tục đắt hàng. Chị Tô Anh Phương ơi, chị lên số điện thoại giúp em với ạ. Đây, đẹp chưa? Đơn tối qua bên em mới chốt được 1/3 thôi các chị ơi. Mới chốt được 1/3 thôi. Chịu khó chờ giúp em, ngày mai bên em chốt tiếp, ngày kia lại tiếp tục chốt tiếp. Nhân viên nhà em hôm nay thậm chí không nghỉ trưa luôn. Hôm nay buổi trưa không đứa nào nghỉ luôn. Không đứa nào nghỉ trưa luôn. Đội chốt là em thấy là làm xuyên trưa, không thấy nghỉ luôn á mọi người, làm liên tục á. Nên là bên em cũng cố gắng là làm nhanh nhất có thể cho các chị rồi. Nhưng mà vì đơn lúc nào trộm vía cũng quá tải ấy mọi người. Nên là ví dụ như những chị mà đặt đầu like thì có thể hôm nay sẽ được chốt, những chị đặt giữa like thì ngày mai sẽ được chốt, còn những chị đặt cuối like thì ngày kia mới được chốt, kiểu như thế nhá. Nên là mọi người thông cảm giúp em. Chị Thúy An lấy V88 lên số điện thoại giúp em đi ạ. Đây em mặc cho một con N2. Tất nhiên nó vẫn là gì? Vẫn là nỉ 2 da, được chưa nào? Con nỉ này thì em đã quảng cáo và nói về nó quá nhiều rồi, đúng không? Bây giờ mặc luôn cho các chị xem này. Màu kem là màu em bán được nhiều nhất. Chồng em bảo trước sau bây giờ nó kỳ cục thế. Ngày xưa thì lúc nào cũng đen nâu. Mà nói cho các chị không tin nhá, cái bảng này màu đen là màu em bán được nhiều nhất, à ít nhất. Cái bốn cái màu này này, bốn cái màu của con N2 này thì livestream ngày hôm trước, màu đen là màu bán được ít nhất, không thể đỡ được luôn. Em bị sốc luôn á, bởi vì gần như bình thường nhá, là màu đen lúc nào cũng là màu bán được nhiều. Mà riêng mẫu này thì màu kem bán được nhiều, còn màu đen bán được ít nhất, nó bị ngược đời luôn ấy, nó thay đổi luôn đó mọi người. Áo chị, áo mã là gì? Áo em vừa cởi ra là nỉ cúc đen, còn áo em vừa mặc vào này gọi là N2. Nói chung áo này mà chất mà xấu chảo với áo nỉ nào đẹp. Nhận hàng, kiểm hàng, đẹp thì lấy, không đẹp thì thôi nha các chị nha. Nhớ kiểm tra hàng nhá. Đừng sợ hàng nhà em rẻ là hàng ôi, không phải đâu. Chẳng qua là bây giờ các chị mới gặp được người bán rẻ thôi. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là N2 màu kem. Em đọc bảng màu cho các chị nhá. Màu rêu và màu nâu cũng đắt hàng lắm, chỉ có màu đen là bán được ít nhất thôi. Em bán được 1.000 con, mà màu đen em chỉ bán được có hơn 100 con. Màu đen chỉ bán được có hơn 100, còn lại những màu này là nhiều. Và màu kem này là bán được đến tận đến 300 con đó mọi người. Đấy, 3 hay là 4 ấy nhở. Nói chung là màu kem là nhiều nhất, còn màu đen là ít nhất trong 4 màu nha các chị ơi. Màu em đang mặc, chị Vân Lê lên số đi ạ. N2 màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu này cho em Linh sẽ là màu đen. Màu này cho em Linh sẽ là màu rêu. Màu này thì đỉnh cao luôn rồi đây này. Chất liệu thì hai da mọi người thấy chưa. Lót cổ này đằng trong màu gì, bằng ngoài màu gì thì đằng trong vẫn là màu trắng. Chỉ có duy nhất màu đen đằng ngoài thì màu trong là màu đen thôi, còn lại đằng trong đều là màu diện màu trắng hết. Và màu này cho em sẽ là nỉ 2, N2 màu này sẽ là màu nâu. N2 kèm màu và kèm số điện thoại. Bốt bây giờ phải order chị ơi, hết sạch rồi. Bốt bây giờ tất cả các chị phải order nhá. Order chuyển khoản trước, cho đến tối ngày hôm qua là bây giờ nhà em đã có hơn 400 giao dịch ngân hàng rồi. Từ tối ngày hôm qua đến giờ là đã hơn 400 giao dịch ngân hàng và vẫn chưa tiếp tục dừng. Từ nãy giờ em like là không biết đến bao nhiêu giao dịch nữa rồi, là mọi người cứ chuyển khoản liên tục. Có những chị thì chưa biết số tài khoản đấy, hoặc là chưa mua hàng bao giờ thì phải chờ bên em báo thì mới chuyển. Có những chị đã mua quen rồi là riêng tối ngày hôm qua em tắt like xong đã là hơn 200 giao dịch ngân hàng rồi đó mọi người. Là mọi người tự chuyển nên cho bên em đã chốt đơn đâu. Ghi của em mã này sẽ gọi là N2 màu kem, màu này sẽ là N2 màu đen, màu này sẽ là N2 màu rêu và màu này sẽ là N2 màu nâu. Khách tầng lấy 2 chiếc thôi. Quần tam giác nhà em thì có size SML chị ơi. Màu em đang mặc sẽ là màu xanh. Và quần tam giác màu này sẽ là màu đen. Hai màu xanh đen chốt trong livestream cho các chị là 152.000. Mua đâu bằng tiền em cho chị hoàn hàng lại. Chị không biết tư vấn theo eo đâu đông nghi ạ. Chị chỉ biết tư vấn theo cân nặng và chiều cao thôi. Em cứ để lại chiều cao cân nặng nhưng mới chút sai. Nhà em thì gần như là không tư vấn theo eo, bởi vì là eo nó khó lắm mọi người. Hàng em thì không phải hàng thiết kế kiểu là phải chi tiết từng cái gì cả, mà hàng hot girl hay là chi tiết eo bao nhiêu, bụng bao nhiêu. Mà hàng nhà em toàn hàng rộng và dễ mặc à, nên chỉ tư vấn cân nặng thôi, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là quần tam giác xanh và màu này cho em sẽ là quần tam giác đen. 152.000, hôm nay về thêm màu đen rồi. Tổng bây giờ em về 3.000 mấy quần rồi đấy. Còn áo này thì sẽ là N2 nhá. Trời ơi, mặc lên là chốt đơn điên loạn luôn. Bây giờ lên váy nhá, bây giờ em sẽ lên váy V88. Mấy like rồi không lên tại vì bị hết màu nâu. Hôm nay mới về bù được màu nâu thì bây giờ em sẽ lên váy V88 cho các chị nhá. V88 mà thích thì em lên nốt váy điệu, váy hot, váy V1 gì đó cho các chị. Sau đó thì chắc là bắt đầu xả hàng được rồi đấy. Hôm nay gần như là hàng là em cũng lên xương xương hòm hòm hết rồi đó mọi người. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì? N2 màu kem và quần này sẽ là quần tam giác xanh.
Ôi, 124.000 một áo, mua đâu bằng tiền em cho các chị hoàn hàng lại. 124.000 một áo và nhớ kiểm hàng nhá. Túi này là size 20, cú pháp là túi nâu. Túi em đang đeo là size 20, cú pháp là túi nâu và cách số điện thoại. Quần túi bò có mài một túi mã là gì em ơi? Quần gì? Quần bò túi có mài. À, quần này ghi giúp em là quần túi mài. Chị ơi, quần túi mài là 140.000 đó. Quần đấy ghi giúp em là quần túi mài. Chị Muji, Muji lên số đi ạ. N252kg, chưa có màu, chưa có số điện thoại chị ơi. Chưa có màu, chưa có số điện thoại chị ơi. Được chưa nào? Em đọc lại bảng màu N2 nhé. Màu này sẽ là màu kem. Màu này sẽ là đen, màu này sẽ là rêu và màu này sẽ là nâu. Em qua mẫu luôn ạ. Em lên cho mọi người V88 này. Nỉ cúc em lên rồi chị ơi. Túi xinh nói, nhân viên nói hết. Túi xinh còn mỗi nâu thôi chị ạ. Túi xinh nhà em còn mỗi nâu thôi. Đây các chị ơi, em lên cho mọi người váy V88 này. Bao nhiêu lâu mới về được màu nâu, bây giờ sẽ mặc V88 nhá. Váy đợt này nhà em bán váy siêu đắt hàng luôn, trộm vía. Bán váy đắt hàng hơn cả bán quần luôn đó mọi người. Bộ này ghi giúp em là bộ tay kẻ. Bộ tay kẻ em chốt trong live cho các chị là 232.000 nhá. Quần tam giác xanh chị Thu Hiền ơi, lên số giúp em đi ạ. Đặt hàng lên số giúp em ạ. Cho chị xem ạ. Cái này chị ghi giúp em là len kẻ xanh. Em chốt trong live chỉ có 136.000 hay sao ấy. 136.000 chị ạ. Quần đỉnh. Ôi em không lên quần đỉnh nữa đâu. Quần đỉnh em cháy hàng rồi. Sợ quá. Từ tối qua đến bây giờ mà thêm đơn chiều nay chắc chắn phải hơn 1.000 con. Vì tối qua đã đặt 800 mấy chục con rồi. Đây này, quần đỉnh như này. Không có từ gì mà diễn tả độ đẹp luôn. Thêm cái thắt lưng 45.000 mà nữa là đỉnh cao luôn đó mọi người. Bây giờ em mặc cho mọi cái váy này nhá. Em sẽ mặc cho mọi người váy V88 này nhá. V88 này em bán trên 3.000 con rồi. Và hôm nay tối nay hàng lại về tiếp màu nâu. Tối nay hàng lại về tiếp màu nâu đó mọi người. Màu nâu mấy hôm nay có em có bán đâu. Vì hết hàng ấy. Mấy hôm nay cháy hàng V88 mày làm gì có hàng. Áo vừa mặc là nỉ cúc đen ra không. Áo em vừa cởi đấy là con này chị ơi. Con này nó là N2 kem chị này. Còn đây mới là nỉ cúc đen này chị. Đây mới là nỉ cúc đen này chị. Đó. Nghe mã đúng giúp em, không đến lúc lại ship sai hàng là mất công đổ nha mọi người nha. Đây đẹp chưa? Này, đỉnh chưa? Cái tay này, cái tay của nó là, cái vai của nó là có khoét một chút xíu nhẹ như này thôi. Làm điểm nhấn cho các chị không hở hang gì cả nhưng nhìn nó rất là sang. Nếu như không có cái này thì cái phần này nó lại bình thường quá đó mọi người. Bây giờ mọi người nhìn giúp em này. Đấy, em mặc không nhảy bình thường nhá là nó đã xinh rồi. Bây giờ em thêm một cái đai vào nữa. Phối thêm một cái đai vào nữa. Đai này thì ghi giúp em là đai GC em bán kèm là mấy anh nhỉ? 49.000 phải không? Em bán kèm cho các chị là 49.000 cho các chị mua kèm váy thôi. Đẹp dã man em ạ. À. Em cảm ơn chị Anh Vũ rất là nhiều. Váy này em thề là cũng chưa một người chê. Em nói thật là hàng nhà em các chị không chê được đâu. Với cái giá tiền em mang đấy cho các chị không thể mua được ở đâu luôn ấy. Đó là lý do tại sao mà em có đông khách, chứ còn nói thật lòng là nếu mà em chỉ bán ngang với thị trường á thì em chẳng có trộm vía có đông khách đến như vậy đâu. Chẳng có buổi tối 3-4.000 người xem, buổi chiều 1-2.000 người xem đâu ạ. Buổi chiều là còn chiều thứ hai. Giờ ương ương giờ này ai cũng bận. Mà bây giờ vẫn gần 1.000 người coi nè mọi người. Nhìn giúp em này. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? V88 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Hai size SM. Các chị nhìn giúp em con váy này. Váy này mà đi tiệc, đi cưới, đi party cuối năm thì thôi, nói chung là hết nước chấm. Hết nước chấm là cái chắc luôn. Đây em đeo thêm cái túi nâu nữa cho các chị. Được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ gọi cho em là V. Hoặc là các chị đeo cái cầm cái túi này. Cái túi này cũng sẽ rất là xinh. Được chưa? V88 này, các chị đi tiệc này, đi sinh nhật này, đi party cuối năm này, đi sự kiện cuối năm. Bây giờ đến cuối năm là toàn là bao nhiêu là gì? Đám cưới nhiều này, đám cưới, đám hỏi này, rồi là lễ này, rồi là liên hoan cuối năm các thứ. Mặc với cái váy này nó sang váy trưởng luôn. V88 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là hai màu nâu đen, hai size SM. Các chị nhìn cái thân váy này, hai bên còn có túi nữa cơ. Riêng váy này bà nào cao 1m7, nặng 70 cân mặc auto đẹp luôn. Bà nào cao 1m7 thì auto lấy váy này cho em khẳng định luôn là rất là đẹp. Còn ví dụ như bà nào thấp nhá, mua váy này xong mang cắt đi, cam kết là không bị mất form, bởi vì dưới này nó là chất dày, không phải là giống như chất trên này. V88 này đẹp hơn giá tiền bỏ ra mua nha. Cảm ơn chị Kim Sa Lê rất là nhiều, được chưa? Mọi người để ý là khoảng 3 livestream gần đây là em không nhận đơn váy này, bởi vì em hết sạch mà, hết sạch hàng luôn á. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? V88 màu nâu và màu em đang cầm ở đây là V88 màu đen. Mặc sang vãi trưởng. Ngày đầu tiên tung ra em bán được 1.000 con. Nói chung là váy đợt này em toàn bán đầu nghìn thôi, không bán đầu trăm. Mã nào cũng như vậy. Váy đợt này toàn bán đầu nghìn, không bán đầu trăm luôn đó mọi người. Nhìn giúp em này, sang chưa? Cầm thêm cái túi nữa. Túi này ghi ra là túi đẹp đen 248.000. Chị Phương Nam ơi, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Đó mọi người thấy chưa? Em quay cho các chị xem này. Đỉnh cao chưa? Một cái váy này mặc đi tiệc thì ai đỡ lại các chị.
ai đẹp lại các chị, thật sự luôn á, ai đẹp lại các chị. Khi em mã này sẽ là gì? Ngoài shop bán 320k, trên top top bán tầm trên 300. Em bán 169 phải không anh? Ôi là trời, có phải em bán 169 không? Máy này 169.000, các chị làm sao mà đỡ được? Các chị lại còn được kiểm hàng nữa cơ. Shop mà không trên 300.000 em đi đầu xuống đất luôn. 169.000, trời ơi. Thế em mới bán được mấy nghìn con đấy các chị. Đẹp chưa? Em mặc thêm cả màu đen nữa, tại vì nó đẹp cho nên là không ngại mặc. Váy nhung dài còn hàng không? Dạ nhung dài đấy. Tối nay em lại về hàng tiếp, em đặt mấy nghìn rồi chị ơi. Váy đợt này em bán máu chiến lắm, được chưa? Còn cái đai này là đai GC. Đây là đai váy có giãn theo cái vòng eo của các chị, eo bao nhiêu cũng đeo được hết. V88 dưới 55 cân. Hôm qua đi mặc khai trương đẹp xỉu đấy. Em qua chị đi mặc khai trương đẹp xỉu. Em cảm ơn chị Anh Vũ rất là nhiều. Chị có công nhận với em không? Những cái váy này mà các chị đi những cái sự kiện, ví dụ như là khai trương hay là gì ạ? Cuối năm rồi các thứ, party công ty các thứ, có sự kiện party cuối năm, hay là các chị đi khai trương, hay là các chị đi sinh nhật, đi tiệc buổi tối, hay là đi đám cưới, thì mấy cái váy này em nói thật là ai đẹp lại các chị luôn á. Không ai đẹp lại các chị luôn á, không ai sang lại các chị luôn á. Dưới 55 lấy S, từ 56 đến 70 cân lấy M, 70 cân không vừa size M cho hoàn hàng lại. Đối với váy này em nhận đơn đến 70 cân, tại vì nó là hàng giãn nhiều. Em test cho các chị xem tại sao em nói 70 cân vừa nhé. Nó giãn nhiều lắm, cho nên là 70 cân vô tư, được chưa? V88 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại đấy. Không bán thì thôi chứ chỉ cần bán là phát lại hot. Không bán thì thôi chứ bán lại hot rồi. Đây mọi người thấy chưa? Ba live stream rồi không bán mẫu này thì làm gì có hàng. Có thì em lên ngay hôm qua. Đây này, mọi người nhìn này. Màu đen thì nó sẽ gầy hơn, màu nâu thì nhìn nó kiểu tây hơn, màu đen thì nó vẫn sang nhưng mà nó gầy hơn, bởi vì màu đen thì lúc nào cũng sẽ giấu cái dáng của mình hơn ấy. Đây này mọi người thấy chưa, màu đen này, đây là em mặc không này. Bây giờ em thêm cái đai 49.000 vào nữa, cho thêm vài chân kính nhá, xinh đẹp thêm vài chân kính nữa này. Thêm cái đai 49.000 cú pháp sẽ là đai GC. Đai này là nó có độ co giãn. Chị Nguyễn Ngọc Thúy An lên số giúp em, cho nên là bụng các chị siêu to khổng lồ hay bụng các chị bé thì đều đeo được hết. Nếu như bụng ai nhỏ hơn nữa thì ghim cái gì ạ, đóng thêm cái ấy vào đây này cho nó bé lại này, được chưa nào? Đấy, sang chưa? Ok chưa? 169.000 một cái váy. À quên chưa nói này, 70 cân không vừa cho hoàn hàng lại. Hai bên có túi to chà bá lửa như này luôn. Mọi người thấy chưa? Cho nên là đây là một cái lựa chọn cho tất cả các chị luôn ấy. Ai cũng có thể mặc được. Nếu như ai thấp thì cắt bớt đi, ai cao 1m7 thì đây là cái lựa chọn quá là sáng suốt cho các chị luôn. V88 kèm size và kèm số điện thoại. Riêng con này hàng giãn nhiều nên chỉ có 2 size thôi, 2 size SM. Dưới 55 cân lấy S, từ 56 cân đến 70 cân lấy M. 70 cân không vừa xem M em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Này nhìn cái váy này. Đấy, quan trọng không phải là đắt hay là rẻ, mà quan trọng là gì? Là thứ nhất là các chị phải tìm được chỗ nào bán rẻ, ví dụ như nhà em. Và thứ hai là mình biết cách phối nhìn cho nó đẹp thôi. Chứ còn một cái váy mà mình biết phối như cái váy này 169.000, biết phối thì nó vẫn sang. Chứ còn nề kể cả hàng hãng tiền triệu mà không biết cách phối đồ, không biết cách mặc thì nhìn phèn nó vẫn phèn thôi à. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Nó bồng bềnh, nó thước tha chưa? Mà cái váy này em sang hết phần người khác rồi. Các chị đi đám cưới, đám đồ, các chị mặc này ai đẹp lại các chị được? Được chưa? Này eo chưa? Eo của em Linh là 70cm nha. 70cm là mặc cái váy này vào đeo cái ao đai này. Ai đoán được em 70cm? Mọi người thấy chưa? Nhìn nó eo hót chưa? Mà nó lại là màu đen nữa thì mặc nó lại càng gọn. Màu đen thì quá, quá chuẩn quá luôn, đúng thật. Đấy, khách em bảo hôm qua chị mặc đi khai trương đẹp vãi trưởng, mọi người thấy chưa? Màu em đang mặc sẽ là màu đen. Và màu lúc nãy em vừa cởi ra đó là màu nâu. Hai màu đen nâu, cú pháp V88 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Nếu ai lùn, cắt đi. Bởi vì dưới này nó là cái chất này này, các chị cắt không bị mất form. Các chị nhìn này, các chị đưa ra ngoài chợ hay là mấy cái cửa hàng may mặc ở gần nhà ấy, các chị bảo chị ơi xén cho em 5 phân hay là xén cho em 10 phân hay xén cho em 15 phân, người ta sẽ cắt cái phần đi đi xong người ta vắt sổ lại, không ảnh hưởng gì đến form dáng luôn. Và quan trọng 169.000 một váy, đố ai bán được dáng này luôn. Em đố ai bán được dáng này luôn á. 169.000 một váy, được chưa? Hai bên còn có túi như này cơ. Ôi sang vãi trưởng luôn, các chị thấy chưa? Này đeo ra cầm thêm cái túi này, hợp nhau chưa? Quá hợp luôn, đúng không ạ? Ghi vào em mã này sẽ là gì ạ? V88 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. 169.000, trời ơi, nổ đơn V88 rồi. Nổ đơn V88 rồi các chị ơi, thấy chưa? Em đã nói rồi mà lại hot lắm. Đai GC này có 49.000 thôi chị ơi. Đai GC này của em chỉ có 49k thôi nhá. 49. 49 nhưng mà làm cái váy đẹp lên phải 4 phần. Nếu là cái váy này không thì chỉ được 7 phần, 6 phần, 7 phần thôi. Thêm cái đai này nó mới được 10 phần. Em nói thật, cái đai này là điểm nhấn trong cả cái váy này luôn. Không phải ai cũng có nghĩa, nhiều người mua cũng chưa chắc đã biết cách để phối thêm cái đai này cho nó sang đâu. Nên là các chị cứ tham khảo em mặc, rồi nếu mà cảm thấy em mặc đẹp thì mình có thể tham khảo nha mọi người nha. Ghi em mã này sẽ là V88. Cái này gọi là túi đẹp nhá, 245.000 hàng Quảng Châu cao cấp.
Được chưa ạ? Chị nào lấy chốt luôn. Rồi bây giờ lên một mã váy tiếp theo này. Nhà em nhiều váy lắm. Có đa nhìn sang hẳn luôn đó mọi người. Đây có 49.000 nhưng nó quyết định rất là nhiều thứ. Ví dụ như cũng là cái váy này nhưng mà để không này nhìn nó hơi bị đơn giản. Các chị có công nhận không? Nhìn nó hơi bị đơn giản. Bây giờ có thêm 49.000 vào. Để, nếu mà để mà nói với em á, thì cái đai này phải quyết định đến 50% chứ không phải là 7 phần, 3 phần đâu. Phải quyết định đến 50% cái độ đẹp cái váy này ấy, mà nó chỉ có 49.000 thôi. Nếu các chị ở nhà có đai rồi thì các chị dùng đai các chị. Còn nếu mà chưa có thì có thể mua kèm 49k. Đai này thì là em bán cho các chị mua váy thôi chứ em không lời cái đai đâu. Em lời lời cái váy này này, được chưa ạ? Lên bộ tay kẻ đi chị này. Rồi bây giờ lên váy đã chị ơi. Em lên nốt cho mọi người cái váy hot và cái váy điệu nhá. Là hai cái váy rất là đỉnh của nhà em. Đây hai cái váy này. Hai cái váy rất là đỉnh. À không, cái váy nhung này hôm qua sale hết rồi này. Cái này là váy nhung. Còn đây là váy gì? Đây là váy hot. À đây là váy đỉnh. À đây là váy gì? Không phải, đây là quần đỉnh chứ nhỉ? Quần mới là quần đỉnh. Váy này thì là váy eo ơi, cứ hot xong rồi điệu xong rồi đỉnh xong rồi thế này thế kia xong là một lồ một hồi là em bị lú luôn ấy. Váy này sẽ là váy điệu, còn váy này sẽ là váy hot nha các chị nhá. Lú luôn thật sự. Đấy, đai đó có chỗ bán rẻ nhất cũng 80k đúng rồi chị. Em là em nhập được với giá sỉ mà. Em nhập được với giá sỉ rồi em bán cho khách kèm thôi. Chứ những cái đai này các chị mà đi ra những cái shop và bán quần áo mà người ta bán kèm phụ kiện á, ít nhất là 120 ấy chị, còn 120 thôi. 80.000 thì người ta còn bán rẻ đấy. Nếu mà 80.000 người ta cũng chỉ được có tầm 30.000 thôi chị. Bình thường người ta phải lãi gấp đôi. Mọi người nhìn giúp em này, váy này ghi giúp em là váy gì ạ? Váy hot. Váy hot kèm màu, à kèm size và kèm số điện thoại, một màu duy nhất thôi. Lát anh mua em về liên tục, hầu như ngày nào cũng về chị, vì cái quần này em bán được nhiều lắm. Đây này, mọi người nhìn giúp em này. 1m56. À 56 cân, 1m6 mặc váy hot size L đi chị ơi. Nhá. Đẹp chưa? Đỉnh chưa, các chị thấy chưa? Em đã nói rồi, váy nhà em không có cái gì đến 200.000. Nhưng toàn hàng tương đương với hàng trên thị trường hơn 300.000 thôi. Váy thì không có cái gì đến 200.000 nhưng toàn tương đương với hàng trên thị trường hơn 300.000 thôi. Túi đẹp mấy màu, túi đẹp này hai màu đen nâu chị ơi. Túi đẹp này của em Linh có hai màu đen nâu, hết màu nâu ở đâu rồi nữa. Hai màu đen nâu chị ạ. Đây đây đây. Hai màu đen nâu chị ơi. Chân váy tầng xốp gần nhà bán 330k, may vãi trưởng hôm qua mới mua hàng nhà chị xong. Em về em so sánh mà cho xem mà chị sở hữu xem. Bởi vì cái chân váy tầng của chị là chị bán hàng Trung Quốc không phải hàng Việt Nam, còn hàng Việt Nam chỉ có mấy chục nghìn thôi. Đây này. Túi đẹp nâu và màu này cho em sẽ là túi đẹp đen 248.000, rất là sang luôn. Các chị thích đeo màu nào thì đeo nhá. Còn váy em đang mặc sẽ là gì? Váy hot kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là 3 size S, M, L và form này em nói luôn này, thị trường không có form cho các chị đến 60 cân đâu, chỉ có em có thôi. Em có size L cho các chị đến 60 cân và cái gì ạ? Gọi hotline và số nhân viên chốt đơn không được, đơn cọc rồi mà không thấy báo gì, không biết được gửi đơn hay không chị, bao giờ đến lượt sẽ được trả lời em nhé. Còn bên em nói luôn này, các chị không có kiểu cọc xong và bên em sẽ có người dép luôn đâu. Lúc nào đến lượt đi đơn của các chị hoặc chốt đơn của các chị thì sẽ có người dép. Còn nếu ai cảm thấy mà lăn tăn thì tốt nhất các chị đừng chuyển khoản trước. Chứ không phải là các chị gửi giao dịch một phát là sẽ có người check luôn đâu ạ. Sau khi nhân viên chốt đơn cho các chị xong thì thông báo nếu như ai muốn chuyển khoản hay là ai đơn cần phải cọc. Thì lúc đấy là tôi nể nhất áo giữ nhật hộp có shop bán 265k, tôi mua 128k vẫn chuẩn KK. Thế nên là trộm ví em mới có đông khách đó chị Quyên ơi, thật sự. Không phải tự nhiên mà giờ này mà gần 1.000 người coi đâu các chị ơi. Không phải buổi tối ngày hôm qua gần 4.000 người coi đâu mà nhà em không mất 1.000 là tiền quảng cáo đâu. Ví dụ em, tức là người ta cần truyền tai nhau, người này mua đẹp, người này mua rẻ giới thiệu cho nhau chứ em có mất tiền quảng cáo đâu. Ví dụ em mã này sẽ gọi là váy hot, em có tất cả là 3 size S, M, L bán rẻ như em tiền đâu mà quảng cáo. Mọi người nhìn này, đẹp chưa? 3 size S, M, L dưới 49 cân mặc size S, từ 50 đến 55 cân mặc size M. Và từ gì ạ? Nếu số điện thoại gọi chốt đơn mà không có trong ảnh page, dạ không vấn đề gì đâu chị ơi. Tại vì bây giờ ngày xưa thì là cái số điện thoại gọi thì nó đều là cố định. Nhưng bây giờ thì các nhà mạng người ta làm rất là gắt gao. Có nghĩa là một ngày có khi nhà em bị khóa mất 5 cái sim. Cứ gọi nhiều quá là người ta khóa, thành ra bên em đổi sim liên tục. Đổi sim liên tục thành ra cái số trên đấy nó không đúng nữa đâu. Thì các chị cứ yên tâm, miễn làm sao là cứ yên tâm thế này này. Nếu như mà cứ số nào gọi đến chốt đơn các chị cứ ok chốt đơn. Nếu bắt chuyển khoản hay là như thế nào thì cứ nhìn đúng cái số tài khoản ở trên page mà có 286.000 lượt theo dõi. Cái page này thì không ai fake được rồi, đúng không? Cái page đấy thì không ai fake. Page nhà em đến tận gần 300.000 lượt theo dõi rồi cơ. Đó, thì không ai fake được rồi. Cứ đúng cái số tài khoản tên fan thì Thùy Linh Ngân hàng Vietinbank có tài khoản có 6 số 2 đấy là của nhà em. Nếu chuyển khoản cũng chỉ chuyển khoản vào đó, còn nếu số tài khoản khác là không chuyển. Cái thứ hai nữa là khi hàng đến bắt buộc kiểm hàng.
kiểm hàng đúng hàng, bill nhà Linh Zin ship đến đúng hàng như Linh Zin livestream thì mới nhận. Còn bọn nó gửi hàng vớ vẩn đấy, các chị cứ cho nó ship đến không đúng các chị hoàn hàng lại, sợ quái gì. Bọn nó mất tiền ship mình mất gì đâu, đúng không? Không phải sợ. Ví dụ em bán này sẽ gọi cho em là váy hot 3 size SML và size L đến tận 60kg mặc vừa. Những váy này các chị đi mua ngoài thị trường làm gì có bao giờ có 60 cân mặc được. Dưới 49 cân mặc size S, từ 50 đến 55 mặc size M và từ 56 đến 60 mặc size L như em đang mặc ở đây. Váy hot kèm size và kèm số điện thoại cứ lên là chốt đơn. Legging Nuzi em vẫn chốt trong line là 103.000 nha các chị nha. Và một cái mã váy nữa là một cái mã váy này em sẽ lên nhanh một phát thôi. Đây, váy này. Váy này là một cái mã váy mà đến giờ phút này em Linh đã đặt lên đến 4.000 váy rồi. Và em thấy cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đến tối ngày hôm qua nhá, mặc có đúng một lần mà vẫn bán được hơn 300 chiếc. Mà livestream ngày hôm qua có lẽ phải là đến cái livestream không biết thứ bao nhiêu bán cái váy này rồi. Vẫn bán được hơn 300 chiếc các chị. Và em đang mặc trong người thì vẫn là váy hot. Và mỗi một cái váy các chị được tặng kèm một cái tang 178.000. Thích hay không thích thì vẫn sẽ được tặng kèm một cái tang 178.000 một váy. Vẫn bao giá thị trường Facebook cho các chị luôn. Bao giá thị trường Facebook cho các chị luôn nha các chị nha. Hôm qua em vừa nhận váy điệu cưng xỉu luôn. Mua hàng chỉ sợ không được chốt đơn. Cảm ơn Phương Thảo rất là nhiều. Em nói ôi, giá của em không ai bán lại được đâu. Nên là làm sao các chị chốt đơn nhà em là lúc nào cũng lâu, cũng phải chờ hàng lâu, ngay cả cái việc chờ chốt đơn cũng lâu, ngay cả cái việc chờ được để check chuyển khoản cũng lâu, cái gì cũng sẽ lâu. Nhưng đổi lại thì nhà em sẽ làm sao bán được cho mọi người hàng đẹp và rẻ. Đó là cái mà bù trừ lại cho cái việc mà bên em chốt đơn lâu đó mọi người. Chứ bây giờ nó vừa muốn nhanh này, vừa muốn siêu rẻ thì thật sự là quá khó, quá khó. Mà nhiều chị cứ bảo sao mày không tuyển nhiều nhân viên lên cho mày nhiều đơn, sao mày không tuyển nhiều nhân viên, nhà mày làm cái gì cũng lâu. Không phải đâu ạ, nhân viên nhà em 40 người mà, có ít đâu. Nhưng vẫn không làm kịp. Mà ví dụ như tuyển nhiều hơn nữa, em lấy tiền đem trả lương. Váy em mới nhận hôm nay mà không có tag chị ơi, thế chắc là sót rồi. Thế chắc là bọn nó bỏ sót rồi, để em kiểm tra lại nhá. Để em kiểm tra lại nhá, không có gì, ai mà không có thì đơn sau có đơn. À, hôm sau có đơn thì bên em gửi bù cái tag này cho mọi người nhá. Chứ bây giờ mà gửi mất cái tag đấy, mỗi mình cái tag đấy thì thật là quá tội cho em. Em lỗ nặng luôn á. Này, nhìn giúp em này. Chắc là bọn nó bỏ thiếu á mọi người, nhìn giúp em này. Chứ còn auto là cái đai này là phải có, cái váy này là phải có một cái tag vào đấy. Này nhìn giúp em này, cái khả năng cái lô vừa rồi đều có tag rồi. Nhìn thích. Thì em mã này sẽ là váy hot. Chị ơi em chuyển khoản rồi sao không thấy ai trả lời, em không trả lời mấy câu hỏi kiểu như này nữa nhá. Muốn trả lời cũng phải từ từ các chị ơi. Chuyển khoản là xong rồi cứ đòi phải được check luôn. Tốt nhất là những khách như thế vui lòng đừng chuyển khoản giúp em nói thật đấy. Chuyển khoản xong phát là đòi trả lời luôn. Em nói rồi nhà em không có người check nhanh đâu. Lúc nào đến lượt đi đơn của các chị thì sẽ có người check. Còn em không bắt ép bất kỳ một ai chuyển khoản khi mua hàng nhà em. Ai cảm thấy ok thì mua, ai cảm thấy không ok thì thôi. Nếu như đơn hàng mua nhiều bắt cọc thì mua ít thôi, không bị bắt cọc, không bị bắt chuyển khoản trước, vẫn ship code bình thường. Chứ các chị đừng có một vừa chuyển 15, 20 phút, 30 phút chứ người check là các chị đã nhảy sồ sồ lên rồi. Thật luôn ấy. Bên em không lừa của khách 1.000 nào đâu. Nói thật. Cái tầm như em chả đi lừa các chị làm cái gì hết. Bên đơn em có thiếu đâu mà em phải đi lừa khách mấy trăm nghìn tiền cọc hay là mấy trăm nghìn tiền chuyển khoản. Đâu khác có đó, các chị cứ bình tĩnh theo thứ tự từ trên xuống lưới bên em sẽ xử lý nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là váy hot. Vậy à, các bạn, váy này là váy điệu. Nhầm, váy em vừa cởi ra mới là váy hot. Còn cái váy em vừa mặc vào này là váy điệu nha mọi người. Váy điệu. Váy này em đặt 4.000 váy rồi và chuẩn bị đặt tiếp rồi. 4.000 chiếc, đặt tổng 4.000 váy. Nói điệu mất lập luôn, được chưa? 177.000 đồng. Bao giá thị trường. Bao giá thị trường nha các chị nha. Nhìn giúp em này, mọi người nhìn này, hàng này. Cứ mỗi một lần em lên cái váy này là khách lại chốt đơn điên đảo. Và đương nhiên là sao ạ? Trên thị trường không có size L đến 60kg đâu. Chỉ có size đến 53-55kg cho các chị thôi, được chưa? Thì em mã này sẽ là váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Em đang mặc ở đây là size S và em 49 cân nhá. Mọi người nhìn kỹ hàng nhà em này, phần cổ này. Đó, cúc này. Phần tay cũng kỳ công như thế luôn. Hai bên tay này là Walter này. Và đằng trong có lớp lót quần. Nên các chị mặc không bao giờ sợ bị hở, không bao giờ sợ bị lộ này kia. Sau váy này là em Linh bắt đầu xả hàng nhá các chị nha. Mọi người nhìn đúng rồi, cái chất liệu này là đầm nhung, váy này là nhung. Đằng trong của lớp lót quần này, phần dưới này là nhung, phần trên này là ren, hai bên này là Walter và đằng trong này là hai lớp, được chưa? Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Hoặc váy điệu kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Cú pháp là váy điệu kèm size. Nếu biết size em đọc cho mọi người bảng size luôn. Dưới 49 cân lấy S, từ 50 đến 55 lấy M, từ 56 đến 60 61 lấy L. Thị trường không ai bán cho các chị form đến 60 61 cân như em đâu. Em phải đặt thêm size L cho các chị nhìn đằng sau, đằng trước này. Sang chưa? Được chưa? Đi của em mã này sẽ là đấy.
Váy điệu vẫn chốt đơn điên đảo luôn. Em đã nói rồi, cái váy này không biết là cái kiểu quái quỷ gì mà cứ mặc lên là chốt. Thấy em cứ mặc váy, em cứ mặc váy điệu này nên là các chị chốt đơn điên đảo luôn, không hiểu kiểu gì. Chuẩn bị xả hàng nhá chị ơi, có 15 mã xả nhanh. Không thấy view giảm nên thôi em xả đây, không thấy tụt view gì cả nên thôi kệ nhá. Không tụt thì cũng xả nhá, 2 tiếng rồi. Kệ các chị đấy. Em chờ tụt ít ít người coi để em xả nhưng mà không thấy tụt nên là thôi cũng xả. Kệ nha mọi người. Thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em với các chị ơi. Thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em với ạ, được chưa ạ? Ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Váy điệu đấy mọi người thấy chưa? Em chỉ cần cầm em mặc hay là em dơ cái váy điệu lên nó đã đỉnh lắm rồi. Bộ lên bộ kẻ. Không phải bộ kẻ đâu, bộ này là bộ. À đúng rồi, bây giờ em sẽ mặc cái bộ tay kẻ này và sau đó thì sẽ xả hàng nhá các chị nhá. Được chưa? Ngắm váy điệu một lần nữa giúp em. Quần đỉnh còn không? Dạ quần đỉnh bây giờ còn đúng cái nịt. Chị đặt thì một tuần nữa bên em giả đơn nhá. Và nếu như không đặt thì một tuần nữa cũng không có, tại vì là một tuần nữa bên em bốt lần này có sẵn không chị? Không, dạ có sẵn nhưng hết rồi chị ơi, bây giờ phải order hết chứ, hàng nhà em là hàng có sẵn mà. À không, đối với bốt thì là hôm qua thì là có sẵn nhưng đến bây giờ thì là hết rồi, nên là bây giờ các chị chỉ có thể order thôi, không có sẵn nữa đâu ạ. 405 đôi bây giờ còn đúng cái vỏ, cái vỏ cũng không còn nữa, hết sạch. Tối ngày hôm qua em bán gần 800 đôi bốt cơ mà, mà em có sẵn có 400. Thì có nghĩa là 400 khách ngày hôm qua là đã phải chờ, chưa đến nói đến khách trưa nay nữa nhá. Thì ít nhất là từ nói chung là ít nhất em phải bán 1.000 đôi bốt. Kinh khủng khiếp, tối ngày hôm qua kiểm đến 3 giờ sáng mới xong đó mọi người. Dã man luôn, được chưa? Ghi em mã này sẽ là gì? Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại, dưới 49 cân, mặc S. Từ 50 đến 55 mặc M và từ 56 đến 60 mặc L. 177.000 chốt luôn giúp em. Váy điệu kèm size và kèm số điện thoại. Bây giờ em mặc nốt cho mọi người set tay kẻ, và trong khi lúc mà mặc set tay kẻ thì em sẽ xả hàng nha mọi người nha. Thôi bây giờ em không lên hàng gì nữa đâu, em chỉ lên nốt set tay kẻ để xả hàng thôi nha các chị ơi. Váy sẵn chị ơi, váy về nhiều rồi. Không biết là có size gì hết không, nhưng mà nói chung mấy cái váy chỉ có bốt thì phải order, chứ còn lại quần áo nhà em là bán hàng có sẵn. Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Màu đen là màu hot hit nhất nhà em á. Màu đen là màu hot hit nhất nha mọi người. Này nhìn giúp em hàng này. Đấy máy này, nói chung là đỉnh lắm, đẹp lắm. Đợi giúp em 15 đến 20 ngày, ai đợi được thì hãng đặt ạ, không đợi được thì thôi các chị ơi. Tức là các chị muốn đặt bốt bây giờ là các chị phải chuyển khoản trước rồi em mới đặt hàng về. Em không phải không có hàng có sẵn nữa đâu, hàng có sẵn hết rồi. Và kể cả đối với những khách mà được lấy hàng có sẵn thì cũng phải chuyển khoản trước hoặc cọc thì bên em mới đi đơn. Đối với bốt là như vậy, bởi vì gần 500.000 một đôi bốt mà các chị, em không thể nào ship đến cho khách chọn rồi người lấy không thì thôi được đâu. Quần áo nó khác, bốt gần 500.000 các chị hoàn về của em mất 50.000 tiền ship rồi thì em còn cái nịt nữa. Mà bốt chỉ là sản phẩm em bán kèm thôi, nhưng ai biết đặt hàng như thế. Ai biết được là bán đến gần 1.000 đôi. Mà kể cả nói thật, có biết chắc em không dám đặt sẵn nhiều như thế đâu. Đối với em là gần 200 triệu tiền bốt lấy sẵn về là em thấy em quá gan lình rồi đó mọi người. Người ta chuyên cửa hàng giày dép, người ta còn chả nhập hàng đắt như thế. Người ta chỉ nhập hàng 2-3XX thôi. Người ta hàng nhập hàng đắt nhất là đến 3XX thôi. Em rồi cái con bán hàng nghiệp dư đi đặt gần 200 triệu tiền bốt cho các chị đấy. Đặt sẵn luôn đó mọi người. Máu lắm. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. 48 cân, bụng hơi to mặc sẽ thôi. Bụng hơi to mặc sẽ thôi. Còn nếu mà to bự bự luôn thì mặc xem mờ, tùy nhá. Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Dám tự tin là livestream đầu tiên mẫu này trên thị trường. 232.000 và form nhà em là form đến 65 cân, form to, có gì nhìn cái tay này, đẹp chưa? Set tay kẻ này, đấy hai bên là gì ạ? Toàn bộ là đắp thêu hết nha, và chất liệu là chất liệu nỉ hai da. 232.000 rồi bắt đầu xả hàng nhé các chị nha. Bắt đầu xả hàng đây. Hết hàng mới rồi. Xem nào. A99 là cổ chéo đâu anh nhỉ? Cổ chéo trắng này, chân váy nhũ bò này. Ghi lê viền này. Q3 à, không phải nhầm. Ghi lê theo này. Ghi lê cúc này. Đấy, có mấy mẫu thôi, cũng không nhiều đâu mọi người ạ. Cũng không nhiều đâu.
Và nét cái emoji có sẵn rồi. Đấy là cái gì? Cụ tim rồi này, len cọc. Váy trơn nâu. Ủa vuông á, để em xem là A6. Hay là A6, cái đấy hình như là A6 đấy. Không không phải là gọi là cổ vuông không? Anh check lại mà xem. Đúng rồi đấy. Nó có cái bùng bùng trắng đen bò nâu. Còn cả rêu nữa cơ. Thế đúng mã này không? Anh search cho rồi đây, có phải là A6 không? Áo ba sọc G1. Giơ lại bằng màu giữ nhiệt, ok. Đây ạ. Set em đang mặc là set tay kẻ màu đen. Em đọc bảng màu nhé. Màu em đang mặc sẽ là màu đen. Màu thứ hai cho em sẽ là màu gì ạ? Màu sữa. Màu này siêu đắt hàng luôn. Màu thứ ba cho em sẽ là màu gì ạ? Màu nâu. Em đố chị nào tìm được trên thị trường có bảng màu này luôn. Có chữ. Đúng không? Cái này sẽ là màu nâu. Và màu cuối cùng là một màu siêu đắt hàng, đó là màu đất. Màu siêu đắt hàng đó là màu đất. A6 kèm màu và kèm số. À quên, em xin lỗi, bộ. Em xin lỗi, con này sẽ gọi là bộ tay kẻ. Bộ tay kẻ màu em đang mặc sẽ là màu đen. Đây là bộ duy nhất trên ở shop em mà có giá là 2x các mọi người. Bộ duy nhất ở shop em mà có giá là 2xx đó. Em mà bán đến 2xx thì các chị cứ yên tâm nhá. Nha. Ghi của em mã này sẽ là set tay kẻ. Toàn bộ đều là chất nỉ hai da cao cấp. Set tay kẻ màu này sẽ là màu nâu. À em xin lỗi, màu này sẽ là màu đất. Set tay kẻ màu này sẽ là màu nâu. Set tay kẻ màu này sẽ là màu sữa và màu em đang mặc là màu đất hàng nhất, đó là màu đen, được chưa? Thôi anh cứ lấy thử ở đấy đi, xong bắt đầu là em tìm ở đây cho nhanh. Nó là G1 à? Ok, G1. Rêu đen trắng bò nâu. Ok, màu nâu là còn nhiều nhất. G1 nhé, bắt đầu xả hàng nhé các chị nha. Quần xịn và quần VIP có sẵn không? Không có quần VIP nhé, em không có quần nào là quần VIP cả. Đây G1 của em nó là chất VIP này. Màu này cho em sẽ là G1 nâu này. Màu này cho em sẽ là G1 rêu này. Màu tiếp theo sẽ là G1 đen trắng bò nâu. Nói chung là đủ màu nhưng mà bây giờ còn lắp nhắt lắm. 8 cái rồi 10 cái rồi 3 cái. Thế bây giờ có màu gì lấy màu đó nhé các chị nhé. Thôi, tốt nhất là bây giờ cái này không chọn màu đi, còn bán rẻ hẳn đi, dễ. Tức là lấy màu bất kỳ, không chọn màu nữa. Lấy màu bất kỳ, không chọn màu nữa cho nó dễ đi. Thế bây giờ màu cái thì 3, cái thì 5. Ai mà ngồi là mùi mà mật. Nhầm, cái này nhầm mẫu này. Ai mà ngồi gọi là mà ấy được các chị. Chết quá. Đây nhá. Tức là mọi người sẽ nhận được một trong những màu em chuẩn bị giờ ở đây. Nó không chọn màu nữa đâu, mấy cái má lằng nhằng này em không chọn màu, em giả rẻ luôn. Chứ còn bây giờ mà ngồi mà em nói thật thống kê màu ra mà bán cho các chị chả bao giờ hết được đâu. Ghi em mã này sẽ là gì ạ? G1 em xả lỗ sấp mặt luôn. Áo này em bán là 8 mấy hay 7 mấy á? Bán 84.000 nhá, sale 39.000. Bạn nếu như bình thường mà em sale chọn màu sẽ phải là 65. Nhưng bây giờ sale không chọn màu 39k, cú pháp G1 không chọn màu. Em sẽ ship một là màu đen, hai là màu vàng, ba là màu rêu, bốn là màu nâu và năm là màu trắng. Có 5 màu đó thì các chị sẽ chốt được, sẽ lấy được một trong những màu đó mà chị, nhưng chỉ có 39.000 thôi. Được cái này thì sẽ mất cái kia. Ví dụ như mà em mà sale chọn màu thì sẽ phải là giá cao hơn mấy chục nghìn. Còn nếu mà em sale không chọn màu thì em lỗ một nửa luôn. Thì các chị được màu nào thì khoan hỉ lấy màu đó nhá. Không chọn màu, cứ auto mã gửi vào, đúng mã là được. Và một trong năm màu này các chị nhá, 39.000. Bây giờ phải như thế thôi. Chứ bây giờ ngồi mà chọn màu nó mất thời gian vô cùng luôn đó mọi người. Ghi giúp em mã này sẽ là G1 này. Màu đen, màu bò, màu rêu, màu nâu và màu trắng. 5 màu, không chọn màu, lấy bất kỳ giúp em. Và bên em sẽ ưu tiên cho khách dồn đơn nhé. Chứ khách lấy một áo này thì bên em chẳng chốt đâu. Dồn đơn, ví dụ như có đơn rồi hoặc dồn với sản phẩm khác thì đi đơn nha mọi người nhá. Ok hết luôn. Đấy. Không chọn màu nó nhanh nhẩu, nó rẻ hơn được chọn màu là 20.000. Nhưng mà nhanh nhẩu lắm mọi người, đỡ phải trừ gạch gạch mất thời gian. Cho em xin cái bút đi, cái bút đi. Bây giờ mã nào mà còn lằng nhằng là em sẽ chốt không chọn màu cho nó dễ. Nhưng mà em sẽ sell lỗ thêm 20.000 đến 15.000 một mã để cho các chị lấy không màu cho nhanh, đỡ mất thời gian của nhân viên, được chưa? Tiếp. A6 này hình như đến con ấy gọi là cái gì? A6 đi anh, A6 là áo có chữ ở đây phải không? Thế thì anh đưa đi, để anh chuẩn bị đưa cho em cái gì. Hết G1 các chị ơi. Cái này là cái gì? Đâu? Cái này là váy hay sao mà? Váy xòe, váy xòe nâu hay sao ấy. Váy cổ tròn nâu. Đây hình như là váy cổ tròn nâu. Em search xem đúng không? Xeo lỗ sấp mặt luôn này. Còn 15 con, bán mi đán mãi đéo hết. Điên thật. Kiểu gì ý? Mua mặc ngủ đấy các chị. Hôm nay là em sell lỗ 1/3 luôn à, lỗ mất 2/3 là còn 1/3 luôn á. Set em đang mặc là set tay kẻ. Có phải váy cổ tròn không?
Váy cổ tròn nâu còn 15 con, sale luôn 48.000. 48.000 đồng, được chưa? 48k. Mặc đi ngủ, chất này giãn rất là nhiều. Nói chung là các chị chỉ nên mua mặc đi ngủ với đi chơi, mặc gì váy này. Đi ngủ thôi, được chưa? Đừng ghi bộ em mặc là xếp tay kẻ 232.000. Đây, ghi rõ là gì ạ? Váy cổ tròn nâu 48.000 đồng mà không mua nó thì thôi, tốt nhất là thôi em chắc là em đưa em đi cho đi cho nó rồi, chứ 48.000 mà cũng không bán hết nữa. Thôi tốt nhất là mình mới mang đi cho từ thiện đi chứ bán buôn gì nữa. 48.000 bán 120 mấy nghìn, sale 48.000 đó các chị ơi. Đồ em mà đã sale thì em sale cũng sấp mặt luôn, được chưa? Ok hết này. Tiếp đi anh ơi. Hết nha, có 15 con thôi. Chả biết đến lúc chốt có chốt được không, không phải đến lúc chốt một cái xong rồi hủy. Đau hết cả đầu các chị ơi, mua hàng xả nhớ mua kèm đơn sản phẩm khác để đi đơn hộ em cái. Không đến lúc cứ một cái 50 mấy nghìn thì có ai lấy đâu, toàn hủy à. Mà các chị không hủy bên em cũng hủy. Cái này gọi là gì? Váy váy trơn hay sao á? Váy trơn nâu, đúng không? À không, cái này là váy trơn sữa chứ nâu đâu mà nâu, một này màu sữa mà. Váy trơn sữa còn 15 chiếc luôn, đúng không? Váy trơn sữa đúng không? Váy trơn sữa còn 15 chiếc luôn ạ. 64.000. Trời ơi. Váy này 100 mấy chục nghìn đúng không? 64.000. 64.000 đồng váy trơn sữa. 64.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Nhanh nhẹn hộ em cái nhá. Trời ơi. Được chưa? 64.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Váy trơn sữa 64k. Em đã bảo em sale các chị không đỡ được đâu mà, 15 con cho nó hết đi, lần này mà không hết là thôi em chẳng xả nữa, em đi cho luôn thật đấy. Không xả nữa, nốt lần này thôi. Chị Linh la li la lên số đi ạ. Hết. Tiếp. Cái này gọi là áo gì? Áo gì nhỉ? Không nhớ luôn ấy, cổ ren à. Hình như là cổ ren đấy, phải không? Cổ ren à. Có thấy ghi ở đây đâu. Xem nào. Không, cái này Khánh mang xuống, anh Khánh mang xuống sau, không có ghi. Mang xuống lúc cuối, lúc đấy là ấy rồi. Anh search cổ ren trong có đúng không nào? Không phải à? Thế thôi lấy cái khác trước đi. Chứ bây giờ cũng không biết cái nào với cái nào. Tiếp đi. Cái đấy gọi là cái gì? Cổ ren. Đúng rồi gì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cổ ren. Cổ ren và cách số điện thoại. Đấy nha mọi người. À lúc nãy anh ấy bảo cái này còn 15. Cổ ren cách số điện thoại em sale luôn ạ, 70.000. Con này em bán là 129. 70.000. Cổ ren 70.000. Chị vừa nhận áo giữ nhiệt chất rất đẹp, váy hot thiếu tang em ơi, rồi bỏ mẹ, chuyến vừa rồi là thiếu tang rồi. À, cổ ren này. Rồi, 70.000. Thế chị ơi, tất cả những ai mà bị thiếu đơn tạ, thiếu tang thì đơn sau mọi người nhắc để bên em ship bù cho các chị nhé, đơn sau nhé. Chứ bây giờ thông cảm giúp em, chứ bây giờ mà ship mình cái tang thì thật sự là cũng quá tội cho em, là em lỗ luôn ấy. Nên là đơn sau mọi người báo để nhân viên bù tang cho mọi người nhé. Cái em bán này sẽ là cổ ren 70.000. Có 15 chiếc thôi. Ôi, chốt nhiều thế. Rồi, cái này là váy xòe hay sao ấy? À váy. Hình như là váy xòe anh ạ. Váy xòe. Đúng, váy xòe. Cái này là váy xòe nâu. Còn 12 chiếc. Váy xòe nâu còn 12 chiếc. Màu đen thì hết từ đời tăm ngoánh, và màu nâu thì xem mãi không hết. Điên thật đấy. Váy xòe nâu còn 12 chiếc đây ạ. Váy xòe nâu còn 12 chiếc sale luôn ạ, 72.000. Váy này em thề em bán là 129.000. 72.000 chất zip giãn nhiều lắm, 70 80 cân vẫn vừa luôn. 72.000 váy xòe nâu giúp em. Váy xòe nâu 72k còn 12 chiếc. Xòe nâu 72k mọi người ơi, em đã qua mẫu nào là mọi người cũng qua luôn cùng em nhé. Đừng có ấy nữa. Em qua mẫu nào là các chị qua luôn cùng em đi để cho nó nhanh, chứ đừng có ấy đi ấy lại xong rồi đến lúc mà chờ lâu ấy. Váy xòe nâu ạ. Ok hết. Gì đây? Này gì mà không biết mã luôn á. V72. Đây. V72 còn 12 chiếc. Đây. Thầy không biết biết bán làm sao luôn á. 60.000. Mấy cái váy mùa hè bây giờ là em sale gọi là lỗ hơn một nửa, chứ không phải một nửa. 60.000. V72 nâu 60.000. V72 nâu 60.000. 60.000. Từ đã. V72 nâu 60.000. Không phải 72k, váy xoẹ nâu là 72k.
Còn V72 này nè, à không, váy xòe nó lúc nãy em đọc mấy nhỉ? 72 à? Còn váy cái này là gọi là V72. Sao mà trùng nhau thế? V72 60.000. 60.000. Váy xòe đâu chị Phương Phạm, Phương Phạm lên số đi ạ. 60.000. Con này 60.000 hết luôn. Tiếp. Nhanh nhẹn mọi người ạ. Xả như thế nó mới hết nhanh được. Cái này là váy xoắn, có cả đen nữa, anh lấy cho em cả đen đi, cả đen cả nâu mỗi màu 10 con này. Cả đen cả nâu mỗi màu 10. Váy xoắn nâu và váy xoắn đen. Chị bị tấu hài quá nên xem từ đầu đến cuối. Cái váy xoắn đen, cảm ơn em nhé. Xoắn đen và xoắn nâu mỗi màu 10. Mỗi màu 10. Xeo luôn. Con này là bán tận 100 bao nhiêu nhớ nữa. 69.000. Cho nên là hàng xả hoan hỉ, ai được thì được, cũng được thôi các chị nhé. Bộ em đang mặc cú pháp là bộ kẻ nâu, set kẻ, áo em xin lỗi, set kẻ đen 232.000 hàng cao cấp. 232.000 set kẻ đen, 232.000 set kẻ đen. Cái này ghi giúp em là váy xoắn đen và váy xoắn nâu 69.000. Các chị có đỡ được không? 69.000 đồng một váy, mỗi màu có 10 váy. Chốt nhanh giúp em xoắn đen và xoắn nâu. Xoắn đen và xoắn nâu nha các chị ơi. 69.000, 2 màu mỗi màu 10 con. Hôm nay chị ngủ mơ thấy Linh. Xem live chi nhiều quá, ám ảnh à chị ơi. Xoắn đen xoắn nâu nha các chị nha. 69.000 hết. Đơn tối qua nhà em mới gọi được có 1/3 thôi. Ngày mai ngày kia gọi tiếp ạ. Cái này cái gì nhỉ? À khoét lưng. Đây mã cuối cùng của váy xả này. Hết luôn này. Đây là tất cả mã váy ngày hôm nay. Váy khoét lưng đen. Con này em bán 150.000 nè mọi người. Đây. Khoét lưng này. Con này hot lắm. Con này là chất tổ ong, không phải chất bình thường đâu. Chất cao cấp đấy ạ. Form dài. Váy khoét lưng đen. Bao nhiêu? 12 con. Hôm nay các chị đánh con 12 với 72 chứ em thấy hơi nhiều á. 12 con các chị ơi. 12 con chốt trong live stream này đó các chị, sale không phải là chốt mà là sale. 79.000. Ai comment trước thì được trước. Nói chung là hàng sale mình hoan hỉ nhá. Hàng sale hoan hỉ, được thì được, không được thì thôi. Bởi vì ai cũng mong muốn lấy được hàng sale hết, nhưng mà người xem thì quá đông. Mà lượng hàng thì lượng sale thì nó ít. 12, 15 con, cái nào nhiều thì 20 con. Váy khoét lưng đen 79.000. Chất tổ ong nha mọi người, không phải chất zip bình thường đâu. Chất này đắt này. Chất tổ ong mà mọi người nhìn rõ không ạ? Được chưa? Khoét lưng. Cú pháp cho em là khoét lưng, váy khoét lưng đen. Mấy cái váy mùa hè này bây giờ em sale lỗ hết cho nó gọn kho. Để đến cuối năm thì cũng xả luôn cho nó nhanh. Thì tươi Nguyễn ơi lên số đi ạ. Cái này cái gì anh? A6. Ok, A6 này em sẽ bán không chọn màu. A6 này cái màu thì 7, màu thì 5, màu thì 10. Thôi, bán không chọn màu cho nhanh. A6 kèm màu và kèm số điện thoại. Hàng mua còn hên xui được chết, nó được chốt, nó chi sale chính xác. Mua hàng em còn chưa biết được chốt hay không, đừng nói là mua hàng sale quá khó cho một cuộc tình ấy. Bà nào mà được chốt hàng sale là hơi bị may ấy. A6 này không chọn màu giúp em. A6 màu này là đây có những màu này, màu vàng này, màu trắng này, màu nâu và màu đen. Các chị nói chung là màu nào cũng đẹp, em không nhập màu xấu đâu. Cho nên là các chị nhận được hàng, các chị sẽ nhận được một trong bốn màu này nhá. Ngày xưa là em hay đọc màu nên nói thật mình làm dễ lằng nhằng lắm. Xong đến lúc là khách báo màu này nhưng hết màu này còn màu kia, mà trong khi hàng sale có mấy chục nghìn. Bây giờ là auto những cái hàng này là không chọn màu. Một là sẽ nhận được màu vàng, hai là sẽ nhận được đen, ba là sẽ nhận được trắng và bốn là sẽ nhận được nâu. Cú pháp A6 kèm màu và kèm số điện thoại. Nhưng đổi lại, ví dụ được chọn màu thì em sẽ sale là 59.000, 60.000. Nhưng không chọn màu thì em chỉ sale có 30.000 này. Kiểu như vậy, được chưa? Sale luôn ạ, 42.000, không chọn màu giúp em. 42.000, A6 kèm màu và kèm số điện thoại 1, 2, 3, 4. Không chọn màu nên là đừng comment màu làm gì mất công, chỉ comment A6 thôi. Ví dụ như lấy hai cái A6 thì ghi là 2A6, ba cái thì ghi là 3A6, 4 thì ghi là 4A6. Đấy. Thì bên em sẽ cố gắng, ví dụ những người lấy nhiều cái thì sẽ chọn nhiều màu khác nhau cho các chị, cố gắng là như thế nha các chị nha. Thôi tôi lại coi riết rồi tối cũng mơ luôn. Công nhận xem em nhiều là bị mơ thấy em đó mọi người. Bị mơ thấy bởi vì xem nhiều, cái gì nhiều cũng ảnh hưởng tâm lý. Rồi hết A6 nha, 42.000. NI, cái này là NI anh ạ. Bomber NI kem còn 14 con. Bomber NI kem còn 14 chiếc. Cười đau cả bụng khách em. Xem like nhiều xong rồi mơ thấy em. Ôi em buồn cười quá. Cái này ghi giúp em là gì ạ? Bomber NI kem, còn duy nhất màu kem thôi. Bomber NI kem, sell nốt luôn ạ, 130.000. Không lỗi em đi đầu xuống đất luôn. Bị Linh Jin thao túng tâm lý, cười đau cả ruột. Em bán con này là 179, sell 130. Bomber NI kem 130. Bomber NI kem 130, chốt luôn giúp em.
không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. Hết A6 rồi ạ. Hàng hai lớp toàn bộ, nói chung bomber nhà em chỉ có hai lớp thôi, không bán một lớp bao giờ. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đằng trong là hai lớp. Bomber NY kem 130. 130 còn 14 chiếc. Chốt nhanh giúp em nhá. Hotline ở trên ảnh bìa, đuôi số điện thoại 712 ấy ạ. Hết. Gì anh? Cái đấy là cái gì đây? Từ để em tìm nữa. A99 không phải phối. A99. Còn 12 nâu, à 13 nâu và 12 đen. A99 này em bán là 150 mấy nghìn đấy, giá 149 hay sao? 149. Sao luôn. Đây. Đẹp chưa? Hàng tay phối mà hàng này thì đỉnh rồi. A99 kèm M kèm số điện thoại sale luôn 98.000. 98.000 ạ. 98k em có A99 màu trắng và 90 à, em xin lỗi. 99k à 98k em có A99 màu nâu và em có A99 màu đen. Màu đen là còn 12 chiếc, màu nâu là còn 13 chiếc, em sale 98.000. Em sale là 90Q88 hết hàng từ lâu rồi mà. Q88 em hết lâu rồi, làm gì còn nữa mà sale hết từ rất lâu rồi. Được chưa? A99 đen và A99 nâu. 98.000 đồng, chốt nhanh giúp em ạ. Để em qua mẫu các chị ơi. 98k các chị nhìn này. Đó, chất này, giãn này, đẹp chưa? Con này mặc với chân váy rồi mà đi bốt đi đồ và các kiểu là thôi nhức cái nách luôn. Được chưa? Màu này sẽ là màu nâu và màu này sẽ là màu đen. 98.000 đồng. 98.000 đồng nhá. Chị chờ chị về áo sơ mi caro mãi mà không. Mùa này sao về sơ mi em? Mùa này bán gì sơ mi nữa? Q88 đỉnh luôn. Bây giờ vẫn khen những cái hàng mà em bán từ cách đây nửa năm rồi. Chết mất thôi. Cảm ơn mọi người nhá. Được chưa? Hết A99 nha. Cổ bè ok. Cổ bè này cũng không chọn màu luôn. Thế cho nó nhanh. Cũng không chọn màu nhưng mà em sale lỗ cho mọi người luôn nha. Đây. Cổ bè này bây giờ em còn trắng, nâu và bò. Còn 3 màu này. Và vui lòng không chọn màu nha. Cổ bè em còn trắng, nâu và bò và vui lòng không chọn màu nhá. Được màu nào hoan hỉ màu đó, không chọn màu. Nhưng mà giá em sale thì rẻ sấp mặt. Áo này bình thường em bán là 83.000, cổ bè tay dài 83 đúng không? Em sẽ có bè bò, bè nâu và bè trắng, vui lòng đừng comment màu, chỉ ghi là cổ bè thôi. Chỉ ghi là cổ bè thôi nhá. Bên em sẽ ship màu bất kỳ. Cái nào mà em ghi không chọn màu thì anh nhớ ghi vào nhá. Không phải đến lúc nhân viên lại chốt màu mất công mất việc. Được chưa? Cổ bè nhá, không chọn màu giúp em ạ. Bao nhiêu ạ? 43.000. Em bán là 83 mà bây giờ sale, tức là xong còn màu thì lại giá rất là rẻ. Còn ví dụ như chọn màu thì phải sale là 63.000, kiểu như vậy á. Nha mọi người, chỉ comment là cổ bè thôi. Một là sẽ nhận được màu trắng, hai là sẽ nhận được màu bò và ba là sẽ nhận được màu nâu. 43.000. Cái này nhanh nhẹn hoan hỉ. Mọi người ạ, cho nó nhanh nhẹn hoan hỉ. Ví dụ hai cổ bè thì ghi là hai cổ bè, ba thì ghi là ba, bốn thì ghi là bốn. Chứ không ghi màu giúp em. Cổ bè 43.000, em có trắng, em có bò và em có nâu. Hết nha. Tiếp. Con này hình như là cổ chéo hay sao, còn duy nhất màu trắng. Ok. Tiếp nha. Hết cổ bẻ các chị ơi, cổ chéo. Bây giờ còn duy nhất màu trắng, mặc như này này mọi người ơi. Mặc như này này, đó mặc cái này này. Đấy mọi người nhìn hình dung ra chưa? Đấy, cổ chéo còn duy nhất màu trắng. Cổ chéo còn duy nhất màu trắng. Đây anh chụp như này. Được chưa? Cổ chéo còn duy nhất màu trắng, 40.000. Duy nhất màu trắng, 40.000. 40.000 ạ, qua mẫu đi mọi người ơi. Cổ chéo còn duy nhất màu trắng 40k, mọi người mặc này này. Cho nên là tất cả những ai kèm đơn thôi. Chứ mình cái áo 40.000 thì ai mất 30.000 tiền ship mà đi đơn. Nên là em sẽ ưu tiên cho những khách mà có đơn sẵn trong live stream rồi nhé các chị nhé. Được chưa, rút đi. Ghi em mã này sẽ là gì ạ, cổ chéo. Cổ chéo 40.000. Còn có mười mấy con thôi. Cho các chị kèm đơn nhé. Rồi, tiếp đi anh. Chân váy nhũ bò, duy nhất màu bò. Kèo lỗ sắp mặt luôn. Chân váy nhũ còn duy nhất màu bò. Chân váy nhũ còn duy nhất màu bò hàng Quảng Châu nhá. Phát hiện ra hàng sửa miền Nam hoàn 100 lần giá trị cho các chị luôn. Con này thì em bán là bao nhiêu chả nhớ, như trăm mấy không nhớ nữa. Sale luôn 60.000. 60.000 không lỗ đi đầu xuống đất. Nói chung là sale mà em không phải lỗ mà lỗ nặng luôn. Đây nhá. Được chưa? Chân váy nhũ, cái đấy gọi là len đẹp đây. Chân váy nhũ bò. Chân váy nhũ bò. Được chưa? 60.000. 60.000. Có 10 chiếc thôi. Cái này là len đẹp. Còn lắc nha lắc nhá. Đây có 4 màu đây. Ừ bán không màu thôi. Nhưng mà bán rẻ mình lỗ nhiều một tí. Mình đỡ mất công. Được chưa? Chân váy nhũ bò nha mọi người. 60.000. Hết luôn.
đúng là sale rẻ, công nhận là nhanh hết thật sự, không biết lúc chốt thì như nào á. Con len đẹp này em bán đúng một lần là hết hàng, chả về à, bán được hai lần là hết hàng. Len đẹp nha em, không phải quảng cáo nữa đúng không? Đây đẹp chưa, check lại giá cho em luôn anh này. Em bán là 122.000 nhá. Và em bây giờ là còn thật ra là màu nào cũng đẹp, em không bán màu xấu. Hàng len mấy cái hàng này bán xấu về vỡ mồm này. Màu này sẽ là màu nâu này, màu này sẽ là màu đen này, màu này sẽ là màu bò này, còn màu em đang cầm ở đây sẽ là màu màu cốm này. Đó là em có 4 màu. Nhưng cũng không chọn màu luôn nha. Con này cũng không chọn màu vì em khẳng định là màu nào cũng đẹp. Cú pháp sẽ là len đẹp kèm màu và kèm số điện thoại, vui lòng không chọn màu. Một là các chị sẽ nhận được cái màu này, gọi là màu gì? Màu cốm. Hai là các chị sẽ nhận được màu này, gọi là màu nâu. Ba là các chị nhận được màu đen. Và bốn là các chị nhận được màu bò. Đấy, có màu nào xấu đâu, đúng chưa? Len đẹp và các số điện thoại, lấy hai cái thì ghi hai len đẹp, ba cái thì ghi là ba len đẹp. Em bán là 122, em sell luôn 88.000 đồng. Bộ sắp mặt 88.000 đồng, không chọn màu vì em khẳng định là màu nào cũng đẹp đấy này. Ví dụ như nâu là còn 5 cốm, 5 bò, 5 đen 10 thì em hỏi mọi người bây giờ mà ngồi check màu ra cho các chị thì hết ngày. Và bây giờ nhân viên nhiều việc lắm cho nên là em chẳng thể em lãi lỗ thêm một tí, nhưng mà bớt được cho việc có nhân viên thì thôi, bớt lại. Đúng không các chị? Được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ là len đẹp 88.000 nhá. Len đẹp kèm màu, lấy hai cái thì ghi là hai len đẹp, lấy ba cái thì ghi là ba len đẹp, và các chị sẽ nhận được một trong bốn màu này, được chưa? Chứ phải đến này, ôi giời tao thích màu cố, tôi ship cho tao màu nâu. Đối với hàng xả chắc chắn lấy hàng hãng đặt, em không ship đến cho các chị xem đâu nhá, được chưa? Ghi giúp em mã này sẽ gọi cho em là len đẹp 1, 2, 3, 4 màu, 88.000. Còn đẹp hay không nhìn phát biết luôn này, mọi người nhìn này, đẹp hay không nhìn phát biết luôn, chất lông thỏ đỉnh chưa? Chất lông thỏ cúc này là cúc thật, mở được luôn đó mọi người. Hết sạch, hết hàng nha. Hai cái thì ghi là hai cái và ba cái thì ghi là ba cái. Nếu như những người lấy từ hai ba cái thì bên em sẽ cố gắng chọn cho mọi người các màu khác nhau. Ví dụ như mình lấy hai len đẹp thì bên em sẽ cố gắng ship cho các chị hai màu khác nhau nhá, chứ không phải là sẽ lấy cho các chị, bắt các chị lấy cùng một màu đâu. Còn lấy một cái thì tùy, được màu nào lấy màu đó giúp em, bên em soạn bất kỳ hên xui, được chưa? Ghi lên viền này, ghi lên viền này em còn ghi lê viền này là còn 15 chiếc. Bán mãi mỗi ngày méo hết thì hôm nay xả lỗ nặng luôn đi cho nó hết. Ghi lê viền em còn 15 chiếc này. Con này em bán là 130 mấy nghìn ấy, 134 hay sao chả nhớ nữa. Nhưng chắc chắn là 100 mấy chục nghìn. Ghi lê viền em sell và em thề em không, em mà không lỗ mấy chục nghìn em bỏ nghề luôn nhá. Trời ơi, 72.000. Đau cay đắng vãi trường. 72.000 ghi lê viền và cách số điện thoại. Riêng con này là lỗ siêu nặng luôn ấy. 72.000 đồng. Ghi lê viền mặc bên trong áo giữ nhiệt hoặc là gì, hoặc là sơ mi tay chun là ok nhá. Ghi lê viền 72.000, không đỡ được luôn. Hôm nay mà 72.000 mà không hết nữa thì đúng là số em quá hãm, số em bị hãm thì mới thế mọi người. 72.000, ôi chốt nhiều thế. Hôm nay công nhận là mình sell một bữa, gọi là hôm nay cuối tháng mà, hôm nay 31, mai là 1 rồi. Với cả hôm nay tháng này nhà em là gì ạ, trộm vía rất là đông đơn, nhiều đơn cho nên là hoan hỉ nha mọi người. Ghi lê viền và cách số điện thoại. Chị Kim Ngân hai len đẹp lên số đi ạ. Đặt hàng không một số, không một đơn đâu, được chưa? 72.000 đồng. Hết nha mọi người. Lần này mà không hết nữa thôi, lần sau không sell nữa nhá. Nói thế nhưng không hết lần sau lại phải sell tiếp ấy. Ghi lê theo đúng không anh? Ừ. Đây. Ghi lê theo thì còn ít thôi, còn có 10 đến 5 thôi. Được chưa? Ghi lê viền 72k, chốt luôn giúp em. 72.000 không đỡ được một cái con ghi lê là còn chất len lại còn hàng tàu nữa, xong sale 72.000 cũng thần kinh thật sự. Đây, ghi lê theo đây. Ghi lê theo trắng còn 12, đen còn 10. Ghi lê theo này. Con này là trước bản đất hàng đó. Bộ chị mang mã là set tay kẻ em ơi. Bộ chị mang mã là set tay kẻ. Chốt trong livestream là 232.000 nhá. Đây. Ghi lê theo đen và ghi lê theo trắng 80.000. Ghi lê theo đen và ghi lê theo trắng 80.000. Một trắng còn 12, một đen còn 10. Các chị chốt nhanh giúp em. Tất cả những cái hàng này đều là hàng Quảng Châu hết, được chưa? Len hàng Quảng Châu hết. Ôi ôi, lại thêm một cái mụn, hai cái mụn cho phải chết mất rồi. Ví dụ em mã này sẽ gọi là ghi lê theo đen và ghi lê theo trắng 80.000. 80.000 nhá. Đây là ghi lê cúc 8 xịch. Hải Anh Nguyễn Thị lên số đi ạ. Mã tiếp theo là ghi lê cúc. Là hết luôn rồi đấy. Hết đúng không anh? Mã cuối cùng đúng không? Ok. Bà sale rẻ vừa thôi, sale rẻ quá tôi không chốt lại. Ai mà chốt được hàng sale này quá may mắn. Ghi lê cúc mã cuối cùng. Còn 7 nâu và 12 đen. Tối nay các chị phải đánh con 12 cho em. Thề luôn, hôm nay cái số 12 nó nhiều cực kỳ.
Đây nhá, ghi lê cúc đen và màu này cho em sẽ là ghi lê cúc nâu. Nâu còn 7. Ghi lê cúc này em bán là 156.000 hay sao á, không nhớ lắm nữa. Sale luôn nhá, 88.000. Lỗ sấp mặt. 88.000 mọi người ơi, 88.000. Có lẽ em bán đắt hàng á, bán mấy nghìn con luôn. Riêng con này cực kỳ đắt hàng, đợt trước ấy. Ai xem like của em đợt trước rồi biết em like suốt. Ghi lê cúc nâu và ghi lê cúc đen nhá. Set tay kẻ đen em đang mặc là 232.000. 232 đủ màu luôn, được chưa? Màu đen ạ. Bao nhiêu ạ? Sale à? Bao nhiêu em vừa nói bao nhiêu nhỉ? 88.000 ghi lê cúc. Hết luôn. Hết nha mọi người nhá. Được chưa ạ? Xem em đang mặc em giới thiệu lại bảng màu một lần nữa này. Xem em đang mặc sẽ là màu đen. Màu tiếp theo, bảng màu của em có 4 màu cơ. Màu tiếp theo cho em sẽ là màu sữa. Đây, màu sữa này rất là đắt hàng. Màu tiếp theo nữa cho em sẽ là màu nâu. Và một màu cuối cùng cực kỳ hot, nó về sau nhưng mà này hot luôn á. Đó là màu gì ạ? Màu đất. Các chị cứ nhìn chuẩn hàng, chuẩn tăng mác này thì em bao giá thị trường cho các chị 232.000 đồng. 232.000 đồng. Diện set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại nha. Hết ghi lê cúc của mọi người. Set tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại. Bây giờ cuối live stream rồi, mọi người có muốn em giới thiệu lại bốt một lần nữa để cho tất cả các chị order không ạ? Cuối live stream rồi, mọi người có cần em giới thiệu lại bốt một lần cuối để cho các chị order không ạ? Còn hàng có sẵn thì hết sạch rồi. Và đối với hàng những ai mà lấy được hàng có sẵn thì cũng phải chuyển khoản trước. Nhưng mà bây giờ hàng có sẵn thì hết sạch rồi. Bây giờ em chỉ có thể nhận order và sẽ giả hàng cho các chị trong vòng từ 15 đến 20 ngày nữa. Nếu ai vẫn muốn xem thì em sẽ giới thiệu, bởi vì gần như là giới thiệu bốt rất là mất thời gian. Có chị ơi lên bốt đi chị ơi, có chị ơi. Nha, thì là mọi người sẽ phải order. Thứ nhất là mọi người sẽ phải chuyển khoản trước. Thứ hai là mọi người sẽ phải chờ 15 đến 20 ngày thì em mới nhận, thì hãng đặt, còn không thì thôi. Vì em không ép ai đặt cả, em không có ấy, em chỉ giới thiệu thôi, ai cảm thấy ok đặt, không thì thôi nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ là set tay kẻ sữa, màu em đang mặc sẽ là set tay kẻ đen, màu này cho em sẽ là set tay kẻ nâu và màu cuối cùng cho em sẽ là set tay kẻ đất. Màu này siêu đắt hàng và không có ai có đâu ạ. 232.000. Chị giới thiệu bốt đi ạ. Ok, thì bây giờ em cũng chỉ giới thiệu nốt like này thôi. Sau đó là tối đến tối ngày mai. À tối ngày kia đi. Tối ngày kia là bên em sẽ đóng order. Đóng order xong thì bên em sẽ tổng lại danh sách những khách. Nên đã là chuyển khoản thì chuyển khoản luôn. Đừng có bắt bên em dục lên dục xuống kiểu là, ừ cho chị đặt nhé. Nhưng mà đến lúc không chuyển khoản là bên em cũng không nhận đơn đâu. Nói chung là mọi người tự giác chuyển khoản, chứ bên em không có ép và cũng không kiểu là rền nó cứ nhắn tin là chị ơi chuyển khoản đi, chỉ nhắn một lần. Đến hết ngày bên em check lại mà không chuyển khoản là bên em sẽ gạch đơn luôn. Bởi vì khi mà cuối tối ngày mai nhà em đóng order á, thì tất cả những khách được vào list order là những khách phải chuyển khoản chứ không chỉ đặt mồm đâu. Sau đó tổng lại và cuối cùng thì bắt đầu gửi danh sách cho nhà máy để nhà máy bắt đầu sản xuất. Nha các chị nha. Xem live bà này đúng kiểu bị thao túng tâm lý, cứ dặn làm không chốt nhưng bấm liên hồi. Đúng thật nhở, bị thao túng tâm lý á mọi người nha. Cho nên là bên em không có dục nhiều, chỉ nhắn đúng một lần và sau đó quay lại, ví dụ như khoảng nửa ngày sau quay lại mà các chị không chuyển khoản là sẽ gạch luôn. Nói chung là ai cảm thấy thực sự thích mua và muốn mua thì người ta sẽ nhiệt tình thôi, chứ còn không có gọi là kiểu như dục khách là phải chuyển khoản đi chị ơi này kia đâu nha các chị nhá. Xét tay kẻ kèm màu và kèm số điện thoại 232.000. Không phải là sáng nhắn, tối nhắn, trưa nhắn, chị ơi chị chuyển khoản cho bên em chưa, bên em không báo đâu, báo một lần thôi thì xong đấy, là khách ok thì khách chốt, mà khách cảm thấy không muốn đặt thì là thôi bên em cũng gạch đơn luôn, chứ không đặt bằng mồm ạ. Đối với bốt là phải cọc, không đặt bằng mồm đâu ạ, lưu ý giúp em nhá. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lại bốt một lần nữa và sau đó thì em sẽ nghỉ, và sau livestream này thì em phải nghỉ 3 ngày em mới live tiếp được vì đơn quá nhiều rồi. Đơn quá kinh khủng rồi mọi người ạ. Mình chuyển khoản cọc bốt hôm qua rồi đó. Ui dồi ôi chị ơi, nhiều người cọc lắm chị. Em nói thật là chị biết không, tối ngày hôm qua em đã nhận order, tức là nhận ở trong live stream ấy thì là gần 800 đôi. Bị nghiện bà này sẵn sàng ngồi vài tiếng nghe và chờ 2 tuần mới có hàng về đấy, mọi người thấy chưa? Thật ra em nói rồi, nếu như mà mình thích một cái đôi bốt hàng bình thường thôi, hàng vừa tiền thôi, thì mình không nên mua của em. Mình nên mua hàng ngoài shop, ngoài ấy, mình ra đấy mình chọn, mình đi thử, mình thích cái nào thì mình mua. Đừng có mua đôi này của em. Nếu như mà chỉ có nhu cầu mua cái hàng vừa vừa. Cái này là em tâm sự thật đấy, chứ không phải em chém gió đâu. Bởi vì sao ạ? Ai mà thật sự tin tưởng thì người ta mới đặt cái bốt này của em. Bởi vì sao? Em nói mọi người, ví dụ như là mua hàng online mà một cái đôi bốt gần 500.000. Nói thật, không phải là khách không có tiền,
mà là cái giá trị nó cao thì mình cũng phải cân nhắc trước khi đặt, chứ không phải là bừa, giống như cái áo có hơn 100.000, cái quần có hơn 100.000, đặt về có thể mặc thì mặc, không mặc thì thôi. Chứ một cái bốt gần 500.000 làm sao có chuyện về, đi thì đi, không đi thì bỏ được, nó là tiền mà các chị, đúng không ạ? Thế nên là tức là dựa vào cái độ tin tưởng của khách, nếu như tin tưởng hàng nhà em thì mọi người đặng hãng đặt cái bốt này. Cái này là em nói thật, nên là em có khuyến khích khách mua bốt nhiều đâu, nghĩa là bốt nhà chị bán rẻ thế, năm ngoái em mua 580k thì năm ngoái chị là người nhận order 580, chứ ai nữa em mua ở đâu. Năm ngoái chị là người order bốt này 580 vì năm ngoái chị lấy lại qua trung gian, có nghĩa là em đi đặt qua trung gian, khách đặt rồi em mới đi lấy, thì khách đặt và khách chuyển khoản xong thì mới đi lấy. Còn năm nay ấy, mọi người biết không, em bỏ gần 200 triệu ra để đặt bốt về trước cho các chị, sau đó mới bắt đầu bán. Nhưng em cũng không nghĩ được là em bán có thể bán được nhiều đến như thế. Em nghĩ là chắc em chỉ bán được độ 400-500 đôi thôi, chứ ai mà biết được một buổi tối bán được gần 800 đôi bốt mà gần 500.000 một đôi, đúng không ạ? Tính ra nó là bao nhiêu tiền thôi, gần 500.000 một đôi mà 800 đôi nó là bao nhiêu tiền, em không biết nhân luôn đó mọi người, bao nhiêu nhỉ? 500.000 nhân cho 800 đôi 400 triệu, 400 triệu mọi người ạ, gần 400 triệu. Năm ngoái em chưa biết chị, thế thì là gì ạ? Thế thì là vẫn rẻ đó mọi người, thế là vẫn rẻ đó. Đúng là nếu mà đúng cái hàng hộp dài này mà người ta bán 580 là người ta bán rẻ, thật sự là rẻ đó mọi người. Có áo khoác cardigan không chị? Em thấy có loại caro hồng. À cái đấy gọi là cardigan, cái đấy gọi là caro hồng, chị chỉ có màu hồng thôi mà chị hết rồi. Này mọi người nhìn giúp em này. Đó, em đang mặc cái set này và bây giờ em bắt đầu đi bốt nha. Thì bây giờ em sẽ đi cái bôi bốt của em. Thật ra không phải tự nhiên mà em đi bán cái bốt này đâu. Và tất cả đều có lý do hết. Là cái bốt này là em đã mua để đi cách đây gọi là năm nay là năm thứ 3. Thì năm nay là 2022, tức là em mua từ 2020, 2021 và 2022 là năm nay, đúng không? Đây, nếu mà các chị không sợ mất thời gian thì chờ em một tí, em vào cái album. Em vào cái album em tìm cái ảnh em mặc cái bốt này luôn này. 2020, album năm 2020, chờ em chút xíu nhá. Đây này, mạng nó hơi lạc tí, chờ em tìm phát. Em cho mọi người xem ảnh em đi luôn, cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là có cái bốt này rồi, đâu nhỉ? Chờ em một chút xíu nha mọi người. Đây, đây, ảnh được up vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Nhưng mà lúc đấy dương lịch, âm lịch thì vẫn là năm 2020. Đây em đi đây này. Đây mọi người thấy chưa? Đứng ở Vincom Phạm Ngọc Thạch. Đây đôi này. Ảnh được up vào 28 tháng 1 năm 2021. Nhưng mà lúc đó âm lịch thì nó vẫn là 2020. Mọi người thấy chưa? Đấy em đi đây, thấy chưa? Và đến bây giờ thì cái đôi này em đang, chính là cái đôi mà em đang cầm ở đây. Và em vẫn đi. Có nghĩa là năm nay là năm thứ 3 rồi, tức là mùa đông năm thứ 3 em đi cái bốt này rồi. Và cứ mỗi lần, tức là khi mà mùa đông mà em phối đồ á, là rất là cần bốt để phối, để tôn cái dáng bộ đồ lên, thì em lại dùng cái bốt này em đi. Thì mỗi một lần như thế là khách lại cứ hỏi Linh ơi, Linh, cái bốt này là từ cái hồi em ở kho cũ, bây giờ em khai kho mới được năm thứ 2 rồi, Linh ơi Linh có bán cái bốt này không, hay là Linh nhận order đi chứ chị tìm bốt này ngoài thị trường không có. Thế nên là em mới tìm. Thì là mọi năm là em đi lấy lại, nói thật lòng luôn là mọi năm là em đi lấy lại. Thì em đi lấy lại thành ra là giá nó cao. Em nhận order khách năm ngoái đến 580.000 một đôi. Và cứ chuyển khoản xong thì lúc đấy mới bắt đầu đi lấy về cho khách. Vì nó cao làm sao mà, vì lúc đấy em đã tìm được cái nhà máy để lấy trực tiếp cho các chị đâu. Đây mọi người nhìn, em đang đi một đôi màu gì? Màu đen. Và hàng của em như thế nào? Đây hàng này này. Hàng nhà em là hàng này này, các chị nhìn rõ không? Hàng hộp dài này này. Và nếu như mà mọi người biết em lâu thì mọi người cũng biết là cái độ rẻ của em khi bán hàng là nó ở cái tầm đẳng cấp nào rồi, đúng không? Thế nên là khi mà em đã bán đôi này lên đến bao nhiêu ạ? 472.000, tức là gần 500.000. Thì nó ở một cái tầm tương đương với hàng ngoài thị trường từ 700-800.000. Em chỉ nói một câu nhá, các chị cứ mua được hàng y xì nhảy ở đâu trên cái đất Việt Nam này bằng tiền của em thôi là em cho các chị hoàn hàng lại, không cần phải rẻ hơn. Và em có tất cả là 3 màu, từ từ xong em sẽ giới thiệu. Màu em đang cầm ở đây sẽ là màu gì ạ? Màu em đang cầm ở đây sẽ là màu, trời ơi bây giờ như đây như cái bãi chiến trường không tìm được luôn á. Màu em đang cầm ở đây sẽ là màu, hiện tại em đang cầm ở đây là màu nâu. Có màu đen nữa và có cả màu gì ạ? Màu kem nữa. Màu kem đây này. Trời ơi đây là bãi chiến trường à trời. Hàng sale xong rồi nó tùm lum, bây giờ không biết màu đen ở đâu luôn á. Mọi người nhìn giúp em này. Áo trong người mã là xẻ ngực. Áo em mặc trong người là xẻ ngực sữa nhá. Xẻ ngực sữa. Mọi người em bóc cho mọi người coi này. Đây nhá. Hàng công ty Mizili của nhà máy của Trung Quốc nhá. Không phải là con hàng rẻ tí nhá, chờ tí em giơ cho. Đây lúc nãy là em bóc ra đây này. Mỗi một chiếc bốt là nó sẽ một cái túi bọc và của tên công ty đây. Thì em đang cầm ở đây là một chiếc màu nâu. Mọi người thấy không ạ? Em đang cầm ở đây là một chiếc màu nâu như thế này. Khi các chị nhận đến tay là như thế này. Thật sự là em tin chắc là nhiều chị đang xem live stream ở đây chưa bao giờ trải nghiệm cái hàng mà bốt dài, bốt hộp dài như này đâu. Bốt hộp ngắn là nó rẻ hơn hẳn, rẻ hơn một nửa luôn ấy.
Đây, được chưa? Nhìn giúp em này, một chiếc nữa đây. Hàng công ty Mizili mọi người, mỗi một chiếc là người ta sẽ bọc như thế này, xong người ta đệm, người ta độn xốp xiếc, rồi là đi hàng là đi nguyên hộp từ Trung Quốc về. Hàng đi nguyên hộp như này luôn này, đi nguyên hộp từ Trung Quốc về như này, chứ không phải là về đến đây rồi mới cho vào hộp đâu các chị ơi, nhớ giúp em nhé. Và hàng có sẵn 405 đôi thì đã hết sạch sẽ rồi, bây giờ chả còn đôi nào đâu. Bây giờ tất cả các chị đặt bốt là đều phải tính là đơn order. Order là một là chuyển khoản hết, mà hai là chuyển khoản cọc 200.000. Bên em sẽ nhận order, sau đó 15 đến 20 ngày nữa bên em mới giả hàng được nha. Còn em chỉ có sẵn 405 đôi thì tối qua em bán hết sạch rồi, được chưa nào? Cú pháp cho em sẽ là bốt kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Màu nâu, màu đen và màu kem. 5 size 35, 36, 37, 38 và 39. 472.000 đồng. Nó ở cái tầm này này, cho nên là mọi người cứ tìm ngoài thị trường, không ai có cái bốt này để bán cho các chị đâu. Còn đây, hàng rẻ đây này, hàng rẻ có vẻ em không nhập được đâu. Khi mà em đã nhập được hàng Trung Quốc thì hàng gì em cũng có thể nhập được, chứ không phải là em chỉ nhập được mã này mà không nhập được mã kia. Đây em đặt thử hàng rẻ về cho các chị đây này, nhìn nó khác bọt chưa? Nguyên cái hộp của nó đi từ Trung Quốc về đây này. Đó, hàng rẻ của nó đây này. Cũng là lót lông luôn nhá, chứ không phải hàng rẻ mà không có lót lông đâu, hàng rẻ có lót lông luôn. Thấy chưa? Đấy, cái này có 200 mấy chục nghìn thôi. Đây, mọi người thích hàng này thì em không bán. Nếu như muốn mua hàng này các chị vui lòng mua ngoài shop giúp em. Được chưa nào? Được chưa? Có cả màu kem nữa, màu kem và màu đen nữa. Bây giờ không biết lấy kiểu gì đây. Màu kem đây. Màu kem đây, xuất sắc chưa? Nức nách chưa? Em lồng thử màu kem vào cho các chị coi nhá, đẹp lắm. Em cũng mua bốt của hãng này, đi 3 năm chỉ cần lau đi là ok. Chính xác luôn em, chị thề với em là tối ngày hôm qua chị lấy cái giấy vệ sinh ấy, xong rồi chị thấm cái nước lạnh xong chị lau đi, chị đang đi đấy. Không, ở đây không có cái rẻ, không có cái khăn nào luôn. Em lấy cái giấy vệ sinh ấy, em thấm nước xong em lau như mới luôn. Không bị nổ da, không bị đứt da, không bị một cái gì. Em khẳng định là đôi này đi 5 năm không hỏng, chắc chắn luôn. Em đang cầm ở đây một đôi màu kem. Màu kem thì em chỉ order sẵn có một ri thôi, để về dơ mẫu cho các chị thôi. Chứ còn màu kem là cái màu mà em nghĩ là không bán được nhiều, thành ra là em có dám lấy sẵn màu kem đâu. Áo em nó mặc sẽ là xẻ ngực 139.000, hàng Quảng Châu nha các chị ơi. Đây này, mọi người giúp em này, em sẽ lồng cho mọi người một cái đôi màu kem nhá, đẹp chưa? Màu đen thì em cũng đỉnh luôn. Chờ tí nhá, bây giờ em đang không biết tìm cái hộp màu đen ở đâu rồi. Em đang cầm ở đây là màu kem và em đang đi đôi size 37. Các chị nhìn rõ không ạ? Đây, đang đi đôi size 37, rất xinh. Còn này ghi giúp em là màu gì? Màu kem ạ. Và màu em đang đi bên trong là màu nâu và một màu nữa là màu đen. Bây giờ đang không biết là cái hộp màu đen nó ở đâu rồi. Hôm nay xả hàng cho nên là hàng nó tùm lum ở đây này. Được chưa? Này, mọi người nhìn đằng trong này. Nó ở một cái tầm đẳng cấp các chị ơi, nhìn này. Size này. Thấy chưa? Em nói thật là chẳng có ai bán hàng live stream, lại còn không chuyên giày dép mà đi nhập hàng như em, chẳng có lắm. Chẳng qua là em biết rằng là khách rất là tin tưởng mình, khách rất là thích những cái gì mình bán thì em mới dám mạnh dạn như thế. Chứ còn nếu không thì thôi em cũng chả đánh liều mất. Bỏ 200 triệu tiền vốn ra để làm gì đâu các chị ơi. Em kiếm bao giờ cho được 200 triệu. Mọi người nhìn này. Anh sang bên kia lấy hộ em một đôi sục size 37 màu đen với. À đôi bốt. Tìm ở đấy mãi không thấy. Tùm lum hết rồi. Được chưa? Em lấy một đôi màu đen em xem cho các chị nữa. Màu em đang mặc sẽ gọi là xẻ ngực màu sữa, xẻ ngực màu vàng, màu kem, màu nâu, màu đen. Xẻ ngực là 139.000, chân váy em đang mặc là CV8 131.000. Áo xẻ ngực này, xinh chưa? Ngon chưa? Mặc này, trắng ơi là trắng luôn. Mặc cái set này quá xinh, đúng không? Bốt kèm màu kèm size, sau khi đặt hàng xong vui lòng vào tin nhắn, chủ động chuyển khoản cọc 200.000 giúp em. Bên em mới nhận đơn nhé, không phải đặt bằng mồm nữa. Đối với những cái hàng khác, ví dụ như kể cả như sục mà sục da nhà em ấy, 200 mấy chục nghìn đó thì em có bắt các chị cọc đâu. Hàng đặt về là lấy, không lấy thì thôi. Nhưng đối với những cái hàng mà gần 500.000 thì các chị phải cọc. Đây này, em đang cầm ở đây là một đôi màu đen size 37 nhá. Em bóc cho các chị nhá. À đây này, hình như để đây xong đéo nhớ. Hình như đây này. Ngáo vãi chưởng. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đây nhá, thấy chưa? Một đôi màu đen size 37. Hàng ở cái tầm đẳng cấp, các chị không mua chỉ có tiếc thôi. Đây thấy chưa? Em đang cầm ở đây là một chiếc màu đen. Nhưng mà chiếc này chiếc trái, em sẽ lấy chiếc phải. Em lấy chiếc phải em ấy cho các chị nhá. Đây. Đây. Thấy chưa? Em bóc cho các chị này. Nó ở một cái tầng đẳng cấp, còn đây là màu đen hàng loại 2. Này. Nhìn hộ em này. Nhìn ghê không? Các chị nhìn này, nó khác hẳn đúng không? Hàng 2XX thì nó phải khác với hàng gần 500.000. Hàng này ngoài thị trường nó bán toàn 700-800 nghìn thôi. Các chị nhìn thấy khác nhau chưa? Mà trong livestream nhìn nó không khác nhiều, bên ngoài nhìn nó vẫn là khác hẳn luôn á. Mọi người nhìn cái bốt này. Thấy chưa? Này. Thấy không?
Đây là hàng 2X, vẫn là hàng Trung Quốc luôn nhá, không phải hàng Việt Nam, không, Việt Nam mình không có bớt đâu. Đây vẫn là hàng Trung Quốc luôn, nhưng mọi người thấy chưa, em bán hẳn cho mọi người hàng đẹp. Còn nếu thích hàng vừa tiền rẻ thôi thì mình đi ra shop mình thử, mình mua mấy cái dọc này này, được chưa? Hàng hộp ngắn, hàng 2X thì nó trong cái hộp như này thôi này, được chưa? Còn hàng của em là hàng này này, mọi người nhìn rõ không ạ? Hàng hộp dài, các chị gần như là chị chả thấy shop nào bán hàng hộp dài đâu nha. Bây giờ em đi thử một đôi chiếc vải màu đen cho các chị luôn. Em không biết tư vấn bắp chân không? Các chị đi size nào, các chị tự lấy size đó. Size này của em là size chuẩn. Hàng của công ty Trung Quốc nó là size chuẩn. Nó là size chuẩn nha. Cứ đi size nào lấy size đó chứ em không biết tư vấn luôn. Nếu mà chị nào lăn tăn mà chân của mình khó đi thì tốt nhất các chị không nên đặt. Cái này là em khuyên thật. Vì em có chuyên bốt đâu mà biết tư vấn cho các chị. Chỉ biết là nó đẹp và nó xịn sò thôi. Các chị nhìn này. Thì là bon chen thêm thôi. Các chị thấy chưa? Nhìn cái bốt này. Da này để em tháo cái độn ra nó vẫn cứ đỉnh như thế này. Được chưa? Em đi thêm màu đen cho các chị, đẹp lắm. Em sẽ lấy thêm một đôi màu đen vì em chưa có đen. Em mới chỉ có một đôi màu nâu và một đôi màu sữa thôi. Đây các chị thấy chưa? Đỉnh không? Em đang đi màu đen này. Đỉnh chưa? Một chiếc bên phải là màu đen và một chiếc bên trái là màu nâu. Chiếc này thì đã đi 3 năm, năm nay thứ 3. Còn chiếc này là vừa bóc hộp ra đi luôn á. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Thì em mã này sẽ là gì ạ? Bốt, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Có tất cả là 3 màu. Màu này cho em sẽ là bốt kem, màu em đang bên phải sẽ là sốt đen và màu đi bên trái sẽ là bốt nâu. Bốt kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại 35, 36, 37, 38 và 39. Thì mọi người gì ạ? Đặt hàng thì vui lòng vào inbox và chuyển khoản cọc giúp em. 15 đến 20 ngày em giả đơn. Còn có sẵn 400 đôi, hơn 400 đôi thì bên em nhận đơn hết sạch rồi nha các chị nha. Đặt cả bốt lửng ok, nếu như mà cái nhà máy này người ta gửi cho em cả mẫu lửng đấy. Nhưng mà nói thật là chân em to, em thấy em đi mẫu lửng không đẹp. Thành ra là em không có đi ý. Chứ còn cái nhà máy này nó nhiều loại lắm. Nó có cả bút ngắn luôn mà. Đây là em cho các chị xem tin nhắn nó gửi cho em đây này. Có thiếu cái gì đâu. Thiếu mỗi tiền thôi, cái gì cũng có hết. Đây, nó gửi cho em xem cả hàng ngắn đây này mọi người. Hàng ống ngắn đây này. Tin nhắn của nó đây này, các chị thấy chưa? Mizili này, các chị thấy chưa? Đây, bên trên là loại dài em bán, bên dưới là loại ngắn. Nó gửi cho em cả ảnh, cả video. Thích lấy cái nào thì lấy. Được chưa? Rồi em dừng ở đây nhá. Này, đẹp chưa? Hàng xịn xò nó phải khác. Đây em lồng cho mọi người cái đôi đen hàng rẻ cho các chị coi. Đây này. Em lồng cho mọi người cái đôi hàng 2X này cho các chị coi nhá. Này, thấy chưa? Em đi cho các chị xem luôn nhá. Em buồn cười lắm ấy. Thật sự là nhìn nó không đẹp tí nào. Không đẹp một tí nào, các chị nhìn thấy chưa? Này, nhìn này. Đi chưa đi đã tụt rồi, các chị thấy không? Này, 2X đây. Nên là em không bán cái hàng 2X này đâu. Bán thì bán luôn hàng xịn. Còn nếu đã là hàng này thì thôi. Bán làm gì, để cho những người bán quần áo, người ta shop, giày dép người ta bán. Lấy ngắn đi, có dài rồi mà mua. Mà mua y vậy, năm ngoái tận 700k đấy. Chị có dài rồi mà mua y vậy, năm ngoái tận 700k đấy. Khách của em năm ngoái mua đôi em đang đi 700.000 đó, các chị thấy chưa? Em bán 472.000 mà sao? Mọi người thấy chưa? Em đang đi cái hàng rẻ đấy cho mọi người đấy. Thấy chưa? Cho nên là em test thử rồi, lúc đầu là em thấy 2X thì em tưởng là năm ngoái em nhập hớ nhiều. Về sau hàng về đến tay mới biết là không phải. Nó là hàng hoàn toàn khác luôn. Được chưa? Thôi, em nghỉ đây. Bye bye mọi người. Cầm cái hàng xịn lên nó khác bọt chưa các chị? Trời ơi, đỉnh chóp. Thôi em cất vào đây. Cất gọn gàng sạch sẽ cho khách đây. Em sẽ lấy một đôi nhưng chắc là em sẽ lấy vào chuyến sau để nhường cho khách trước vậy. Em chưa có màu đen. Chị Linh lấy ngắn đi, em chân ngắn à. Chân ngắn đi bốt dài mới cao chứ nhở. Cho mình hỏi váy điệu eo thoải mái đến bao nhiêu? Dạ chị ơi, em chỉ biết cân tư vấn theo chiều cao và cân nặng. Em không biết tư vấn theo eo luôn đó chị. Cái này là em nói thật nha, từ từ để em cất vào cho khách đã nào. Nha. Thôi bây giờ em nghỉ nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi live stream và ủng hộ em nhá. Được chưa? Nhớ giúp em này, chị nào có đơn rồi nhớ chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là làm sao ạ? Để ngay điện thoại giúp em. Và đối với tất cả đơn bốt thì bên em sẽ cho vào hàng order. Sẽ phải chuyển khoản cọc trước, ít nhất là 200.000 hoặc chuyển khoản hết tùy các chị. Sau đó bên em sẽ 15 đến 20 ngày nữa bên em sẽ giả đơn nha các chị nha. Đó. Nguyên nai nguyên kiện đến tay các chị, cầm nó ở một cái tầng đẳng cấp rồi đúng không? Này, thấy chưa? 100 đôi như 1.000 đôi, đôi nào thế? Đây em đang cầm một đôi màu này là màu đen. Và em đang cầm ở đây là màu đen. Còn màu ở đây đang là màu gì? Màu ở đây là màu nâu. Trời ơi, màu nào cũng đỉnh.
một màu nữa là màu kem nha các chị nha, màu kem đây. Được chưa? 472.000. 472.000, đỉnh chưa? Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream ủng hộ em nhá. Bây giờ em nghỉ nha. Mọi người nhớ nha, đơn bớt thì chủ động vào chuyển khoản giúp em. Bên em sẽ đóng order vào tối ngày mai. Đến tối ngày mai là sẽ đóng order, thì dù lúc đó các chị có chuyển khoản cũng không nhận nữa, bởi vì lúc đấy em đã thông báo số lượng cho nhà máy rồi. Thì em chỉ nhận từng đó và nhận thừa ra thì các chị cũng không có đơn đâu, chứ không phải là bảo là thôi đằng nào bây giờ cũng phải chờ thì thôi, để bao giờ nó có sẵn thì mình lấy. Em không là nhập sẵn nữa đâu, em chỉ nhập sẵn một chuyến đầu tiên thôi nha các chị nha. Cảm ơn. Em nhập vào đã là đầu 4 rồi thì là thì làm sao mà bây giờ em nhập sẵn nữa, em chỉ nhập một chuyến là quá liều rồi mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người. Chị nào nhớ giúp em đối với hàng xả này, đừng có hủy đơn giúp em, chắc chắn lấy hàng mới đặt. Và hóa đơn đủ 100.000 bên em sẽ đi đơn. Và gì ạ, và chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại và để ý nghe điện thoại nhá. Chị nào vào sau thì có thể xem lại livestream, tua lại livestream, thích mã nào thì comment cú pháp mã cách số điện thoại. Nếu sản phẩm đó còn bên em vẫn sẽ chốt bình thường, còn nếu hết thì thôi. Bye mọi người, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Chúc mọi người một đầu tuần thật là gì ạ, thật là kiếm nhiều sàng để còn ủng hộ em nhá.